tu chân Liêu Thiên quần, Tống thư hàng. Chương 181, thù mới hận cũ. Vô cực ma tông, Ma hầu phong, động phủ của công tử Hải. Công tử Hải lần lại đứng bên vách núi, khí chất lại càng mờ ảo. Một chốc sau, An Chi ma quân lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Không lâu sau, chính năng ngồi trên kiếm trúc bay tới. Khí chất của cả ba đều có sự thay đổi rất lớn, ai nấy đều đang đứng trên lần danh đột phá. An chi ma quân nở nụ cười quái dị cảnh mạch đà chủ gặp vất vả với thư sơn áp lực đại một cấp dưới của hắn đã bị thư sơn áp lực đại chém chết khặc khặc có gì mà lạ nếu thư sơn áp lực đại dễ đối phó vậy thì ta đã ra tay từ lâu công tử hải cười khẽ một tiếng hỏi bên cạnh thư sơn áp lực đại có cao nhân sao đúng thế phân thân của ta chỉ dám đứng nhìn từ xa nhưng có thể xác định rằng có một đại tu sĩ thực mạnh rất mạnh đang sống cùng thư sơn áp lực đại xem chừng khó mà lấy lại huyết thần toàn sớm được. An Chi Ma quân đáp. Công tử Hải thoáng thở dài. Bây giờ, chính năng cười khẽ. Ta lại thấy công tử Hải nên lo lắng một chuyện khác, không biết tên thư sơn áp lực đại kia có đưa huyết thần toàn cho vị tiền bối bên cạnh mình không? Khắc khắc, nếu thế thì thú vị thật, ngươi khổ rồi, công tử Hải. An Chi Ma quân cười gian trá. Đây đúng là điều ta đang lo lắng, công tử Hải cười khẽ, may rằng, mảnh huyết thần toàn kia là thứ thừa ra sau khi chúng ta thay đổi trận pháp. Trong tay chúng ta đã có 3 mảnh huyết thần toàn, tạm thời thì đủ dùng cho cả ba. Nhưng sau đó, công tử Hải liền đổi sang chủ đề khác. Nhưng, miếng huyết thần toàn thừa ấy, có tỷ lệ rất nhỏ khiến số đan phẩm long văn của chúng ta càng tăng lên, vậy nên, vẫn phải tìm cách để lấy nó về. Nhắc tới kim đan long văn, vẻ mặt của chính năng và an chi ma quân đều trở nên nghiêm nghị. Nếu không thì, lại huyết tế lần nữa xem. An Chi Ma Quân đề nghị. Không có thời gian, trong khoảng thời gian ngắn thế này, chúng ta kiếm đâu một cái nguyệt đao tông khác để mà hiến tế. Công tử Hải nói, vậy nên, An Chi, đành phải để phân thân của ngươi vất vẻ rồi, cố gắng chú ý thư sơn áp lực đại. Chỉ cần có cơ hội, chúng ta nhất định sẽ cướp huyết thần toàn. Hiểu rồi, chúng ta không có nhiều thời gian lắm. An Chi Ma Quân đáp. Cố lên, chính năng nói. Audio điện tử võ tấn bền. Ba người liếc nhìn nhau, rồi cùng tản ra. Trước khi đi, An Chi Ma Quân đột nhiên nói với chính năng. Đúng rồi, chính năng, có một tình báo miễn phí cho người đây. Tiên nông tông đều an ổn cả rồi, có tô thị A thất làm chỗ dựa, đám lưu manh chung quanh không dám dòm ngó. Khắc khắc, xem chừng, chỉ cần vượt qua kiếp nạn này, họ sẽ từ từ hồi phục nhỉ. Giờ, ta và tiên nông tông đâu liên quan gì đến nhau? chính năng quay đầu lại, hỏi ngược, vẻ mặt hắn bình thản như thể tiên nông tông chẳng còn can hệ gì với mình. Nói xong, chính năng ngồi lên phi kiếm, đi vào biển mây rồi khuất bóng. Chật chật, An chi ma quân tự thấy mất mặt, liền hóa thành khói bay đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã là 6 giờ tối. Bạch tiền bối, ta ra ngoài chút, tống thư hàng vẫy tay chào bạch tôn giả. Sau khi trưa hôm nay an toàn trở về, thổ ba gọi điện qua, hỏi tối nay hắn có qua phòng thuê của Dương Đức để ôn bài không, Tống Thư Hàng thấy tối nay cũng chẳng có việc gì làm, liền đồng ý. Bên cạnh đó, hắn còn mang theo một gói linh mạch bích trà nhỏ. Hắn đã hỏi qua bạch tiền bối, người thường cũng có thể uống loại trà này, nó giúp dưỡng thần, thay đổi thể chất. Nhưng lượng trà phải ít, nếu người trẻ uống, dùng nước trà đầu làm ước lệ, thì chỉ cần bỏ hai lá trà là đủ. Tống Thư Hàng định mang một ít qua cho mấy đứa bạn cùng phòng nếm thử giúp họ thư thái chút vào đêm trước ngày thi, đợi đến khi nghỉ hè rồi cũng mang một ít về cho người nhà nhấm áp. Nhưng phải lưu ý, không được để nhiều người biết chuyện linh mạch Bích trà để tránh rắc rối. Lúc lấy linh mạch Bích trà, Tống thư hàng bất giác nhớ tới Tô thị A thập lục. Không biết cô nàng ấy sao rồi, vết thương đã khỏi chưa? Lâu lắm rồi không thấy cô xuất hiện trên nhóm Cửu Châu số 1. A thất tiền bối cũng đang bận chém người của vô cực ma tông chưa thấy nói về tình hình của A thập lục, mong rằng cô ấy sẽ bình an vô sự, vượt qua kiếp nạn thành công. Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Bấy giờ, Đậu Đậu hỏi: "Cần ta đi cùng không?" "Không cần đâu, phòng thuê của bạn ta gần đây lắm, một đoạn là tới." Tống Thư Hàng cười bảo: "Gần thế này, dù có chuyện gì xảy ra thì Bạch Tiền Bối và Đậu Đậu đều có thể giúp đỡ kịp thời." "Đi đường cẩn thận, nhớ chú ý an toàn tương đương Bạch Tiền Bối tươi cười tiễn Tống Thư Hàng. Tống thư hàng đi rồi, hắn có thể tiếp tục theo đuổi còn đường dỡ phòng. Dù sao thì dỡ một cái cũng là dỡ, dỡ hai cái cũng là dỡ, dỡ cả cả nhà này thì có sao. Trưa nay, hắn làm thẻ ngân hàng rồi, chỉ cần chờ động chủ Tuyết Lang gửi tiền qua là hắn có thể mua đồ gia dụng mới. Nơi ở của Lý Dương Đức. Sau khi vào cửa, Tống thư hàng liếc mắt nhìn thì thấy chỉ có Dương Đức và thổ ba. Cao mỗ mỗ không qua hả? Thằng đấy đang ở bên bạn gái rồi, đêm nay không qua đâu. Cái thứ gặp gái quên bạn, đúng là chỉ có mày tốt, gọi một cú là qua liền. Thổ ba thổ tàu. Ha ha, Tống Thư Hàng đặt túi trà mình mang xuống, Dương Đức có chén trà không? Trong phòng bếp có, mày mang đồ uống à? Lý Dương Đức đi ra khỏi phòng, vẻ mặt hắn vô cùng mỏi mệt, hình như thức cả đêm qua. Bạn tao mang qua mấy lá trà ngon lắm, cho bọn mày nếm thử. Tống Thư Hàng cười bảo. Sau đó, hắn lấy từ bếp ba chén trà có tay cầm, rồi pha ba ly trà nóng, mỗi ly thả vào hai lá linh mạch bích trà. Trà gì thế, cho tao xem nào. Thổ ba bu lại, thấy trong chén chỉ thả hai lá trà, lẻ loi giữa dòng nước sôi. Thổ ba giờ khóc giờ cười. Tao bảo này, thư hàng, mày đừng có keo kiệt thế chứ. Thả mỗi hai lá trà là sao? Dù trà này là võ gì đại hồng bào, thì cũng không cần pha theo lá chứ. Ha ha, đừng nói nhiều, cứ uống đi rồi biết. Tống Thư Hàng cười khẽ, nếu mày chê thì đừng có uống, tao cũng không muốn cho mày bỏ phí đâu. Thổ ba biết tính của Tống Thư Hàng, nếu không phải thằng bạn đang keo kiệt, thì tức là là trà này có hiệu quả đặc biệt nào à? Hắn bán tín bán nghi, thổi thổi cho nguội bớt rồi nhấp một ngụm. Rõ ràng là trà nóng, mà vào miệng rồi lại có cảm giác mát mẻ quẩn quanh nơi yếu hầu rồi trôi vào bụng, cảm thấy như cơ thể mình được gột rửa, thoải mái vô cùng. Không chỉ thế, hương trà tỏa ra chung quanh, lưu luyến trong khoang miệng, mãi không tan mất. Thổ ba nhắm mắt lại, ra vẻ hưởng thụ, sau đó mới nhả ra một chữ. Tuyệt! Ghê thế cơ á! Dương Đức thấy cái vẻ mặt của thổ ba nhưng sắp lên đỉnh đến nơi, liền cầm chén trà lên rồi nhấp một ngụm. Hắn không tỏ ra thái quá như thổ ba, chỉ cảm thấy sau khi uống xong, cơ thể vô cùng sảng khoái, bao mệt mỏi do thức đêm đều tan biến. Trà này là trà gì thế? Lý Dương Đức cảm thấy trà này có chút hơi quá thật. Hắn chưa từng nghe nói có loại trà nào có hiệu quả thế này. Bạn tao mang qua, tên hơi đần đần nên không nói thì hơn. Nhưng đây là thứ cực kỳ tốt đấy, người thường không uống nổi đâu. Tống Thư Hàng mỉm cười, bưng chén của mình rồi nhẹ nhàng uống một hơi. Hiệu quả không diệu kỳ như thối dịch thể hay khí huyết đan. Linh khí trong linh mạch bích trà ít vô cùng, nhưng hương trà ngây ngất, nồng nàn không chịu rời đi. Hơn nữa, hơn nữa, giá cả cũng phải chăng, không hổ là một trong những linh trà được chúng tu sĩ yêu thích nhất. Dù mãi cho đến giờ, hắn cũng chẳng biết linh mạch bích trà trị giá bao nhiêu tiền. Thằng cao mỗ mỗ không tới đúng là thiệt, thổ ba cười bảo, giờ hắn thấy tinh thần của mình đang vô cùng sung mãn, việc ôn tập trở nên nhẹ nhàng gấp đối. Chắc chắn sẽ không rất đợt này. Tao để lại ít là trà cho bọn mày, nhưng phải chú ý, một ly chỉ bỏ vào tối đa hai lá thôi, nhiều hơn không có lợi cho sức khỏe. Mỗi ngày chỉ uống một ly, đừng uống nhiều, tao không muốn hại bọn mày đâu." Tống Thư Hàng mỉm cười rồi ngồi xuống ôn bài với Thổ Ba và Dương Đức. "Phải chú ý nhiều thế cơ à?" Thổ Ba cầm chén trà trong tay mà không nỡ uống, "Mỗi ngày chỉ được uống một ly thôi mà." Lý Dương Đức cầm chén, "Đăm chiêu điều gì?" Tống Thư Hàng cầm sách lên lật lật, "Thật ra, mọi chi thứ trong này hắn đã rõ như lòng bàn tay. Nhưng điều giáo viên giảng trên lớp hắn cũng nhớ hết." nói là qua đây để ôn tập, nhưng chẳng có cái gì mà ôn cả. Làm tu sĩ tốt thật đấy, Tống Thư Hàng cảm thán, chỉ ít thì trí nhớ cũng tốt lên nhiều, đầu óc cũng minh mẫn, học rất vào. Đúng rồi Thư Hàng, sau khi thi xong, mày rảnh không? Thổ ba ngẩng đầu lên hỏi. Có, Tống Thư Hàng cười, vụ giúp ra các trung dương tán trị lục phỉ ấy hả? Không phải, vụ đấy tầm giữa hè cơ, tao đang bảo là thi xong, mày đừng có vội mà về được không? ông ngoại tao mời mày qua chơi thổ ba cười gian trá ông mày ở quảng trường la tín tại thành phố cách vách á tống thư hàng hỏi ngược lại trùng hợp thế nhỉ hắn cũng đang định qua đó một chuyến nhưng sao ông ngoại của thổ ba lại muốn mời mình qua làm khách đúng thế bữa trước ông ngoại tao gọi qua bảo dạo gần đây trong thôn hay có việc lạ hắn cảm thấy bất an sau đó thì không hiểu sao lại nhớ tới mày nên mới nhờ tao mời mày qua chơi nhưng ông tao chưa bảo tao nghe là có chuyện gì. Người già cổ quái lắm, suốt ngày tìm cách dằn vặt cháu ngoại thôi. Nhưng mấy hôm nay, đúng vào đợt quả dương mai chín, bên ông tao trồng nhiều lắm, lúc nào qua tao dắt mày đi hái. Thổ ba bảo, được, lúc nào mày định về thì gọi thêm tao là được. Tống Thư Hàng đáp, thôn mà ông ngoại thổ ba sống có việc lạ, điều Tống Thư Hàng liên tưởng đến đều tiên là cấp dưới của đàn chủ. Tổ chức của đàn chủ nằm cạnh quảng trường La Tín ở thành phố đó nếu có chuyện kỳ quái gì thì tám, chín phần là do họ làm, nhỉ. chương 182, đây là bệnh, không chữa được đâu. Cửa nhà của dược sư đã sửa xong. Tống thư hàng về rồi liền đi tìm hết các tầng, nhưng không thấy đậu đậu và bạch tiền bối đâu. Chẳng nhẽ đậu đậu và bạch tiền bối ra ngoài chơi rồi sao? Tống thư hàng nói với giọng nghi hoặc, cuối cùng, lúc lên tầng 5, hắn thấy đậu đậu, bạch tiền bối và đệ tử của không không đạo môn, đường thiếu chủ đều ở đó. Thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là cái lò luyện đan của dược sư tiền bối, lò bị chia làm hai nửa, nửa trên quảng sang một bên, nửa dưới thì đang hừng hực lửa, đặt trên đó là một chảo lớn. Đường thiếu chủ mặc tạp dề, đang xào rau rất điệu nghệ. Cạnh đó đặt một cái bàn dài, mặt bàn xếp đầy những món chiên xào đủ loại, nhìn mà chảy nước miếng. Đang làm gì thế? Tống thư hàng hỏi. Gâu, ta phải dạy dỗ, à nhâm, thẩm vấn cái vị đường thiếu chủ của không không đạo môn này sau đó cô ta khai sạch sành xanh từ việc mình bắt đầu tu luyện từ bao giờ rồi thì mình am hiểu làm gì gần đây từng tới bao nhiêu bảo tàng nhưng cô ta không biết quỳ hoa tu sĩ có địa vị gì trong vô cực ma tông đậu đậu vừa nói vừa há mồm nuốt một miếng thịt bò to đùng sau đó trong quá trình thẩm vấn cô nàng bảo cô nàng rất giỏi nấu ăn vì vậy ta và bạch tiền bối bảo cô ta nấu chút để thử ăn không tồi bạch tiền bối gật đầu bảo Tống Thư Hàng thảy cho đường thiếu chủ một ánh nhìn đầy thương hại, rốt cục là trải qua quá trình thẩm vấn như thế nào mà đến chuyện mình giỏi nấu ăn cũng tuồn ra hết thế hả? Chắc bao chuyện riêng tư cũng đều kể sạch rồi nhỉ, sau này, cô nàng tên đường đường này còn mặt mũi nào mà nhìn đậu đậu nữa chứ? Như cảm nhận được ánh nhìn của Tống Thư Hàng, đường thiếu chủ quay sang liếc hắn một cái rồi lộ ra một nụ cười, ngớ ngẩn. Tống Thư Hàng đờ người, đừng bảo là cô này thành người thiểu năng rồi nhé. Bấy giờ, bạch tiền bối chỉ vào một đĩa măng tím, bảo. Thư hàng tiểu hữu số thúy măng này ta đã cho đường đường làm rồi, ăn vào có lợi cho việc mở tị khiếu của ngươi lắm, đừng lãng phí. Ăn luôn là được, không cần luyện chế thành đan dược sao. Tống thư hàng tìm một chỗ để ngồi xuống rồi hỏi. Không cần, dù luyện thành đan dược thì sẽ có hiệu quả tốt hơn, nhưng nếu dùng nhiều thuốc quá sẽ dễ bị nhơn. Vậy nên, những thiên tài địa bảo như thúy măng, ăn luôn là tốt nhất. Bạch tiền bối cười ha hả đáp lại. Tống thư hàng nếm thử một miếng thúy măng, mùi vị đúng là không tồi. Hắn không khỏi đưa mắt nhìn đường thiếu chủ, tay nghề nấu nướng khá đấy. Nếu bỏ qua cái thân phận không không đạo môn, thì sau này, ai cưới được cô nàng này thì đúng là có phúc ăn. Ha ha, đường thiếu chủ lại tiếp tục đáp lại bằng một nụ cười sang sảng, rất ngớ ngẩn. Tối đó, sau khi tu luyện như thường lệ, Tống Thư Hàng liền về nghỉ sớm dù sao thì mai cũng thi rồi, hắn cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Dược hiệu của Thúy Măng đã bắt đầu có tác dụng, từ sau bữa tối đến giờ, Tống Thư Hàng cảm thấy việc thở của mình càng lúc càng thoải mái, cứ như đang nghẹt mũi thì được thông nghẹt vậy. Nhưng cũng có chút vấn đề nhỏ, khứu giác của hắn nhạy hơn trước nhiều, vậy nên, nếu lỡ như đánh rắm, thì cái mùi thối cảm nhận được sẽ tăng lên gấp 6, 7 lần. Tắm rửa xong, hắn duỗi lưng rồi đi ngủ. Đợi đến khi Tống Thư Hàng ngủ say, bạch tôn giả lặng lẽ chuồn vào, rồi đi tới cạnh. Sau đó, bạch tôn giả điểm chỉ trên không ở vị trí cơ thể của Tống Thư Hàng. Rồi sau đó, từ trên người Tống Thư Hàng trật hiện lên một dấu ấn năng lượng hình tam giác, trong dấu ấn ấy có một mặt quỷ dữ tợn. Quả nhiên là một sinh mệnh nguyền rủa. bạch tôn giả cười ha hả, hắn rót chút linh lực vào trong dấu ấn nguyền rủa này một cách thật cẩn thận. Chẳng mấy chốc, một luồng xương mù đen chừng bằng nắm tay xuất hiện bên cạnh Tống Thư Hàng, nó tỏa ra thứ oán khí nồng nặc. Hận, ta hận, dù không vào luân hồi, vĩnh viễn làm quỷ vật cũng phải báo thù. Linh thể màu đen gầm rú. Cùng lúc ấy, hình thể của nó phòng to, nhoáng một cái mà đã cao hơn nửa người. Qua đám xương mù đen này có thể mơ hồ thấy được dung mạo của đàn chủ, so với lần trước, dung mạo của oán quỷ chỉ hao hao đàn chủ được chừng bốn phần. Xuất hiện đi, ăn nó rồi sẽ giúp khôi phục phẩm cấp. Bạch tôn giả nhẹ giọng bảo. Lời này vừa dứt, linh quỷ trong tâm khiếu của Tống thư hàng liền chui ra, tiếp tục nuốt trọn oán linh kia. Hình thể của linh quỷ lại lớn thêm nhiều, bên cạnh đó, nó còn bắt đầu biến dị. Chừng 5 phút sau, từ miệng linh quỷ vang lên một tiếng kêu nhỏ, cơ thể nó tỏa ra thứ ánh sáng vàng mỏng manh. Choang một cái, tấm khiên màu kim lại được nó ngưng tụ ra, hơn nữa, lần này bên cạnh nó còn có thêm một thanh kiếm nhỏ nhỏ. Trước linh quỷ quá yếu nên phẩm cấp bị tụt xuống giờ, nó trở về như trước, lại hóa thành linh quỷ trung cấp. Hơn nữa, sau khi có được hạch tâm, chỉ cần có đủ thời gian, nó rất có thể sẽ thành linh quỷ thượng cấp. Sau khi linh quỷ về với cấp trung, nó cung kính cúi bái bạch tiền bối, rồi chui lại vào tâm khiếu của tống thư hàng, mọi chuyện trở về bình tĩnh. Tiếc rằng tên quỷ tu dùng sinh mệnh nguyền rủa lên tống thư hàng tiểu hữu có thực lực yếu quá, oán quỷ này cùng lắm chỉ xuất hiện thêm 4, 5 lần nữa. Nếu không, dễ chừng nó có thể giúp con linh quỷ này thăng lên linh quỷ thượng cấp rồi bạch tôn giả cười lớn sau đó hắn nhẹ nhàng rời khỏi phòng của tống thư hàng với vẻ thỏa mãn đột nhiên qua giúp tống thư hàng thế này là bởi mấy ngày nay hắn dỡ nhiều đồ quá nên cảm thấy có chút hối lỗi hơn nữa khi tống thư hàng biết hắn làm hỏng gần hết đồ trong nhà thì cũng chẳng trách mắng gì điều này càng làm hắn hổ thẹn nhưng nếu không dỡ đồ thì tay hắn ngứa ngáy lắm vậy nên sau khi suy đi tính lại, hắn quyết định sẽ bồi thường cho Tống Thư Hàng. Đợi đến mai thì dạy Tống Thư Hàng tiểu hữu cách tu luyện. Mấy bữa nay làm phiền hắn nhiều rồi, bạch tiền bối vừa đi vừa nghi thầm. Không cần nói nhiều nữa, dược sư đã khóc ngất trong WC rồi. Bởi, cái nhà bị dỡ tung lên là nhà hắn, chứ có phải nhà Tống Thư Hàng đâu. Đêm nay, Tống Thư Hàng lại mơ thấy một giấc mộng kỳ quái. Đấy là giấc mộng kéo rào về cuộc đời của tu sĩ áo xanh, tán thu Lý Thiên Tố. Chẳng nhẽ cuộc đời của Lý Thiên Tố dài quá, nên phải chia ra làm hai đêm mới hết. Tống Thư Hàng nghĩ bụng. Trong mộng, Lý Thiên Tố tu luyện thành công, hắn mặc đạo bào màu xanh xuống núi. Cuộc đời hắn, coi như là thuận buồm xuôi gió. Giống như rất nhiều tán tu khác, hắn bắt đầu đi tìm động phủ nào thích hợp cho việc tu luyện của mình, rồi tìm thiên tài địa bảo, thám hiểm những di tích và tiên nhân động phủ mà các vị tiền bối đi trước để lại, tìm kỳ ngộ, tích lũy tài sản. Những ký ức ấy đều là những đoạn ký ức vụn vặt, chỉ lóe qua trong mơ. Tóm lại, Tống thư Hàng biết rằng cuộc đời Lý Thiên Tố đã trải qua rất nhiều chuyện, cuộc đời của hắn cũng xem như là lắm chuyện kích thích và nhiều màu sắc. Điều quan trọng là vận mệnh của hắn không tệ, trước khi tu luyện tới ngưỡng kim đan ngũ phẩm, tài sản của hắn khá dồi dào nhưng vì cứ gì mà sau này hắn lại trở nên thê thảm như vậy. Ngoại trừ thanh phi kiếm, cũng chỉ có mình cổ đồng nhẫn làm bạn. Tống Thư Hàng không khỏi nghi hoặc. Đang nghĩ vậy, thì bỗng nhiên, giấc mộng của Lý Thiên Tố rẽ sang bước ngoặt lớn. Hắn gặp gỡ một nữ tu, cả hai chẳng mấy chốc đã rơi vào bể tình, rồi làm đạo lữ. Nữ tu là truyền nhân của một môn pháp tầm trung. Cái tình tiết trường bối của nữ tu xuất hiện để triệu uyên dễ thúy như mấy bộ phim điện ảnh không hề xảy ra bởi Lý Thiên Tố đã là kim đan linh hoàng ngũ phẩm, hơn nữa kim đan của hắn còn là thất long văn kim đan. Dù là tán tu, nhưng có tiềm lực rất lớn, quảng vào đại môn phái cũng có thể thành trưởng lão đứng đầu một phong. Môn phái tầm trung nọ cảm thấy vô cùng mừng rỡ khi có thêm một cánh tay phải tốt như thế. Môn phái của nữ tu đương nhiên là chúc phúc cho cuộc tình này, cho phép hai người trở thành đạo lữ. Không lâu sau, cả hai có một đứa con gái đó chính là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Lý Thiên Tố. Nhưng 10 năm sau, khi đạo lữ của Lý Thiên Tố đột phá cảnh giới kim đan ngũ phẩm, nàng dính phải kiếp hỏa, hóa thành cho bụi. Điều này đem đến cơn sốc cực kỳ lớn cho hắn. 10 năm sau, cô con gái vốn duyên dáng yêu kiều, bỗng nhiên mắc một chiếc bệnh quái lạ. Cơ thể cô không ngừng sinh khi hàn băng khí, nếu không kiểm soát, thân thể cô sẽ động xương, thậm chí còn thành người băng lý thiên tổ chỉ biết dùng đan dược và linh khí của bản thân để hóa giải hàn khí trong cơ thể con gái để chữa bệnh cho con lý thiên tố táng ra bại sản còn nợ nần chồng chất rồi dạo trước căn bệnh kỳ quái này của con gái lại phát tác lần này tình hình vô cùng nghiêm trọng hàn khí trong cơ thể cô tỏa ra tạo thành một chiếc quan tài băng ghim chặt cô ở trong lý thiên tố đành phong ấn con trong động phủ rồi khép lại cấm chế của động phủ sau đó hắn đi tới một nơi cấm địa hòng tìm cách trị tận gốc căn bệnh của con gái. Sau đó, chính là cái cảnh ngàn dặm phi thi tặng trang bị. Hôm sau, Tống Thư Hàng tỉnh dậy liền dây dây huyệt thái dương, giấc mơ hôm qua rõ vô cùng, như thể hắn tự mình trải qua cuộc đời của Lý Thiên Tố vậy. Thế này nghĩa là sao? Tống Thư Hàng im lặng một hồi, chẳng nhẽ là hắn phải nhận cái nhân quả này của Lý Thiên Tố à? Lý Thiên Tố là một kim đan linh hoàng, tài sản dồi dào, nhưng để chữa bệnh cho con mà táng ra bại sản, cuối cùng còn chết. Tống Thư Hàng chỉ là một tu sĩ nhị khiếu nhỏ nhoi thì làm được gì chứ? Chẳng nhẽ hắn phải bê con gái của Lý Thiên Tố đến viện để phẫu thuật. Tống Thư Hàng vào phòng vệ sinh rửa mặt, vừa rửa vừa nghĩ nguyên man. Hay là vào nhóm, hỏi các tiền bối xem, biết đâu, con gái của Lý Thiên Tố lại có thể chất tu luyện nghịch thiên gì, sau đó lại có vị tiền bối nào đấy cần đệ tử như thế để truyền dạy sau đó đại năng ấy dẫn con gái của Lý Thiên Tố đi để bồi dưỡng đệ tử thân truyền thì sao? Chẳng phải trong phim hay có tình tiết ấy à? Nghĩ đến đây, Tống Thư Hàng liền mở nhóm cửu châu số 1 ra. Thư Sơn áp lực đại. Các tiền bối, ta biết một đệ tử mầm, cơ thể của cô nương này có luồng hàn khí bẩm sinh, vô cùng mạnh mẽ. Nếu để mặc luồng hàn khí, nó sẽ động xương bên ngoài cơ thể cô ấy, thậm chí còn biến cô ấy thành người băng. Lúc nghiêm trọng, còn hóa thành quan tài băng bọc lấy người. Ta ngờ rằng, liệu có phải cô gái này là một kỳ tài trong việc tu luyện hệ băng không? Liệu có tiền bối tu luyện công pháp hệ băng nào xem trọng cô ấy, rồi dẫn cô ấy đi không? Một lúc sau, có một tiền bối nhắn lại. Tạo hóa pháp vương. Thư hàng tiểu hữu nghe miêu tả của ngươi thì cô nương này không phải kỳ tài nào đâu. Đó là bệnh, phải chữa. Động chủ tuyết lang. Ta đồng ý, đây là bệnh, trong cơ thể có hàn lực bẩm sinh, Tức là khi cô nàng này còn trong bụng mẹ, đã bị băng lực làm bị thương. Hơn nữa, nó sẽ kích hoạt khi cô bé chừng 10 tuổi. Nếu bệnh đã nặng như thư hàng tiểu hữu giới thiệu thì không thể chữa được nữa. Chương 183, ta xuyên Việt rồi à? Nếu như cô gái ấy chỉ mới bắt đầu xuất hiện hàn xương bên ngoài cơ thể thôi thì ta còn có thể ra tay cứu được. Nhưng bây giờ, trừ khi ta tu luyện đến nhân tiền hiển thánh, hoặc thánh quân bát phẩm, bằng không thì căn bản chẳng có cách nào cứu được. Tuyết Lang động chủ nói thẳng, trừ Tuyết Lang động chủ ra, trong nhóm còn có mấy người khác cũng tu luyện pháp thuật băng hệ, nhưng đều không phải là chủ tu. Chủ tu công pháp băng hệ chỉ có một mình Tuyết Lang động chủ, là băng hệ uy tín nhất trong nhóm này. Vậy căn nguyên của cổ hàn khí kia là gì, là vì khí quan nào đó trong cơ thể có vấn đề à? Tống thư hàng dò hỏi, nếu pháp thuật không thể giải quyết vấn đề, vậy kết hợp pháp thuật với khoa học kỹ thuật một chút thử xem sao? quạt ngự hỏa ba sao không phải chính là minh chứng cho sự kết hợp giữa khoa học kỹ thuật và tu chân sao. Thư hàng tiểu hữu muốn nói đến phẫu thuật thay khí quan chứ gì. Vô dụng cả thôi, bên ngoài cơ thể cũng đã kết ra băng quan luôn rồi, chứng tỏ hàn khí đã ăn sâu vào khắp ngóc ngách trong cơ thể, thậm chí có thể đã ảnh hưởng đến cả hồn phách của cô ấy. Chẳng lẽ người có thể đổi toàn bộ thân thể và linh hồn của cô ấy được hay sao? Tuyết lang động chủ vô tình đập tàn ảo tưởng của Tống Thư Hàng. Ai, đúng là một câu chuyện đáng thương tống thư hàng thở dài lý thiên tố tiền bối xin chớ trách ta ta chẳng thể làm được gì hơn ngài ở trên trời có linh thiêng cũng đừng biến thành oán quỷ đến tìm ta nhé là một người tốt hắn có lòng nhưng lại không có sức bữa ăn sáng được đường thiếu chủ của không không đạo môn chuẩn bị chu đáo hôm nay cô vẫn cứ cười ngây ngốc như thế nhưng so với hôm qua thì trông đã có thần thái hơn một chút rồi tống thư hàng thở phào nhẹ nhõm nếu như cô nàng này mà biến thành kẻ khờ thật thì hắn cũng không biết phải giải quyết thế nào cho phải, cũng đâu thể để cô ta làm đầu bếp cả đời được. Trước khi đi, Tống Thư Hàng vẫy tay tạm biệt đậu đậu và bạch tiền bối, ta đi đây, đậu đậu đừng có gây chuyện nhé. Đậu đậu liếc hắn một cái, sau đó quay sang nói với bạch tôn giả, bạch tiền bối, Tống Thư Hàng rõ ràng là đang chỉ cây dâu mắng cây hòe đấy. Dù rằng hắn chỉ đích danh, bảo ta đừng có gây chuyện, nhưng thật ra thì lời này của hắn muốn ám chỉ ngươi đấy. Bạch tôn giả cười khan. Bàn tay đang vẫy khí thế của Tống Thư Hàng cũng cứng đờ, đậu đậu ngươi nói huyệt vẹt như thế ra làm gì. Không biết là có những lời hiểu thầm trong lòng là được rồi, nói ra sẽ có chuyện à. Đại học Giang Nam, bắt đầu bước vào kỳ thi cuối kỳ. Chuyện liên quan đến cái bằng tốt nghiệp, mà bằng tốt nghiệp của Đại học Giang Nam thì rất có giá trị. Cho nên mỗi học sinh đều phải cố gắng hết mình. Lúc sắp thi, Tống Thư Hàng cũng hơi hồi hộp. Bởi vì trước kia, đêm trước mỗi kỳ thi, hắn đều phải cắm đầu học bài. Nhưng tối hôm qua hắn lại leo lên giường đi ngủ sớm. Nên bây giờ lòng giả dạ có phần nao nao. Sau khi bài thi được phát ra thì Tống Thư Hàng vung bút viết soàn soạt. Bất chi bất giác đã làm xong toàn bộ đề thi. Sao tự nhiên thấy nó đơn giản thế nhỉ? Tống Thư Hàng nghĩ thầm, hắn ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, tất cả mọi người vẫn còn đang vùi đầu vắt óc làm bài trong phòng thi chỉ có tiếng giấy bút vang lên sột soạt. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cái đồng hồ trên tường, ôi mẹ ơi, chỉ mới có 3 phút mà thôi. Tốc độ tay của mình phải nhanh tới cỡ nào thì mới có thể làm xong nguyên tờ để thi dài thòn lòn trong vòng 3 phút thế này. Bây giờ mình làm gì đây nhỉ? Hình như ít nhất phải chờ nửa tiếng mới có thể nộp bài thi thì phải. Chỉ lát sau, Tống Thư Hàng thầm thở dài một hơi. Hắn cầm bút vờ như đang viết, sau đó bắt đầu nhắm mắt tu luyện chân ngã minh tưởng kinh. Đời người ngắn ngủi, lúc có thể tu luyện được thì chớ nên lãng phí thời gian. Nói tới chân ngã minh tưởng kinh, thì kể từ khi tâm khiếu và nhãn khiếu của hắn mở ra, lại thêm khí ước với linh quỷ xong chân ngã trong đầu hắn lại có biến hóa. Nhưng chân ngã không biến thành bộ dạng tiên khí huyền ảo gì hơn, mà lại tiến hóa theo kiểu khá là kỳ lạ. Chỉ thấy ở bên trong không gian ý thức, chân ngã mặt mày nghiêm túc, trên người không mặc quần áo, lộ ra cơ bắp trong veo như cẩm thạch. Sau đó, hình như mái tóc ngắn hơn một chút thì phải. Không đúng nha, ta là một người thích đọc sách, vẫn hâm mộ dạng tu sĩ tiêu sái, chân đạp phi kiếm độn quang tung hoành khắp thiên địa. Nhưng sao hình tượng của chân ngã càng lúc càng không phù hợp với suy nghĩ thế này? Hay vì gần đây đi học nhiều quá nên bị mất chút khí chất thư sinh nho nhã rồi. Quyết định rồi, hôm nay thi xong thì phải đến tiệm sách coi cọp một tí mới được đã lâu lắm không đến chỗ đó mượn sách rồi. Tống Thư Hàng nghĩ thầm trong lòng. Sau khi tu luyện chân ngã minh tưởng kinh xong một lượt thì cũng vừa đúng nửa giờ. Tống Thư Hàng đứng dậy, nộp bài thi, rời khỏi phòng thi không chút bận tâm. Ở sau lưng hắn, nữ giáo viên canh thi nhíu mày nhìn Tống Thư Hàng, sau đó lại nhìn đáp án trên tờ bài thi viết kín giấy của Tống Thư Hàng, lâm vào trầm tư. Cô có chút ấn tượng với bạn thí sinh này, bởi vì từ sau khi phát đề ra xong thì bạn thí sinh này lại giữ nguyên một tư thế, không cục cựa gì. Lúc cô đi vòng quanh phòng thi còn thấy bạn thí sinh này nhắm mắt ngủ gật nữa. Vậy thì cậu ta viết đáp án này khi nào đây? Buổi chiều là thi tiếng Anh, Tống Thư Hàng đã có kinh nghiệm nên thủng thẳng làm bài, nhây ra tận nửa giờ mới làm xong rồi nộp bài, lần này không khiến cho giáo viên để ý nữa. Hắn lại đi lòng vòng quanh các phòng học khác, ba thằng Lý Dương Đức, Cao mỗ mỗ và lâm thổ ba còn đang cắm đầu làm bài, nhìn giống như vẫn chưa định đi ra. Thôi vậy, đi đến tiệm sách xem cọp một lúc thôi. Tống thư hàng nghĩ thầm. Quen đường tìm đến tiệm sách quen thuộc kia. Vẫn là con đường này, cũng là tiệm sách này, vẫn là bà chủ xinh đẹp quen thuộc với vẻ ngoài dịu dàng của con gái Giang Nam. Rõ ràng chỉ mới một tháng không đến đây thôi, mà Tống Thư Hàng cảm giác giống như đã qua một thế kỷ rồi. Là do cả tháng nay mình đã trải qua quá nhiều chuyện hay sao? Sau khi bước vào tiệm sách, Tống thư hàng tựa như cá gặp nước, vội vàng tìm mấy quyển sách tài liệu có liên quan đến máy bay, sau đó đứng vào một góc bắt đầu coi cọp. Sắp tới phải đi học lái máy bay với Bạch Tiền Bối rồi, mặc dù đã có tuyệt chiêu ngự kiếm phi hành Bạch Tiền Bối làm nền tảng trước rồi, nhưng tìm hiểu thêm chút kiến thức với thông tin cũng chẳng thiệt thòi đi đường nào. Ở chỗ quầy hàng gần cửa bà chủ xinh đẹp kia thi thoảng lại nhìn Tống Thư Hàng một cái, sao cái thằng nhóc coi cọp sách kia lại đến thế này. Hôm nay không phải ngày thi học kỳ của Đại học Giang Nam à? Cậu ta không quan tâm thành tích thi hay sao? Cô biết Đại học Giang Nam sẽ cho thi lại hai lần, thi lại ba môn thì sẽ được tặng một phiếu về thành miễn phí. Hay là vì cậu trai này đã nắm chắc phần thắng rồi nên thế? À mà có phải là cậu ta cao thêm không nhỉ? Nhìn thì có vẻ như dáng người cao giáo thêm một chút, một tháng trước hãy còn có da có thịt thêm miếng mỡ mà. Bây giờ thì non rắn giỏi ngon lành hơn hẳn, trông không khác gì người mẫu cả. Có vẻ như trở nên đẹp trai hơn nhiều thì phải. Bà chủ xinh đẹp nghĩ thầm trong bụng, sau đó cô lại cúi đầu đọc sách của mình. Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt một cái đã tới trạng vạng. Nhanh như thế à, Tống Thư Hàng tiện tay rút hai quyển sách trên giá ra, làm thủ tục thuê sách, sau đó thoải mái đi về nhà. Quay lại căn nhà của dược sư, Tống Thư Hàng đút chìa khóa mở cửa ra, sau khi bước vào thì cũng thuận tay đóng cửa lại. Sau đó, hắn quay đầu lại, mẹ ơi, đây là cái quỷ gì đây? Xuất hiện trước mặt hắn là một sa mạc mênh mông vô tận, trên đất không có lấy một ngọn cỏ nào, chỉ độc mũi cát vàng. Mình bị hoa mắt à? Hay là ảo ảnh? Tống Thư Hàng ngồi xổm xuống, thứ ở trên đất quả thật là cát vàng, Tống Thư Hàng có thể cảm nhận được cảm giác từng hạt cát chảy qua kẽ tay mình. Không phải ảo ảnh, nó thật sự là sa mạc. Là do bạch tiền bối đang làm gì à? Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu tống thư hàng, nếu như thật sự là vậy thì cũng không có gì lạ. Bạch tiền bối, đậu đậu, hai người có ở nhà không? Tống thư hàng kêu to lên. Nhưng ngoại trừ tiếng vọng ra thì căn bản không hề có động tĩnh gì. Một lúc sau, tống thư hàng nhíu mày, chẳng lẽ không phải do bạch tiền bối và đậu đậu gây ra? Vậy thì chuyện này là thế nào đây? là do ta đi qua không gian truyền tống đến sa mạc à? Hay là ta, xuyên Việt rồi? Tống Thư Hàng bây giờ đã thay đổi rồi, nên có thể dễ dàng chấp nhận mấy hiện tượng siêu tự nhiên thế này. Ngay cả tu chân giả mà còn xuất hiện trong đời hắn được thì mấy chuyện như xuyên Việt cũng không phải là không thể xảy ra. Nhưng trong mấy quyển tiểu thuyết nổi tiếng, thì trước khi mấy nhân vật chính xuyên Việt toàn gặp phải chuyển buồn dầu mất hết ý chí, sau đó đột nhiên bị xét đánh, bị giật điện, bị thiên thạch rơi trúng, nói chung là đủ kiểu tai nạn khiến cho bỏ mạng, sau đó mới xuyên Việt. Nhưng Tống Thư Hàng ta đây là một sinh viên tài giỏi của một trường đại học danh tiếng như Đại học Giang Nam. Thậm chí còn vừa mới tiếp xúc với thế giới tu chân thật sự, sắp sửa bắt đầu cuộc đời sóng gió huy hoàng cơ mà, sao lại xuyên Việt ngay lúc này chứ? Hơn nữa, hắn chỉ mở cửa nhà dược sư rồi bước vào thôi mà. Có bị xét đánh hay thiên thạch nện chúng đầu đâu cơ chứ? Sao lại có cả chuyện mở cửa thôi cũng xuyên việt thế này? Nhưng mình vẫn chưa chuẩn bị gì để xuyên việt cả mà, không được, mình phải quay về thôi. Tống Thư Hàng quay người lại, muốn xem thử xem cánh cửa còn ở đó không. Nhưng lúc quay đầu lại thì vẫn chỉ nhìn thấy sa mạc vô biên vô tận, căn bản không thấy bóng dáng cánh cửa đâu. Thế này là định chơi chết hắn đây à? Bây giờ phải làm sao đây? Tống Thư Hàng cảm giác trái tim của mình bây giờ thật khỏe mạnh. Vì đến giờ mà vẫn có thể đập đều đều không loạn nhịp. Đầu tiên là phải xác định thử xem là có phải mình bị không gian truyền tống đến sa mạc hay không, hay đây là xuyên việt đến dị thứ nguyên, đến mấy thế giới ma huyễn gì đó hay không. Nếu như đây chẳng qua chỉ là không gian truyền tống thì cũng không sao cả. Nếu như là xuyên việt đến dị thứ nguyên thì nguy to. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Sau đó, hắn lấy điện thoại của mình ra. Nếu như vẫn còn sóng thì chứng tỏ mình vẫn còn ở trên trái đất nếu như không có tín hiệu. Hắn lấy điện thoại ra xem, không có chút xíu tín hiệu nào. Đừng sợ đừng sợ, phải bình tĩnh, có lẽ vì đây là sa mạc, cho nên tín hiệu không được tốt. Theo như kinh nghiệm xem tiểu thuyết của mình thì nếu như đây là dị thứ nguyên thì trên bầu trời nhất định sẽ có hai ba cái mặt trăng. Bây giờ trời còn sớm, đợi tới lúc trời tối thì, mà ủa, bầu trời đâu? Lúc Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên thì phát hiện trên trời trống không, không có trời xanh hay mây trắng gì hết chỉ có một thứ gì đó trông như hố đen đang xoay tròn. Lẽ nào mình thật sự xuyên việt đến một dị thế giới mà ngay cả quy luật vật lý cũng bị thay đổi rồi sao? Vậy thì, sau khi xuyên việt mình phải làm gì đây? Tống Thư Hàng mở điện thoại di động ra kéo kéo kiểm tra, lúc này hắn thật sự rất hối hận, vì sao mình lại xóa mấy bộ chuyện xuyên việt dị giới đi hết làm gì? Nếu như còn để lại thì có thể xem lại, để xem có nhân vật nào bị xuyên việt đến sa mạc như hắn không, rồi phải làm sao mới có thể trở nên mạnh mẽ, rồi quật khởi, từng bước xưng bá dị giới. Phải bình tĩnh lại, không thể dối trí được, trước tiên phải nghĩ cách khiến mình sống sót được giữa sa mạc mới được. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Nhưng mà, bình tĩnh cái quần. Xuyên Việt rồi. mươi 184, thiếu niên lang áo xanh cưỡi bạch mã. Khắp nơi đều là cát vàng, ngay cả một ngọn cỏ dại cũng không có, vô cùng im lặng. Tống Thư Hàng cười khổ, từ trước đến giờ hắn chưa bao giờ học qua việc phải sinh tồn trong sa mạc như thế nào. Hơn nữa, tu vi của hắn bây giờ vẫn không thể tích cốc, hôm nay ra ngoài cũng không mang theo tích cốc đan. Chẳng lẽ cuộc đời hắn cuối cùng cũng phải đặt một cột mốc xuyên việt vào ngày 3 tháng 7 năm 2019 thế này hay sao? Sau đó thì tèo luôn. Mình cũng không muốn chết như thế đâu, không thể bỏ cuộc được. Lúc mình mở cửa nhà ra mới bị đẩy đến sa mạc này nếu như bạch tiền bối và đậu đậu ở nhà hẳn sẽ nhận ra có gì đó không đúng chứ nhỉ tống thư hàng xoa xoa huyệt thái dương tỉnh táo phân tích với tu vi linh tôn thất phẩm như bạch tiền bối nếu như hắn nhận ra được dị trạng thì chắc là có thể cứu mình ra được đúng không bây giờ mình phải cố gắng chịu đựng nếu như có thể thì tốt nhất là có thể thoát khỏi sa mạc này hoặc ít nhất là cũng phải tìm được nguồn nước trước cái đã cất điện thoại di động Tống Thư Hàng cố gắng đi một đường thẳng trong phiến sa mạc này. Sa mạc này trống trơn, ngay cả một vật để làm mốc cũng không có. Hơn nữa trên trời cũng không có trang sao để xác định vị trí, dù cho Tống Thư Hàng đã khai nhãn khiếu, có được thị lực hơn người, muốn đi thẳng một đường cũng rất khó, hắn chỉ có thể cố gắng mà thôi. Nói ra thì phiến sa mạc này có rất nhiều thứ quỷ dị. Trên trời không có mặt trời, nhưng trong sa mạc vẫn sáng rõ như ban ngày, còn nóng hôi hổi có trời mới biết thứ ánh sáng và nhiệt lượng này phát ra từ đâu. Chẳng lẽ cái thế giới này thật sự không tuân thủ định luật bảo tồn năng lượng hay sao? Đi mãi đi mãi, ước chừng khoảng 10 phút. Trước mắt Tống Thư Hàng vẫn là một mảng cát vàng như cũ, không có thực vật, không có cả động vật, ngoại trừ cát vàng ra thì không có gì cả, rất tĩnh mịch. Một thế giới đơn điệu thế này, nếu ở lại lâu dài, rất dễ làm cho người ta phát điên. Dù có một con ruồi bay ngang cũng được mà. Tống Thư Hàng thở dài nói, lúc này nếu như có con ruồi nào bay đến, hắn cũng sẽ không chê nó vo ve phiền hết cả người. Đang lúc hắn xúc động, đột nhiên lại nghe thấy một tiếng chuông dễ nghe truyền đến từ xa. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa xa trên sa mạc, có một con ngựa đang thả bước đi về hướng của mình. Đó là một chàng trai áo xanh dắt ngựa trắng, ước chừng 15-16 tuổi, môi hồng răng trắng, da như ngọc thạch, là một thiếu niên rất vấn tú. Rốt cuộc cũng gặp được người sống rồi." Trong lòng Tống Thư Hàng xúc động. Lúc này, thiếu niên áo xanh kia cũng đã nhìn thấy Tống Thư Hàng, hắn đột nhiên vui sướng kêu to. "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi." Tống Thư Hàng nghi ngờ, chẳng lẽ Tiểu Bạch mà thiếu niên này đang nói chính là mình à? Chẳng lẽ lần này mình không chỉ xuyên không, nhưng chỉ có linh hồn xuyên thôi chứ không mang thân thể theo? Không đúng, điện thoại của mình hãy còn ở trên người đây mà. Hơn nữa, quần áo đang mặc, tâm khiếu, nhãn khiếu và linh quỷ đang nằm co do trong tâm khiếu đều có thể chứng minh đây chính là thân thể của mình, chứ không phải linh hồn xuyên Việt. Tiểu Bạch, lúc nãy ngươi chạy đi đâu thế, ta còn cho rằng ngươi đã bị lạc rồi, thiếu niên áo xanh kia đi tới trước mặt tống thư hàng, bét miệng cười lớn, vô cùng rạng rỡ Xin chào tiểu huynh đệ, ngươi nhận nhầm người rồi à? Tống Thư Hàng thấy đối phương ăn mặc theo kiểu cổ nhân nên ôm quyền hành lễ với hắn rồi hỏi nhưng vị thiếu niên áo xanh kia rất lạ hắn như thể không nghe thấy lời tống thư hàng nói chỉ kéo ngựa qua một bên trước sau đó mới quay sang nói với tống thư hàng tiểu bạch chúng ta luyện quyền có được hay không tống thư hàng nhíu mày tiểu huynh đệ ngươi là ai thế còn nữa nhất định là ngươi nhận lầm người rồi ta không phải tiểu bạch mà ngươi nói nhưng thiếu niên áo xanh kia vẫn mỉm cười rất khẽ thân hình động một cái đột nhiên nhào về phía tống thư hàng giống như mãnh hổ trong lúc mơ hồ Tống Thư Hàng thậm chí nhìn thấy hư ảnh một con mãnh hổ sau lưng của thiếu niên áo xanh kia. Hổ gầm vang vọng, đánh một trường về phía đầu của hắn. Lỡ như bị một trường này của hắn đánh chúng thì không biết đầu của mình có nổ tung luôn hay không. Chết tiệt, không thể nói chuyện đàng hoàng được hay sao. Tống Thư Hàng vội giơ tay thành chảo, chụp về phía cổ tay của thiếu niên kia, quyền pháp căn bản 3. Đồng thời, trong một chảo này mang theo chút biến hóa, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến chảo thành trường đao chém chết kẻ thù như một tay đao phủ. Hi hi, thiếu niên áo xanh kia cười hi hi một tiếng, tựa như đã nhìn thấu biến hóa trong quyền của Tống Thư Hàng. Hắn đột nhiên biến chiêu, biến trường thành chỉ, điểm ra một chỉ. Một chỉ này của hắn đúng lúc điểm trúng điểm sơ hở trên quyền của Tống Thư Hàng, khiến cho Tống Thư Hàng cực kỳ khó chịu, ép hắn không thể không đổi chiêu. Tống Thư Hàng chuyển trảo thành quyền, quyền pháp căn bản một. Quyền như trọng pháo, thế đến thẳng tắp, không bàn kỹ xảo chỉ lấy lực phục người. Ha, à, thiếu niên áo xanh kia lại cười tiếp, ngón tay chuyển một cái, điểm một cái lên cổ tay Tống Thư Hàng nhanh như trước. Tống Thư Hàng chợt thấy tay phải tê dần lên, một chiêu thế mạnh tràn đầy lực dễ dàng bị phá giải. Hắn xoa cổ tay, vội vàng lùi lại hai bước. Thiếu niên áo xanh kia không thừa cơ tấn công tiếp, chỉ lẳng lặng nhìn Tống Thư Hàng, cười ngây thơ tiếp đi, tiểu Bạch. Quyền pháp căn bản 3. Tống Thư Hàng quyết đoán đổi chiêu, quyền như lưu tinh nắm đấm như vũ bão đánh về phía thiếu niên áo xanh kia điên cuồng nếu như không thể dùng lực thì lấy số lượng với tốc độ để thủ thắng vậy nhưng thân thể của thiếu niên áo xanh kia tựa như cành liễu trong gió nhẹ nhàng lay chuyển nắm đấm nhanh như chớp của tống thư hàng chỉ toàn lướt qua người của hắn mà thôi không thể khiến hắn bị thương chút nào là đấm chậm quá à hay tống thư hàng dùng hết khí huyết chi lực trong tâm khiếu tiếp tục dùng quyền pháp căn bản ba nhờ có tác dụng của khí huyết chi lực, tốc độ của nắm đấm biến thành nhanh hơn, lực sát thương cũng lớn hơn, bắn ra liên tục. Thiếu niên kia vẫn cười khẽ như cũ, chợt nhảy lên một cái, tạm thời rời khỏi phạm vi tấn công của Tống Thư Hàng. Sau đó, hắn lại điểm ra một chỉ. Ánh mắt của hắn sắc bén như chim ưng, một chỉ kia có thể xuyên qua nắm đấm như vũ bão của Tống Thư Hàng, điểm lên vai phải của hắn. Bả vai của Tống Thư Hàng tê dần lên, nắm đấm mất đi lực lượng, quyền pháp căn bản ba bị phá giải. Mà mượn vào lực của một điểm kia, thân thể của thiếu niên kia xoay một vòng trên không chung, sau đó đá một chân về phía Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng bị phá chiêu, lực cũ đã dùng hết, lực mới còn chưa có. Cho nên lĩnh chọn một chân kia, bị đá bay ra ngoài, lăn mấy vòng trên sa mạc mới dừng lại được. Thiếu niên áo xanh kia cười hì hì nói, tiểu bạch, tiếp nào. Là tên điên à, Tống Thư Hàng dầu thúi ruột, nhưng hắn không thể không tiếp tục ra tay. Hắn mà không đánh thì thiếu niên áo xanh kia cũng sẽ đánh hắn. Hắn không có sở thích nằm ảnh ra chờ người ta đánh, không muốn bị đánh thì chỉ có thể phản kháng mà thôi. 15 phút sau, Tống Thư Hàng đã dùng hết toàn bộ kim cương căn bản quyền pháp luôn rồi, nhưng vẫn không thể đụng tới được vạt áo của thiếu niên kia. Sau khi Tống Thư Hàng dùng một chiêu quyền pháp ra thì thiếu niên áo xanh kia sau cùng chỉ điểm ra có một chỉ. Ngón tay của hắn giống hệt như đầu cô cửu kiếm vậy, mỗi một chỉ hắn điểm ra thì sẽ đánh trúng sơ hở trong quyền pháp của Tống thư hàng, phá giải quyền pháp của hắn. Nhờ ơn của hắn mà Tống thư hàng nhận ra quyền pháp của mình có rất nhiều chỗ sai, lần sau thi triển ra thì những sơ hở này đều được chính hắn sửa đổi. Lại thêm 15 phút nữa. Sau khi thi triển xong một lần kim cương căn bản quyền pháp thì kết quả vẫn như cũ, vẫn không thể chạm đến góc áo của thiếu niên áo xanh kia cuối cùng vẫn bị hắn dùng một chỉ phá giải, Tống Thư Hàng không biết mình đã bị điểm chúng bao nhiêu lần, rất nhiều chỗ trên người đều đã mất chi giác. Hi hi, thiếu niên áo xanh kia cười hi hi, lại nói câu cố tiếp nào, tiểu bạch. Quyền pháp căn bản 3, Tống Thư Hàng cắn răng, hắn phát hiện muốn đối phó với một chỉ độc cô cửu kiếm của thiếu niên áo xanh kia thì cũng chỉ có dùng quyền pháp căn bản 3 là hiệu quả nhất sở dĩ vẫn bị thiếu niên áo xanh kia phá giải là bởi vì tốc độ của hắn không đủ nhanh, nắm đấm đánh ra không đủ nhiều. Mặc kệ là nhất lực hàng thập tuệ cũng được, hay là duy khoái bất phá cũng thế, lấy xảo phá hư cũng được, một khi sức mạnh ấy đã đạt đến mức tận cùng thì tất sẽ sinh ra hiệu quả kỳ diệu. Tống thư hàng dứt khoát không dùng những quyền pháp khác nữa, điên cuồng bạo phát khí huyết trong tâm pháp, chỉ dùng mỗi mình quyền pháp căn bản ba cắm đầu đánh điên cuồng. Cứ đánh thôi chứ không nghĩ ngợi gì hết. Chừng nửa giờ sau, Tống Thư Hàng ngã nhào ra đất, không nhúc nhích được nữa. Toàn thân của hắn đều bị thiếu niên kia điểm trúng, như bị điện giật, thì thoảng lại co giật một lúc. Này này, Tiểu Bạch, hôm nay chỉ luyện tới đây thôi. Ngày mai ta lại tới tìm người chơi nhé. Thiếu niên áo xanh kia cười hì hì, phóng người leo lên ngựa. Tiếng chuông ngựa kêu len keng, nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của Tống Thư Hàng. Đừng đi, nếu người muốn đi thì ít nhất cũng phải đưa ta theo chứ. Tống Thư Hàng nằm đó kêu to, nhưng thân thể của hắn tê dần, căn bản không thể nào đứng dậy được. Hắn chỉ có thể nằm co do trên đất, sau đó, trơ mắt nhìn thiếu niên áo xanh kia biến mất tiêu. Thế rốt cuộc là chuyện quái gì đây? Tống Thư Hàng nằm trên mặt cát nóng dẫy nghỉ ngơi một lúc, mất đốm đỏ đỏ do ngón tay của thiếu niên kia điểm chúng rốt cuộc cũng lặn mất, vất vả lắm hắn mới lại chút sức để đứng dậy. Khốn kiếp, Tống Thư Hàng thầm mắng, có ai lại đi đánh cho con người ta một trận rồi lại ném ở giữa sa mạc không thèm mó tới thế này. Đừng có để ta gặp lại ngươi lần nữa, bằng không, bằng không. Mèn ơi, dù có gặp lại thằng nhãi kia thì mình cũng có đánh lại nó được đâu. Có gặp lại thì cũng không làm gì được nó. Len keng len keng, một tiếng chuông ngựa vui tai vang lên. Tống Thư Hàng đưa mắt nhìn lại thì thấy là thiếu niên áo xanh kia dắt con ngựa trắng đi về phía Tống Thư Hàng. Ồ, là lương tâm trỗi dậy cho nên quay về tìm mình à. Tống Thư Hàng thầm nhủ. Tiểu Bạch, lúc nãy ngươi chạy đi đâu thế, ta còn cho rằng ngươi đã đi lạc rồi chứ. Thiếu niên áo xanh hớn hở chạy đến trước mặt Tống Thư Hàng, cười tươi rạng rỡ Đợi đã, sao mấy câu này nghe quen thế nhỉ? Lúc nãy chúng ta vừa mới gặp thôi được không hả? Tống Thư Hàng tức giận nói. Nhưng thiếu niên áo xanh kia căn bản không để ý tới tiếng gào to của Tống Thư Hàng hắn cứ kéo ngựa qua một bên trước, sau đó nói với Tống Thư Hàng, Tiểu Bạch, chúng ta luyện đao nhé. Nữa hả, ta vừa mới luyện với ngươi xong, toàn thân dã rời rồi đây này. Hơn nữa, ta không có học đao pháp, sao mà luyện đao với ngươi được. Tống Thư Hàng gào lên, hơn nữa, không phải ban nãy ngươi vừa mới nói là ngày mai mới tới tìm ta à. Sao mới chớp mắt lại chạy tới thế này. Nhưng thiếu niên áo xanh kia giống như không nghe thấy những lời Tống Thư Hàng nói, hắn tháo hai thanh trường đao giống hệt nhau từ trên lưng ngựa xuống, ném một thanh về phía tống thư hàng. Ánh đao lạnh lẽo, lưỡi đao sáng ngời, nhìn qua là biết ngay nó là đao tốt rồi. Tống thư hàng hừ lạnh một tiếng, nếu như đối phương không nghe mình nói thì mình cần gì phải chơi với hắn để hắn giải vò. Hắn lùi lại một bước, thanh đao rớt xuống dưới chân hắn. Tống thư hàng giơ hai tay ôm ngực, lộ rõ thái độ không muốn phối hợp. Trường 185, đủ kiểu chiến đấu, một bàn tay quả thật không làm nên tiếng vỗ, nhưng lúc đánh người thì chỉ cần một quyền là đủ rồi. Tiểu Bạch, xem đau đây, thiếu niên áo xanh kia lộ ra nụ cười sáng lạng như ánh mặt trời, căn bản mặc kệ trong tay của Tống Thư Hàng có đau hay là không. Tự hắn cầm đau, thân hình thoát cái bay lên trời, lực bạt sơn hà, chém một đau về phía đầu của Tống Thư Hàng. Một đau kia rõ ràng là có xu hướng muốn chém Tống Thư Hàng ra làm đôi. Khốn nạn, Tống Thư Hàng lăn một vòng, tránh thoát một đao kia. Ta và ngươi có thù hằn gì hả? Hay là khúc mắc gì? Sao vừa mới nhìn thấy mặt ta thì đã ra tay hung ác như thế rồi? Quân tử động khẩu không động thủ, không thể ngồi xuống giao lưu trò chuyện trước hay sao? Hơn nữa, nếu như là dùng quyền pháp thì tốt xấu gì tống thư hàng cũng còn một bộ kim cương căn bản quyền pháp để chống đỡ. Nhưng nếu như là đao pháp thì hắn chỉ có mỗi một mình hỏa diễm đao mà Sích Tiêu tử truyền thụ cho ở trong giấc mộng của Lý Thiên Tố mà thôi hơn nữa hắn cũng không hoàn toàn nắm chắc một chiêu hỏa diễm đao này cần phải dựa vào nhẫn đồng cổ trên tay mới có thể thi triển ra được hắn chẳng có tí căn bản gì về đao pháp cho dù có cầm đao thì hắn cũng chỉ có thể chém bậy mà thôi mà chém bậy thì có thể xài với người không dành thôi đối phó với đại sư đao pháp thì có trời mới biết có hiệu quả gì không tiểu bạch cầm đao đi thiếu niên áo xanh kia cười một tiếng chân hất thanh bảo đao trên mặt đất về phía tống thư hàng Tống Thư Hàng chỉ có thể nhận lấy thanh đao. Hắn thầm cắn răng, đây là người tự tìm lấy đấy, ta sẽ để cho ngươi nếm thử uy lực của hỏa diễm đao. Sau khi nhìn thấy Tống Thư Hàng đã cầm lấy đao thì thiếu niên áo xanh kia cười hì hì, thân hình chợt động, lại chém một đao về phía Tống Thư Hàng. Một đao kia chém ra những ba đạo dư ảnh, nhìn như cực kỳ chậm chạp, nhưng thật ra lại nhanh cùng cực. Đối mặt với một đao của kẻ thù, trong lòng lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Tống Thư Hàng nheo mắt, Mặc kệ một đao kia của đối phương kỳ là cỡ nào, trong đầu hắn nhớ lại phần thiên nhất đao mà xích tiêu tử đã đánh ra, cổ tay khẽ lật, chém ra một đao, đồng thời cũng kích hoạt trận pháp tấn công hỏa diễm đao trên chiếc nhẫn đồng cổ kia. Hô, thanh bảo đao trong tay hắn đột nhiên bốc lên một ngọn lửa hừng hực, mặc kệ một đao do thiếu niên kia chém ra, hỏa diễm đao trong tay chém một cái về phía thiếu niên áo xanh kia, một đao đổi một đao, trên đao của ta còn mang theo lửa bỏng đây, để xem ai thảm hơn. Hi hi, tới hay lắm. Thiếu niên áo xanh cười hi hi, cũng không dùng tới hư chiêu một đao ba bóng kia nữa. Chỉ thấy mũi đao của hắn nhẹ nhàng nhảy lên, tốc độ cực nhanh, mũi đao đâm vào vị trí nằm trên chuôi đao của Tống Thư Hàng. Keng! Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy bàn tay tê dần. Không thể nào cầm đao được nữa. Bảo đao lập tức rơi xuống đất, ngọn lửa hừng hực trên đao lập tức tắt ngấm. Không được rồi, tiểu bạch. Đao không thể cầm giống như người được thiếu niên áo xanh không thừa thắng đánh tiếp, mà bắt đầu biểu diễn cho Tống Thư Hàng xem. Giảng giải đủ loại như phải cầm đao kiểu gì mới có thể cầm chắc, mới không bị người ta đánh rơi khỏi tay. Phải khống chế lực chém thế nào mới có thể phát huy được lực sát thương của đao cao nhất, chém ở góc độ nào thì thuận tay nhất, chí mạng nhất. Nếu như bây giờ mà là đang chơi trò chơi thì trong đầu Tống Thư Hàng nhất định sẽ phát ra một tiếng đinh, ngóc lửng sau đó là tiếng thông báo của hệ thống chúc mừng người chơi thư sơn áp lực đại đã được đại sư đao pháp chỉ dạy đao pháp căn bản học được đao pháp căn bản đinh được đại sư đao pháp tự mình chỉ dạy người chơi thư sơn áp lực đại nhận được xx điểm kinh nghiệm đao pháp căn bản cùng với xxx chắc là sẽ như vậy ấy nhỉ được rồi tới đi tiểu bạch thử lại xem sao thiếu niên áo xanh cười nói lại hất bảo đao trên đất ném lại cho tống thư hàng Tống Thư Hàng nhìn thiếu niên áo xanh kia, hai mắt cũng sáng rỡ lên. Hắn đã nghĩ tới rất nhiều chuyện, trong đầu cũng có rất nhiều lời suy đoán, có lẽ, hắn không phải bị lạc đến thế giới khác. Bất quá, mấy chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Nhờ sự chỉ điểm của thiếu niên áo xanh kia, ít nhất thì bây giờ hắn đã biết phải dùng đao pháp căn bản ra sao. Nhận lấy bảo đao, Tống Thư Hàng tràn đầy tin tưởng, nghênh đón thiếu niên áo xanh kia. Hai người cứ qua qua lại lại, đánh thành một đoàn. Sự lý giải của Tống Thư Hàng về đao pháp càng lúc càng tốt, Tống Thư Hàng đã nhanh chóng hấp thu hết những gì mà thiếu niên áo xanh mới nói ban nãy, chuyển nó thành kinh nghiệm của bản thân. Hắn thậm chí còn ứng dụng một số điều mình lĩnh ngộ được ở quyền pháp lên đao pháp, ví như dùng quyền pháp căn bản 3 để thi triển đao chiêu thì trong nháy mắt có thể chém ra mấy chục đao. Bất quá đánh kiểu này chẳng khác gì liều mạng cả. Chừng nửa canh giờ sau, Tống Thư Hàng lại ngã lăn quay ra đất lần nữa không đứng dậy nổi. Dù đã học được cách dùng đao, nhưng hắn chỉ là một kẻ mới học nghề, bị thiếu niên áo xanh đánh cho nằm lăn quay ra thì cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, lần này còn thua thảm hơn, nhanh hơn lần trước, quần áo trên người hắn đã bị đao khí cắt sách tè tua, trên người cũng toàn vết đao. Bây giờ hắn mà đi ra ngoài, ngồi dưới gầm cầu chừng một lúc, khỏi cần nói gì hết, bảo đảm trong vòng nửa tiếng đồng hồ sẽ kiếm được đầy tiền, bởi vì hắn thảm không còn đường nào để tả, khiến cho người ta không nỡ nhìn. Cha cha, tiểu bạch, hôm nay luyện đến đây thôi. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi nhé. Thiếu niên áo xanh cười hì hì, lại nói câu này. Sau đó hắn xoay người nhảy lên lưng ngựa, tiếp theo là tiếng chuông ngựa len keng vang lên, thiếu niên lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Tống Thư Hàng. Lần này, Tống Thư Hàng chẳng còn hơi sức để gọi nữa, chỉ có thể nằm trên cát thở hồng hộc chờ hồi sức. Đợi sau khi thiếu niên áo xanh đi xa rồi, Tống Thư Hàng mới tức giận nói, chết tiệt, đừng có để cho ta gặp lại ngươi lần nữa, bằng không thì ta sẽ không để ngươi yên đâu. Ngay tại lúc hắn vừa mới nói xong thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng len keng giòn giã vang lên từ phía xa, một thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng từ xe bước tới. Nhanh tới vậy sao, lần này ta còn đang nằm bẹp đây, ít nhất thì cũng phải chờ ta đầy máu hồi sinh cái đã chứ. Ta hối hận rồi được chưa, ta không muốn gặp lại ngươi đâu. Đậu đậu, đậu đậu ngươi ở đâu mau cứu ta đậu đậu ấy à bây giờ đậu đậu đang làm gì bây giờ nó đang nằm trong sa mạc với vẻ bất đắc dĩ nơi này cũng giống y trang sa mạc chỗ tống thư hàng dõi mắt nhìn quanh chỉ có mỗi cồn cắt mà thôi không có lấy một cọng cỏ hay một con rán nào sau đó ở cách nó không xa có một vị thiếu niên áo xanh rắt ngựa đang bước tới gần tiểu bạch khi nãy ngươi chạy đi đâu thế ta còn tưởng là ngươi đi lạc rồi đấy Thiếu niên áo xanh hớn hở chạy tới chỗ Đậu Đậu, cười tươi sáng láng. "Còn chưa xong nữa à?" Đậu Đậu thầm phỉ nhổ. Thiếu niên áo xanh trước tiên dắt ngựa cột qua một bên, sau đó kêu to với Đậu Đậu, "Tiểu Bạch, chúng ta luyện đao nhé." Đang lúc nói chuyện thì hắn rút hai thanh trường đao giống hệt nhau ở trên lưng ngựa xuống, ném một thanh cho Đậu Đậu. Đậu Đậu liếc mắt, mặc kệ nó rơi xuống bên cạnh mình. Đậu Đậu không nhận đao, thiếu niên áo xanh cũng không quan tâm hai tay cầm đao lao về phía đậu đậu. Sau đó, chém một nhát thật mạnh lên người đậu đậu. Keng, bảo đao chém xuống người đậu đậu, bắn ra tia lửa chói mắt, thiếu niên áo xanh kia có đao pháp xuất chúng, nhưng thực lực lại không cao, nên không thể phá vỡ được phòng ngự của đậu đậu. Đậu đậu thở dài, nhắm mắt lại, lỗ tai cụp xuống. Thiếu niên áo xanh không hề tức giận, cầm đao chém lên người đậu đậu liên hồi, tiếng keng 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 vang lên không ngớt. Sau khi chém đủ nửa canh giờ, thiếu niên áo xanh cười to, trà trà, Tiểu Bạch, hôm nay chỉ luyện đến đây thôi. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi nhé." Sau đó hắn quay người nhảy lên lưng ngựa, tiếng chuông ngựa leng keng đi xa dần, thiếu niên áo xanh cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của Đậu Đậu. Đậu Đậu lại thầm thở dài lần nữa, mò lấy cái máy tính ở dưới người lên. Thời gian bên trên chỉ rõ đã 8 giờ rồi. Trên màn hình còn lưu lại khung cảnh trò chơi mà Đậu Đậu đang chơi giờ bên cạnh còn mở cửa sổ chat cam của bà xã trong game của nó. Lần này nhân vật trong game chết chắc rồi, ta mới vừa mới gom đủ bộ bá vương xong đó, đừng có chết rất mất mà, hai mắt đậu đậu rưng rưng. Hắn phải đánh cả đêm mới kiếm đủ đó, hôm nay vừa mới mặt vào để làm dáng cho bà xã xem. Cũng ở trong sa mạc minh mông. À, 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 à. đường thiếu chủ của không không đạo môn dốc hết toàn lực, tay cầm bảo đao chiến đấu với thiếu niên áo xanh kia. Hai người bọn họ có thực lực ngang nhau, cứ đánh qua đánh lại mãi. Đường thiếu chủ dùng đao ra kiếm chiêu, tấn công điên cuồng. Đao pháp của thiếu niên áo xanh thì vô cùng xuất chúng, không hề thua kém. Nửa canh giờ sau, Đường thiếu chủ đuối sức, ngã ra sa mạc. Thiếu niên áo xanh cười lớn, nói: "Cha cha, tiểu Bạch, hôm nay chỉ luyện tới đây thôi. Ngày mai ta lại tới tìm ngươi chơi nhé." Sau đó hắn quay người nhảy lên lưng ngựa. Tiếng chuông ngựa len keng đi xa dần, thiếu niên áo xanh cũng dần biến mất khỏi tầm mắt của đường thiếu chủ. Tiểu bạch tên khốn nhà ngươi, tiểu bạch tên khốn nhà ngươi. Đường thiếu chủ gào to với bóng lưng của thiếu niên, có đủ chưa vậy? Đây đã là lần thứ mấy rồi? Mỗi lần thiếu niên áo xanh này đều xuất hiện cùng một kiểu, sau đó là quyền, kiếm, đao, côn, thương. Đổi đủ loại kỹ năng để ra trận. Đường thiếu chủ đã bị hành hạ thảm rồi, mới đầu cô còn không hiểu mô tê gì, sau này tức giận không muốn phối hợp, sau cùng chỉ đành đờ đẫn ứng chiến, rồi lại bị dày vò tới mức nổi điên lên như thế này. Thả ta về đi, cho ta ra ngoài đi, ta không muốn chơi nữa, ta sẽ ngoan ngoãn nhận sai được không? Không thì các người phạt ta nấu cơm mấy năm để chuộc tội cũng được, làm ơn thả ta ra đi mà. Đường thiếu chủ khóc lóc kêu gào. Ta không muốn gặp lại tên thiếu niên áo xanh rắt ngựa trắng kia nữa. Leng keng leng keng tương đương đúng lúc này, phía xa lại vang lên tiếng chuông ngựa quen tai. Đường thiếu chủ vừa quay đầu lại thì phát hiện có một thiếu niên áo xanh dắt ngựa trắng xuất hiện, sau khi hắn nhìn thấy đường thiếu chủ thì chạy tới với vẻ hưng phấn. Lại tới nữa rồi, nữa rồi, lại nữa rồi. Lần này lại tới nhanh như thế nữa. Bắt nạt bà ngươi chứ gì, dẫn mặt với bà ngươi à. Ha 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 ha, đường thiếu chủ cười như điên như dại, tới đây đi. Bà đây sẽ đạp chết ngươi. Lần này, không đợi thiếu niên áo xanh kia kịp tới gần, đường thiếu chủ đã nổi điên sông lên. Cô giơ hai tay lên, kéo thành một chuỗi tàn ảnh. Xuất ra tuyệt học vô ảnh thủ của không không đạo môn, điên cuồng đánh về phía thiếu niên áo xanh. Bà đây bóp chết ngươi, ha ha ha, chấm chấm, vẫn là sa mạc cát vàng kia, bên trong sa mạc tính mịch vô tận. Bạch tôn giả đang yên tĩnh, nhắm mắt ngồi thiền, hắn đang tiến hành tu luyện mỗi ngày chương 186, đợi tóc người dài đến eo, gả cho ta có được không? Bạch tôn giả đang minh tưởng thì hai tai không hề nghe thấy chuyện ở bên ngoài, nên căn bản không biết những chuyện đang xảy ra ở bên cạnh mình. Bạch tôn giả lúc này, thân đang ở giữa sa mạc mênh mông, còn ở bên cạnh hắn là từng hình ảnh chiếu của đủ mọi thứ. Có hình ảnh của thánh địa tu luyện vô cùng xinh đẹp, có yêu thú quái vật với hình thú kỳ lạ, có tu sĩ cường đại đang chiến đấu với nhau, cộng thêm đủ loại pháp bảo thần kỳ đủ hệ, những cảnh tượng này thoáng hiện lên bên người Bạch Tôn Giả, sau đó nhanh chóng biến mất. Ở bên ngoài khu vực hình ảnh này chính là sa mạc Minh Mông. Mà theo tâm niệm của Bạch Tôn Giả phật phồng, mảnh sa mạc này cũng dần mở rộng không ngừng. Nhất niệm vạn giới sinh, nhất niệm vạn giới diệt. Sau khi thực lực đạt tới linh tôn thất phẩm thì trong lúc tu sĩ trầm tư, một suy nghĩ kéo theo linh lực trong cơ thể sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với thế giới thật tạo thành thực tại ảo, nó phụ thuộc vào thế giới thật, nhưng lại là thế giới hư ảo vượt ra khỏi thế giới thật. Thực tại ảo, cũng giống với hư ảo, nhưng lại là thứ cao hơn ảo ảnh nhiều. Nó là giả, bởi vì bản chất thì nó không tồn tại trên thế giới này. Nhưng nó lại tồn tại hết sức chân thật, bởi vì ngươi có thể tự mình chạm vào tất cả mọi thứ ở trong, thực tại ảo kia, không khác gì so với những thứ ở thế giới thật. Tại thời cổ, có khi một vị linh tôn thất phẩm nào đó ngồi suy tư về một điều nào đó, tạo thành ảo cảnh khổng lồ ở bên cạnh, biến thành một tòa thành trấn phồn hoa, bên trong có vô số người sinh sống, mua bán chuyện trò. Bất quá, khi linh tôn thất phẩm ngừng suy tư thì ảo cảnh khổng lồ kia sẽ biến mất dạng. Điều này cũng tạo thành vô số truyền thuyết về quỷ thành ở thời cổ đại. Tin đồn nổi tiếng nhất về thực tại ảo đó chính là ở thời viễn cổ. Thời viễn cổ, có một môn phái cỡ chung tên là Bích Thủy Các, các chủ sở tiên tử của nó là một vị chân quân lục phẩm, dịu dàng tốt bụng. Dưới sự lãnh đạo của cô, toàn bộ Bích thủy các gần như sống trong cảnh thanh bình không tranh quyền thế. Nhưng có một ngày kia, Bích thủy các bị cuốn vào trong một trận tranh đấu lớn của các môn phái tu sĩ. Chỉ trong một đêm, toàn bộ Bích thủy các đều bị diệt sạch, ngoại trừ các chủ sở tiên tử ra thì không một ai may mắn sống sót. Trong lúc tuyệt vọng, Sở tiên tử lại tấn chức linh tôn thất phẩm. Sau đó, Tưởng niệm mạnh mẽ gần như tuyệt vọng của cô kéo theo linh lực trong người, lại dựng nên một bích thủy các trọn vẹn như xưa, các đệ tử trong môn vẫn chuyện trò vui vẻ, vất vả tu luyện như khi còn sống, tiếp tục cuộc sống không tranh quyền đoạt thế. Mấy trăm năm sau, có vài vị tu sĩ trong giới tu sĩ đi lạc vào trong bích thủy các kia, nhận được sự chiêu đãi nhiệt tình của các đệ tử bích thủy các. Mấy vị tu sĩ kia thậm chí hoàn toàn không thể nhìn ra đây chỉ là một thực tại ảo, mãi cho tới khi bọn họ quay về tông môn của mình nhắc tới Bích Thủy Các với người khác, mới biết được sự thật về Bích Thủy Các được ghi lại ở trong tông môn. Sở tiên tử vẫn luôn sống trong mộng cảnh do chính cô dệt nên. Nhất niệm vạn giới sinh, chỉ cần linh tôn thất phẩm nguyện ý thì người, vật, việc mà họ tạo ra thậm chí có thể tồn tại rất lâu. Chẳng qua, dù cho thực tại ảo có chân thật tới mức nào đi nữa, thì nó vẫn chỉ là hư ảo. Dù người có thể chạm đến, có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, máu thịt của họ thì đó cũng chỉ là giả mà thôi. trạng thái của bạch tôn giả lúc này chính là như thế. hắn ở trong trạng thái tu luyện, vô tình nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, những chuyện cũ này bị linh lực cường đại của hắn nguyễn hóa ra, tạo thành vô số thực tại ảo đè lên nhau ở bên cạnh hắn. còn đoạn ký ức quý báu nhất tận sâu trong đáy lòng hắn, thì biến thành sa mạc vô biên bên ngoài, đan sen vào thế giới bên ngoài. sa mạc, con ngựa trắng, thiếu niên áo xanh đó là ký ức khi bạch tôn giả còn nhỏ. Chỉ cần bạch tôn giả vẫn bế quan như thế, hoặc là không thu hồi ý niệm trong đầu thì sa mạc và hình chiếu bên cạnh hắn cũng sẽ không biến mất. Đậu đậu biết rõ điểm này, nên mới có thể nằm nhoài ở đây, chỉ có thể chờ cho tới khi bạch tôn giả chấm dứt lần bế quan này mà thôi. Tống Thư Hàng cũng đã chết lặng, nằm trên cát thở hồng hộc. Thiểu niên áo xanh rắt ngựa trắng kia đã tìm hắn 7 lần rồi, từ lần đầu tiên dùng quyền pháp thì sau này lại dùng đến đao pháp, kiếm pháp, côn pháp, thương pháp, thoái pháp, tiên pháp. Mỗi lần đều đổi trò để dày vò trà đạp hắn, tuy rằng hắn cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Bảy lần rồi đấy, đã đủ hay chưa? Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Lúc này, tiếng chuông len keng kia lại vang lên, một thiểu niên áo xanh rắt ngựa trắng đi đến gần. Vẫn còn nữa à, lần này lại chơi cái gì nữa đây? Tiểu Bạch, lúc nãy ngươi chạy đi đâu thế, ta còn tưởng rằng ngươi đã đi lạc rồi chứ. Thiểu niên áo xanh vui mừng chạy về phía Tống Thư Hàng, vẫn nói mấy lời này. Sau đó, thiểu niên áo xanh bước tới kéo ngựa qua một bên, nói với Tống Thư Hàng, tiểu bạch, chúng ta luyện trùy nhé. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy hai thanh trùy lớn xuống từ trên lưng ngựa. Đau thương côn bổng thì thôi đi, vì cái khỉ gió gì mà tu sĩ phải luyện trùy. Cái này là binh khí của môn phái nào, phong cách này thô bỉ quá đi mất. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, Tống Thư Hàng giơ tay lên kêu, không được đâu, ta mệt lắm. Chúng ta nghỉ một lúc được không? Hắn chỉ thuận miệng nói thế thôi, còn tưởng là thiểu niên áo xanh này vẫn sẽ ném chùy tới bên cạnh hắn, sau đó vác chùy lao tới nện hắn, ép cho hắn phải chiến đấu. Nhưng nào ngờ, lần này thiểu niên áo xanh đột nhiên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc nghỉ à. Sau đó, hắn lại ném hai cây chùy lớn qua một bên, chạy tới chỗ Tống Thư Hàng, hóa ra tiểu bạch ngươi cũng muốn nghỉ mệt cơ đấy. Vậy chúng ta sẽ nghỉ một lúc nhé. Khốn thật, hóa ra chữ nghỉ này là chữ mấu chốt à. Thiểu niên áo xanh ngồi song song với tống thư hàng, cười thít mắt, nhưng không nói lời nào, giống như rất hưởng thụ khoảng thời gian thảnh thơi ngắn ngủi này. Cứ ngồi im như thế chừng 10 phút, thiểu niên áo xanh đột nhiên quay đầu lại nhìn tống thư hàng. Tiếp theo, hai mắt của hắn lập tức sáng rỡ lên. Tống Thư Hàng bị hắn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt sáng quắc như thế thì cảm thấy hơi mất tự nhiên. Tiểu Bạch, người thật là đẹp, thiểu niên áo xanh cười nói. Tống Thư Hàng lập tức cảm thấy sởn tóc gáy. Cho dù biết rõ Tiểu Bạch mà thiểu niên áo xanh kia nói không phải mình, nhưng bị người ta nhìn bằng ánh mắt nóng rực xong nói, người thật là đẹp, như thế, Tống Thư Hàng vẫn thấy gai óc nổi đầy mình. Tiểu Bạch, đợi sau này tóc người dài đến eo rồi, gả cho ta có được không? Thiểu niên áo xanh đột nhiên hỏi. Không được, Tống Thư Hàng quyết đoán từ chối. Của nhiên không được à, tiểu bạch ngươi để tóc dài có được không? Ta cảm thấy ngươi mà để tóc dài thì nhất định rất xinh đẹp. Thiểu niên áo xanh không hề tức giận, nói tiếp. Không muốn, tuyệt đối không muốn. Tống Thư Hàng bắt chéo hai tay, lớn tiếng cự tuyệt lần nữa. Được á, à, tốt quá, ta thật muốn có thể sớm được nhìn thấy bộ dạng của tiểu bạch ngươi lúc để tóc dài quá. Thiểu niên áo xanh cười tươi hớn hở nói hóa ra thiểu niên áo xanh nọ căn bản không phải đang nói chuyện với Tống Thư Hàng. Từ đầu chí cuối, hắn chỉ luôn nói chuyện với người tên Tiểu Bạch kia. Tống Thư Hàng cảm thấy tâm trạng của mình thật đúng là muốn văng tục. Mà nói ra thì hắn nhìn kỹ thiểu niên áo xanh này xong thì sao lại có cảm giác bộ dạng của thiểu niên áo xanh này có hơi giống bạch tôn giả nhỉ? Ất xì, ai đang rủa ta đó? Đậu đậu sờ mũi, dướn người một cái. Thiểu niên áo xanh kia vẫn còn đang đánh lên người hắn khí thế, ra sức cầm chùy nện kêu len keng len keng như đang đập thép vậy. Đậu đậu sung sướng rên rỉ, nhích qua trái một chút, nhích qua trái. A, à, đúng là chỗ đó đó, mạnh thêm chút nữa, a, à, sướng quá. Một bên khác, đường thiếu chủ của không không đạo môn vẫn đang lên cơn điên, tới đi, tới nữa đi, bà đây liều mạng với mày. Phát huy tuyệt học vô ảnh thủ vượt xa bình thường, ẩn ẩn chiếm được thế thượng phong. Hi hi, tiểu bạch ngươi thật lợi hại, Mặc dù thiểu niên áo xanh đang ở thế hạ phong, nhưng hắn không hề hoảng loạn, vẫn đánh rất ổn. Tiểu bạch tên khốn nhà ngươi, tiểu bạch tên khốn nhà ngươi. Đường thiếu chủ tức giận nói. Hi hi, tiểu bạch, ta sắp phản công rồi đấy. Thiểu niên áo xanh đột nhiên chuyển thủ thành công, đột nhiên ra sức, biến thành đánh ngang tay với đường thiếu chủ. Đường thiếu chủ lệ rơi đầy mặt. Cùng lúc đó, có hai đạo thân ảnh đứng ở nóc tòa cao ốc đối diện với nhà của dược sư một người là cảnh mạch đà chủ với mái tóc màu bạc chỉa thẳng lên trời như lông nhím, người còn lại bên cạnh hắn là trần chấp sự của phân bộ vô cực ma tông. Cảnh mạch đà chủ nhìn về phía căn nhà của dược sư, trầm giọng hỏi chính là nơi đó à? Vâng thưa đà chủ, đó chính là địa điểm mà thư sơn áp lực đại và vị tiền bối kia đang ở tạm, ở bên ngoài ngôi nhà có trận pháp phòng ngự, xem bộ dạng thì đó rõ là cứ điểm tạm thời của bọn họ. Trần chấp sự dè dặt đáp lời. Ngày hôm qua cảnh mạch Đà chủ đã ngựa kiếm bay suốt đêm đến khu Giang Nam, trực tiếp đưa hắn ngựa kiếm bay đến đây. Ngoài ra, nhân viên của chúng ta đã xác định được quỳ hoa tu sĩ đã bỏ mình rồi. Dấu vết cuối cùng của quỳ hoa tu sĩ xuất hiện ở trong một hẻm nhỏ. Nơi đó có dấu vết đánh nhau còn sót lại, quỳ hoa tu sĩ biến mất ở nơi đó, về sau không còn tung tích nào nữa. Trần chấp sự kể rõ tin tức gần đây nhất cho cảnh mạch Đà chủ nghe. Cuối cùng hắn lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho cảnh mạch đà chủ, đà chủ, đây là chìa khóa của căn nhà đó. Đây là chìa khóa cửa chính của nhà dược sư, bởi vì ổ khóa cũng đã bị bạch tôn giả chơi hư rồi, nên Tống Thư Hàng gọi người tới thay ổ khóa mới. Tên đệ tử vô cực ma tông thuộc bộ phận tình báo âm thầm theo dõi nơi này mới âm thầm động tay động chân trên người thợ sửa khóa kia, lấy được một chiếc chìa khóa riêng. Cảnh mạch đà chủ nhận lấy chìa khóa, khẽ gật đầu, người làm tốt lắm, chúng ta cứ chờ trước đã đợi chân nguyên trong người bản tỏa khôi phục một chút đã, rồi ta sẽ đi thử bọn họ thử xem. Trần chấp sự lập tức thở phào, không bị đà chủ nổi cơn đánh cho một trận rồi. Chúng ta đi thôi, cảnh mạch đà chủ mang theo trần chấp sự ngự kiếm bay đi, biến mất khỏi khu giang nam. Nhưng trần chấp sự không biết rằng, lúc cảnh mạch đà chủ rời đi đã âm thầm ném một cái tượng gỗ kèm theo chiếc chìa khóa kia lại. Đợi sau khi cảnh mạch đà chủ mang trần chấp sự bay đi xa rồi, tượng gỗ này mới biến thành hình dạng của cảnh mạch đà chủ. Đây cũng không phải chân thân của hắn, chỉ là một loại đạo cụ nối liền với năm giác quan của bản thể, cùng loại với mấy sản phẩm kiểu máy bay trinh sát không người lái hiện nay, chỉ là nhiều công năng hơn một chút mà thôi. Bức tượng gỗ này biến thành hình dạng của cảnh mạch đà chủ xong thì đi xuống khỏi tòa cao ốc kia, bước về phía nhà của dược sư. Sau khi bước đến cửa, hắn dừng lại một lúc, đầu tiên là nhìn kỹ xung quanh. Sau đó, hắn lấy chìa khóa mở vội cánh cửa ra, lại nhanh chóng lách mình vào nhà. chương 187, đây là đang quất xác à. Cảnh mạch đà chủ ngu người, còn là hai chữ ngu người viết in hoa. Cách mở cửa của ta không đúng sao, hắn thì thào tự nói, tại sao ta mở một cánh cửa nhà, bước vào lại là sa mạc minh mông. Chẳng lẽ ta khởi động đại trận phòng hộ rồi à? Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa vào, quả nhiên cửa đã biến mất tăm chật chật, đại trận phòng ngự làm tới mức này, cẩn thận thật đấy. May mà ta dùng dối gỗ tới giỏ đường trước, bản thế không bị làm sao. Cảnh mạch đà chủ thầm nghĩ trong lòng. Nhưng đúng lúc này cảnh mạch đà chủ đang ngự kiếm phi hành lại cứng đơ người. Liên kết ngũ cảm giữa hắn với dối gỗ huyễn hình đã bị cắt đứt. Sa mạc kia không ngờ còn có thể ngăn cách hết thảy liên hệ với thế giới bên ngoài. Đáng giận, nhiều thủ đoạn quá, may mà dối gỗ huyễn hình không chỉ dựa vào thao túng từ xa trong quá trình sử dụng dối gỗ tu sĩ phải rót cả chân khí và tinh thần lực của mình vào trong nó cho dù liên kết ngũ cảm với bản thể có bị cắt đứt thì dối gỗ huyễn hình vẫn có thể tiếp tục hành động ghi nhớ hết thảy những gì nhìn thấy và nghe thấy đến khi được liên kết với bản thể lần nữa nó có thể mang những thông tin lưu trữ được truyền lại cho bản thể thế nhưng cách thức này rất nguy hiểm tự mình thao túng dối gỗ từ xa thì sẽ tránh được một số tai nạn còn dối gỗ tự mình hành động thì chỉ có thể làm việc theo bản năng thôi. Hơn nữa nó sẽ ghi lại trung thực toàn bộ những thông tin bất lợi như đau đớn hoặc trùng kích tinh thần, và truyền cho chủ nhân khi liên kết được khôi phục. Vạn nhất dối gỗ huyễn hình bị người ta đâm một kiếm thì khi nối lại liên kết, chủ nhân cũng phải nếm thử mùi vị bị thọt một nhát. Nói thế nào nhỉ, trên thế gian có quá ít việc được vẹn cả đôi đường. Dối gỗ huyễn hình là một pháp khí phân thân cấp thấp, nó liên kết được ngũ quan đã là quá tốt. Trên thực tế, chính vì khuyết điểm không thể sửa chữa khi cắt đứt liên hệ này, nên giá cả của rối gỗ huyễn hình mới thông dụng như thế. Đến tứ phẩm tu sĩ cũng có cơ hội có một đứa trong tay. Cảnh mạch đà chủ do dối gỗ huyễn hình hóa thành đi dạo trong sa mạc một lát, thì phía trước đột nhiên có một thiến niên cưỡi ngựa trắng mặc áo xanh đi tới. Tiểu bạch, ban nãy ngươi chạy đi đâu đó, ta cứ tưởng ngươi lạc đường rồi cơ. Thiếu niên áo xanh vui vẻ đi tới, lời thoại chẳng thay đổi chút nào sau đó hắn vui vẻ ném trùy tới nào tới đây chúng ta luyện chùy pháp đi dối gỗ huyễn hình còn chưa hành động thiếu niên áo xanh đã cầm trùy nện xuống sau đó dối gỗ huyễn hình quý báu bị đập dẹp lép luôn thế mà thiếu niên áo xanh còn không chịu dừng lại cứ thế vui vẻ vung trùy nện con dối mãi không ngừng sau nửa canh giờ miệt mài đập đập nữa đập mãi thiếu niên áo xanh cười sang sảng nè nè tiểu bạch hôm nay luyện thế thôi nha mai ta lại tới tìm ngươi để chơi nhé. Sau đó hắn xoay người lên ngựa, biến mất dần trong tiếng nhạc ngựa len keng vui tai. Chỉ để lại dối gỗ huyễn hình nát bét giật giật trên nền cát, giật một hồi rồi chết cứng. Gần vị trí trái tim có công dụng bảo tồn tin tức, có một linh kiện nhỏ tỏa ra ánh sáng lập lòe. Nó lặng lặng nằm đó, chờ đến khi núi lại liên kết cùng bản thể, sẽ mang toàn bộ trải nghiệm nãy giờ truyền lại hết, hoàn thành nốt sứ mệnh cuối cùng. 11 giờ đêm, hình chiếu bên cạnh bạch tôn giả từ từ biến mất, sau đó không xuất hiện lại nữa. Sa mạc minh mông vô bờ bến bên ngoài cũng bắt đầu chậm rãi lùi về. Lần bế quan này của bạch tôn giả rốt cuộc cũng sắp kết thúc. Trong sa mạc, đậu đậu vẫn luôn nằm sấp không nhúc nhích cuối cùng cũng hơi nhúc nhích mí mắt. Rốt cuộc cũng sắp kết thúc. May mà xung quanh nhà dược sư có kết giới phòng ngự vững trái, chặn lại không gian hư ảo đầy chân thực mà bạch tôn giả tạo ra khi bế quan nếu không chỉ sợ cả khu vực Giang Nam sẽ chìm trong sa mạc, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nói không chừng cả thành phố máu chảy thành sông, toàn bộ người sống đều chết sạch không rõ nguyên nhân ấy chứ. Nghĩ thôi cũng đủ sợ rồi. Đậu đậu âm thầm hạ quyết định ngày mai phải củng cố thêm kết giới bên ngoài nhà của dược sư mới được. Tốt nhất phải thêm vào 10 tầng phòng ngự, chứ trời biết bạch tôn giả còn định dần vặt kiểu gì nữa. 11 giờ 23 p, Bạch tôn giả cuối cùng cũng mở mắt ra, vươn vai duỗi eo, tinh thần sảng khoái. Thoải mái. Ngay khi hắn mở mắt ra, tất cả sa mạc, ngựa trắng, thiếu niên áo xanh đều biến mất không còn tâm tích. Cùng lúc đó, hai mắt tống thư hàng tối sầm lại, hắn phát hiện ra mình đã trở về hiện thực. Trăng sáng sao thưa, đêm đã khuya rồi. Mà hắn vẫn đang đứng ở cửa vào nhà, gió đêm phất mặt mang tới cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Trở lại rồi à. Tống Thư Hàng lẩm bẩm. Hắn kéo lê thân thể mỏi mệt, định lên tầng 3 tìm đậu đậu để hỏi han xem vừa rồi có chuyện gì, thì vừa hay nhìn thấy con rối nát bét dưới chân mình, thế là tiện tay nhặt nó mang lên theo. Tầng 3 Đường thiếu chủ mềm nhũn nằm sấp trên mặt sàn, lệ rơi lặng lẽ, bi thương trong lòng không bút nào tả được. Từ nhỏ tới lớn cô nàng chưa từng tủi thân như hôm nay bao giờ. Cách cô không xa, đậu đậu cấp tốc phóng lên máy tính cắm nguồn, nối dây mạng. Ngay sau đó, khóe mắt đậu đậu cũng đỏ hồng. Trang bị bá vương của ta. Trong một khách sạn ở địa khu Giang Nam. Cảnh mạch đà chủ đang khoanh chân đả tọa, khôi phục chân nguyên bỗng dưng chừng mắt, hai con mắt như mắt cá vàng lồi ra chẳng chỉ tơ máu. Hắn nắm chặt ga giường, miệng tràn ra tiếng rên rỉ đầy đau đớn. Ngay vừa nãy liên kết giữa hắn và dối gỗ huyến hình đột nhiên được nối lại, sau đó chính là cảm giác đau đớn ập đến khi bị một chùy nện thẳng vào đầu. Thế còn chưa hết, quả chùy kia còn đập chan chát lên các bộ phận khác toàn thân hắn, chẳng có chút nhân tính nào, nện đến cả tiếng đồng hồ mới thôi. Đau đến điên rồi. Xúc vật à, đập một chùy đã đủ nát dối gỗ của người ta rồi, thế mà còn nện con dối nát bấy thêm những một tiếng. Đây là hành sắc hả? Rốt cuộc phải là người nhàm chán và ép nặng tới mức nào mới có thể cầm chùy đập một con rối gỗ đến cả tiếng đồng hồ cơ chứ? đã đập thì đập bẹp tan xác hết cả đi. đằng này còn cố tình giữ lại linh kiện lưu trữ thông tin. hừ hừ hừ, cảnh mạch đà chủ thở gấp, thư sơn áp lực đại, thu này, hừ hừ, lão phu sẽ nhớ kỹ, hừ hừ nhớ kỹ. cảnh mạch đà chủ thì thào lẩm bẩm, oán khí ngút trời. mấy phút sau, khi tống thư hàng biết sa mạc rộng lớn ban nãy là do bạch tôn giả vô tình tạo ra lúc bế quan, thì không còn biết dùng ai cần gì để thể hiện nội tâm của mình nữa nội tâm của hắn lúc này vụn vỡ hết cả rồi. Đậu đậu vỗ vỗ tống thư hàng mấy cái an ủi, sau đó chỉ vào đường thiếu chủ đang nằm khóc trong nhà bếp. Người còn đỡ đấy, nhìn nó kia kia, chẳng còn ra hình người nữa luôn rồi. Tống thư hàng liếc nhìn đường thiếu chủ, cô nàng này vất vả lắm mới hồi phục được một tí khỏi trạng thái, bị tra khảo, hôm qua thì đã gặp ngay vụ hôm nay, thảm quá đi. Dường như cảm nhận được ánh mắt của tống thư hàng, Đường thiếu chủ tuổi thân ngẩng đầu lên như đóa hoa lê đẫm nước, sau đó nở một nụ cười ngây ngô tiêu chuẩn. "Tiêu rồi, ngu thật rồi." Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Đang nghĩ dở thì Bạch Tôn giả vừa vươn vai vừa đi ra, thấy Tống Thư Hàng, hắn cười bảo: "Về rồi à Thư Hàng, thì tốt chứ." Nhờ phúc của tiền bối, tốt lắm." Tống Thư Hàng dè dặt trả lời. Cả người Bạch tiền bối chỗ nào cũng là thứ giết người, khi hóa thành pho tượng hắn toát ra mị lực mê hoặc khi thất thần thì đo đất như đúng rồi khi tỉnh táo thì suốt ngày dẫn đến các sự kiện phú quý trong nguy hiểm ngay cả lúc bế quan cũng có thể vô thức tạo ra cả một sa mạc mênh mông làm gì vậy sao nhìn ta với ánh mắt kỳ dị thế bạch tôn giả đánh giá chính mình từ trên xuống dưới thấy bản thân chẳng có chỗ nào kỳ quái cả ngài không có chút tự giác nào về lực sát thương của chính mình hết đây mới là điểm đáng sợ nhất đó không sao đâu bạch tiền bối ta chỉ cảm thấy hôm nay sau khi ngài bế quan xong thì cả người đều tỏa sáng thôi. Tống Thư Hàng cẩn thận trả lời, chỉ sợ kích thích bạch tiền bối một cái thì lại có thêm một sa mạc. Ờ, sa mạc là còn may đấy, nếu không phải sa mạc mà là đại dương thì trăm phần trăm là hắn tiêu đời, chết đuối luôn. Ha ha, ta cũng thấy thế. Hình như trong lúc bế quan ta nhớ ra rất nhiều chuyện thú vị, trạng thái tinh thần tương đối tốt. Tu luyện đúng là hay nhất, bạch tôn giả cười ha hả, sau đó đi vào phòng bếp, sao rồi Đường Đường, cơm tối xong chưa? "Cu hu hu, xong ngay đây ạ." À, đường thiếu chủ tuổi thân nói. "Khóc gì?" Bạch Tôn Giả nghi hoặc hỏi. "Không có gì không có gì, chỉ là đột nhiên bụi bay vào mắt nên con khó chịu thôi." Đường thiếu chủ sáng suốt lựa chọn đi hệt Tống thư hàng, tuyệt đối không dám kích thích Bạch Tôn Giả. Hôm ấy, Tống thư hàng không tu luyện mà nằm úp mặt lên giường ngủ luôn. Thể xác và tinh thần hắn đều mệt mỏi căn bản không có sức lực để mà tu luyện. Sáng hôm sau, Tống Thư Hàng dậy sớm. Sau khi tu luyện mấy vòng quyền pháp, hắn dảo bước tới trường. Hắn sợ bạch tiền bối đột nhiên muốn tu luyện, lại lôi sa mạc ra kéo mình vào thì còn thi thố nỗi gì nữa. Khi đến trường, Tống Thư Hàng thấy thổ ba, Cao Mỗ Mỗ và Lý Dương Đức đã sớm tụm đầu trò chuyện ở điểm thi rồi. Ồ, sao hôm nay bọn mày đến sớm thế? Tống Thư Hàng hỏi. Cao Mỗ Mỗ đẩy kính mắt vì thổ ba không ngủ được nên kéo bọn tao dậy, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Ha ha, Tống Thư Hàng cười gượng, đúng là tác phong của thổ ba mà. Đoạn, hắn quyết đoán nói lảng sang chuyện khác, đang nói vụ gì đấy. Bọn tao đang nói đến mua bán và tổn thương, thổ ba nói đầy nghiêm túc, Thư Hàng, hoa hạ chúng ta bây giờ có ít nhất khoảng 300 triệu học sinh sinh viên đúng không? Tao không để ý, nhưng hoa hạ có hơn một tỷ người, chắc cũng phải chừng đó học sinh sinh viên đấy. Tống Thư Hàng đáp, giả thiết là 300 triệu nhé, giờ bọn mình tính coi, giả sử mỗi học sinh phải thi 5 môn một kỳ, mỗi môn hai trang giấy thi, mỗi năm thi hai lần. Như vậy một năm phải tiêu hao tới 6 tỷ tờ giấy thi. Giả sử tiếp, một cái cây có thể tạo ra 1.500 tờ giấy thi, 6 tỷ tờ thì là 4 triệu cây rồi còn gì. Che kín hết thủ đô hoa hạ luôn ấy chứ, cho nên để bảo vệ môi trường, chúng ta có phải nên từ chối dự thi không? Phải biết là khi không có mua bán thì sẽ không có tổn thương nha. Tống thư Hàng gật đầu, yên tâm đi thổ ba, tương lai thi cử người ta chuyển thành thi trên máy tính hết, không tốn lắm cây cối thế đâu. Chương 188, đệ tử của đạo trưởng là đại sư. Sáng hôm sau, Tống thư Hàng vẫn thoải mái hoàn thành bài thi. Nhân lúc rảnh rỗi, hắn mở nhóm Cửu Châu số 1 ra xem một lượt. Trong lịch sử trò chuyện nhóm có một tấm ảnh tự sướng của Lệ Chi tiên tử xinh đẹp miễn bàn. Hình như hôm nay cô nàng mới chuyển tới động phủ mới nên chụp rất nhiều, tấm nào nhìn cũng thích mắt. Bên dưới là cả một loạt tiền bối trong nhóm xếp hàng thả lai. Thế nhưng không có hai vị thủy quân chủ lực Bắc Hà Tán Nhân và cuồng đao tam lãng nên xét tổng thể thì nhóm cửu châu số một mấy ngày này yên tĩnh đi nhiều. Tống Thư Hàng vừa online thì Hoàng Sơn Trân Quân đã ngó thấy hắn. Hoàng Sơn Trân Quân nhanh chóng hỏi. Thư Hàng tiểu hữu gần đây bạch tôn giả có mạnh khỏe không? Khỏe lắm, tất cả đều ổn. Tống Thư Hàng trả lời, đồng thời trong đầu nhớ lại trải nghiệm sa mạc kinh hoàng hôm qua, cơ mà sau khi bạch tiền bối tấn trước thất phẩm lệnh tôn thì có thêm một kỹ năng, ảo ảnh chân thực, skill này hách lắm. Hoàng Sơn chân quân thả ai cần toát mồ hôi hột. Gần đây Hoàng Sơn chân quân nói chuyện với Tống Thư Hàng với cảm giác đặc biệt xót xa, cứ như thể cuộc sống của Thư Hàng tiểu hữu diễn ra trong dầu sôi lửa bỏng vậy. Trong lúc ấy, dược sư tiền bối ở cách đó ngàn dặm xa xôi bình tĩnh đóng điện thoại ban nãy khi tống thư hàng vừa online thì hắn đã muốn hỏi thử xem tình hình thế nào nhân tiện báo luôn có lẽ mấy ngày nữa mình sẽ về một chuyến cơ mà hắn đánh chữ hơi chậm mới viết được một nửa thì tống thư hàng nói trong nhóm là bạch tiền bối vừa lĩnh ngộ kỹ năng ảo giác chân thực dược sư lập tức xóa sạch tin nhắn khó khăn lắm mới viết xong đi sau đó hắn im lặng lặng thật sâu giả vờ như mình không hề ngoi lên nhòm thấy tống thư hàng tắt máy xong dược sư gọi một tiếng tử yên có đây không vẫn đây nè giọng nói âm u của giang tử yên từ dưới lầu truyền lên cô đang ngẩn người nhìn màn hình máy tính trên màn hình là hình ảnh dược sư vừa cẩn thận tắt máy di động giang tử yên lắp camera trong phòng dược sư hơn nữa còn là loại cực kỳ hiện đại cô nàng còn xử lý đủ kiểu trên chiếc camera khiến cho nó tạm thời không bị dược sư phát hiện ra có đệ tử như cô nàng dược sư cũng rất vất vả theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng chốc nữa sẽ có khách tới là một người bạn cũ của ta người mua cái gì ăn đi sau đó mang bình tiên y nhưỡng thượng hảo của chúng ta ra đây dược sư nói tiên y nhướng giang tử yên hơi gật đầu đây là thứ rượu thuốc quý giá mà bình thường đến chính dược sư cũng không nỡ uống nhiều thế mà lần này lại lấy ra chiêu đãi hảo hữu xem ra trong lòng dược sư người này có địa vị không thấp là nam hay nữ Giang Tử Yên hỏi, đây mới là trọng điểm. Nam, dược sư bình tĩnh trả lời, hắn đã sớm quen rồi, trả lời đến là lưu loát. Ừm, con đi làm ngay đây. Giang Tử Yên tắt máy, trả lời. Không lâu sau, bạn của dược sư đã tới. Đó là một vị đạo nhân tiên phong đạo cốt, tóc trắng như tuyết, da đỏ hồng hào, tay cầm phất trần, thân mặc đạo trang. Thân phận hiện tại của hắn là đạo sĩ có đăng ký ở Hoa Hạ cho nên ngày thường cũng đường đường chính chính mặc đạo trang ra đường đạo nhân vào nhà cười lên sang sang dược sư lão đạo tới đây dược sư nghênh đón đạo nhân bằng một cái ôm nhiệt tình hai người ngồi xuống giang tử yên ngoan ngoãn bước lên rót rượu trước mặt người ngoài cô nàng rất nể mặt dược sư diễn cực kỳ tốt vai đệ tử ngoan hiền nghe lời của mình tiên y nhướng thứ rượu mà vô âm tử ngươi thích nhất đây dược sư nâng chén nhẹ nhàng chạm cốc với vô âm tử đạo trưởng. Ha ha, chỉ có ở chỗ ngươi lão đạo mới được uống thứ tiên y nhưỡng này thôi. Vô âm tử cảm thán. Dựa qua ba tuần, vô âm tử đã hơi ngà ngà say. Dược sư, người vẫn còn trẻ như thế, mà lão đạo ta đây thì đã già rồi. Tay dược sư hơi khựng lại, hắn thở dài khe khẽ. Vô âm tử cùng thế hệ với dược sư, thiên phú tu luyện còn hơn cả dược sư. Chỉ tiếc năm đó hắn bị một vết thương chí mệnh khiến cho đạo căn bị tổn hại, thọ nguyên cũng tổn hao nhiều. Thực lực của hắn cũng dừng lại ở cảnh giới tứ phẩm, mấy trăm năm qua không tiến thêm được nữa. Nếu vô âm tử không tìm ta cách tiến thêm một bậc, chỉ sợ chẳng còn lại bao nhiêu thời gian. Người không cần thương cảm gì lão đạo ta đâu, nhiều năm như vậy, lão đạo sớm đã quen rồi. Vô âm tử cười ha hả, sau đó khẽ gật đầu với Giang Tử Yên đứng một bên rót rượu, đoạn chuyển đề tài, tử yên cô nương đệ tử của ngươi hiền lành thật đấy. Sang tử yên cười đắc ý. Sược sư phụ hỏa cười theo. Lão đạo vừa nhận một đệ tử, nó chỉ biết làm lão đạo hận không thể một trường đập chết luôn thôi. Vừa nhắc đến đệ tử nhà mình, vẻ mặt vô âm tử nhìn như bị táo bón. Vô âm tử ngươi nhận đệ tử khi nào vậy? Sược sư ngạc nhiên hỏi. Khoảng mười mấy năm trước, ta gặp một truyền nhân cực kỳ thích hợp để kế thừa y bát của ta. Vô âm tử nhớ lại, người cũng biết tình hình của ta rồi đấy, ta tìm một truyền nhân có thể kế thừa y bát của mình đã lâu mà không tìm được đệ tử nào thích hợp. Thời gian của ta không còn nhiều, vất vả lắm mới gặp được một đứa, nên ta bất chấp tất cả, nhận nó làm đệ tử luôn. Bất chấp tất cả, dược sư nghi hoặc hỏi. Đệ tử của ngươi có điểm gì cổ quái à? Đúng vậy, nó là người Tây, nhưng sau khi trở thành đệ tử của ta thì đã định cư sinh sống ở Hoa Hạ rồi vô âm tử cảm thán. Đúng là có chút không thích hợp, dù sao thì xưa nay có ai trong chúng ta nhận đệ tử người Tây đâu. Nhưng tình hình của ngươi đặc biệt, mọi người ít nhiều gì cũng có thể hiểu được. Sược sư gật đầu nói. Có điều, một đệ tử người Tây thôi mà, đâu đến mức làm vô âm tử phiền não đến thế nhỉ. Ta thu thằng khờ kia làm đệ tử trước, sau đó chuẩn bị truyền thụ công pháp cơ bản cho nó, người biết nó nói gì không. Vô âm tử uống cạn rượu trong chén, Nói tiếp, thằng khờ kia bảo, võ công Hoa Hạ không phải là Thiếu Lâm sao? Nó nói muốn tu luyện võ công Thiếu Lâm, Kim Trung cháo, Thiết Bố Sam, còn có 72 tuyệt kỹ Thiếu Lâm nữa. Nét mặt dược sư giật một cái. Ta điên tiết nện cho thằng ngốc đó một trận, ta là đạo sĩ cơ mà. Vô Âm Tử nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà ngươi biết không, ta nện thằng ngốc đó xong, ngay đêm đó nó đi cạo đầu rồi dương dương tự đắc về trước mặt ta. Ngươi ngẫm mà xem giữa môn phái đạo sĩ như tông môn của ta mà lại có một tên hòa thượng chen chân vào, nếu không phải ta có chút mặt mũi trong phái thì thằng ngốc đó đã bị người trong tông phái tống cổ đi rồi. Để y bát của mình được kế thừa, ta nhịn, ta mang theo nó tu luyện vất vả, mãi mới hoàn thành cơ bản, sau đó cho nó làm lễ bái sư chính thức, nhận nó làm đệ tử thân truyền. Người có biết thằng ngốc đó lại đưa ra điều kiện gì không? Nó bắt ta chấm dấu hương cho nó. Nó bảo, chẳng phải người xuất gia đều phải có dấu hương sao dấu hương đấy người đã thấy người nào trong đạo môn mà có dấu chấm hương chưa cuối cùng thằng mốc đó bám ta cả năm trời ta không làm thế nào được đành phải chấm cho nó bốn cái nói tới đây vô âm tử làm vẻ mặt không muốn sống nữa thế mà nó còn bảo trong phim hòa thượng có sáu dấu cơ mà nhất định nó đòi ta chấm thêm cho hai cái nữa ta điên tiết lên lại nện cho nó một trận sau đó, ngày hôm sau, thằng ngốc kia lại tự đốt cho mình thêm hai dấu hương. Ta lại nện nó thêm một trận. Thế còn chưa hết, vất vả lắm nó mới tu luyện tới cảnh giới Tam khiếu, ta thật sự chịu hết nổi nên đành tiến hành nghi thức xuất sư rồi đuổi nó xuống núi. Vốn dĩ trong tông phái ta phải qua cảnh giới Tam phẩm mới được xuống núi, nhưng mà đến trưởng môn sư đệ cũng bị nó hành thảm quá, nên nhắm mắt làm ngơ cùng ta tiến hành nghi thức xuất sư cho nó luôn hôm nó xuất sư, ta cho nó một bộ đạo bào pháp khí hộ thân và một thanh pháp kiếm. Xong thằng mốc đó, ngay ngày hôm ấy đã kiếm một cái áo cả sa khoác ra ngoài đạo bào. Rồi lại còn lặng lẽ đi tìm trưởng môn sư đệ, đổi phi kiếm thành một cây kim cương sử rách, làm ta tức điên lên. Ta lại sắn tay nện nó một trận nữa. Vài năm sau ta gặp nó một lần, thằng ngốc này thế mà đi học không ít kinh văn Phật môn, đã thế còn không biết lấy đâu ra một bộ tàng độ hồn kinh, độ rất nhiều vong hồn, tích góp một đồng ánh sáng công đức. Nếu không nhìn công pháp trụ cột của nó thì ai cũng tưởng nó là đệ tử Phật môn. Bây giờ ta không còn mặt mũi nào mà dẫn nó về tông môn của mình nữa rồi. Nói đoạn, vô âm tử lại rót cho mình thêm một chén rượu. Vị đệ tử này đạo Phật song tu, nội tu đạo môn, ngoại tu Phật môn. Dược sư nghe câu cuối xong, khóe miệng run rẩy. Trên thế gian này có việc trùng hợp như thế sao? Dược sư nghĩ tới hòa thượng Tây trên xe gánh tội giết người, sau đó vinh quang bị tóm mà Tống Thư Hàng từng kể. Hòa thượng Tây kia sẽ không phải là đệ tử của lão hữu nhà mình đấy chứ? Nghĩ đến đây, dược sư len lén hỏi. Vô âm tử này, đệ tử khờ kia của ngươi đâu rồi? Cách đây ít lâu chạy vào tù chơi rồi. Vô âm tử nghiến răng, mấy hôm trước, chẳng biết thế nào mà nó tự nộp mình vào tù. Ta vừa biết tin thì lập tức lợi dụng quan hệ muốn cứu nó ra. Ai ngờ thằng ngốc kia nghiện ở tù, không chịu ra, bảo là phải chờ hoàn thành đăng long đài, tấn chức nhị phẩm xong mới ra cơ. Tức chết ta rồi, lần này mà nó ra, ta không đánh nó 10 ngày 10 đêm thì không xong. Không cần phải nói, đệ tử của ông bạn cũ này đúng là hòa thượng Tây mà Tống Thư Hàng kể rồi. Trái đất tròn thật. Thời gian thấm thoát, lại một ngày thi nữa trôi qua. Tống Thư Hàng về nhà, mở cửa một cách cực kỳ rẻ rặt. Hắn không vào ngay, mà thò cổ vào ngó một cái trước sau khi thấy bên trong là sân nhà bình thường mới thở phào một hơi nhẹ nhõm sau đó hắn thò nửa người vào trong tay vẫn bám chặt lấy cửa sau khi xác định mình bình an vô sự hắn mới yên tâm bước vào nhà thư hàng tiểu hữu về rồi hả bạch tôn giả đang ở trong sân dường như là đợi hắn tống thư hàng cứng nở người đoạn cười nói tiền bối hôm nay không tu luyện sao tu luyện xong rồi Bạch tôn giả mỉm cười nói, thư hàng tiểu hữu người học công pháp gì rồi? Mấy ngày nay làm phiền ngươi, hôm nay để ta chỉ điểm ngươi tu luyện đi. chương 189, Đạo thuật, Đạo thuật. Ta học, kim cương căn bản quyền pháp, pháp minh tưởng thì học, chân ngã minh tưởng kinh. Tống thư hàng đáp chi tiết, rồi nghĩ một lúc lại nói thêm, có lẽ còn học thêm một chút, hỏa diễm đao, nữa. Bạch tôn giả gật đầu, tống thư hàng chỉ học những công pháp cơ bản, vậy thì không bằng mình bổ sung ổn thỏa trụ cột cho nó đi. Ngoại trừ công pháp luyện thể trụ cột và pháp môn minh tưởng, một vị tu sĩ còn nên biết thêm một pháp môn khinh thân để dịch chuyển và né tránh nữa. Tống Thư Hàng đã khai mở thành công khiếu thứ hai là nhãn khiếu, khí huyết chi lực trong cơ thể đang có đủ, hơn nữa hắn có linh quỷ trung cấp trong người, hẳn là có thể học thêm một đạo pháp trụ cột vận dụng khí huyết chi lực. Ví dụ như môn đạo thuật trụ cột, trường tâm lôi, thi triển dựa vào khí huyết chi lực, rất là thích hợp với Tống Thư Hàng. Mặt khác, Kim Cương căn bản quyền pháp hẳn là có một bộ công pháp thăng cấp đúng không? Bạch Tôn giả thầm nghĩ trong lòng, có điều công pháp chọn bộ chắc phải lên nhóm hỏi hoặc vào mục giao dịch trong nhật báo tu sĩ để tìm thử rồi. Thế thì cứ chỉ bảo Tống Thư Hàng một loại pháp môn khinh thân và trưởng tâm lôi trước đã vậy. Khinh thân pháp môn của tu sĩ không chỉ đơn thuần là để di chuyển, né tránh hay làm cho người nhẹ như chim khi tu sĩ tu luyện pháp môn khinh thân có thể mang lại hiệu quả thối thể, đạo lý cũng giống như chạy bộ có thể rèn luyện thân thể vậy. Sau khi tu luyện công pháp khinh thân, nó sẽ dung nhập vào cuộc sống hàng ngày của tu sĩ, mỗi bước đi đều là tu luyện. Tuy rằng hiệu quả kém một chút so với công pháp chuyên dùng để luyện thể, thế nhưng lại thắng ở góc ít thành nhiều. Đi theo ta, bạch tôn giả túm lấy tống thư hàng, phi kiếm trong tay áo bay ra biến thành độn quang, nâng hắn và tống thư hàng phóng lên cao đậu đậu ở trong phòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nó tạm thời thoát khỏi trò chơi để ra ngoài bổ sung trận pháp phòng ngự xung quanh khu nhà. Trước khi bạch tôn giả trở về, nó phải bổ sung 10, 20 trận pháp mới đủ yên tâm. Đường thiếu chủ của không không đạo môn chắp tay cầu nguyện, thì thà thì thào, chẳng biết là đang cầu khấn cái gì. Bạch tôn giả đưa theo tống thư hàng bay đến một khu rừng đằng sau Đại học Giang Nam, rồi hạ xuống một chỗ vắng vẻ không người. Tống Thư Hàng nghi ngờ hỏi. Tiền bối, ngài mang ta tới đây làm gì vậy? Chỗ này trống trải, để ta cho ngươi xem mấy pháp môn khinh thân của tu sĩ, rồi ngươi chọn lấy một cái mà học. Bạch Tôn giả cười ha ha. Khinh thân pháp môn, hai mắt Tống Thư Hàng sáng ngời. Đạp tuyết vô ngân, chuồn chuồn lướt nước. Ừm, đúng là có công pháp có thể làm được như ngươi nói, thế nhưng trên đời có rất nhiều chủng loại công pháp khinh thân khác nhau, đừng chỉ chú trọng vào một thứ có thứ trọng tránh né, có loại trọng tốc độ đi lại, có loại thiên về độ nặng nhẹ khi di chuyển, có loại thiên về che giấu khí tức không để người khác phát hiện ra, cũng có cái như quỷ mị khó lường, người hãy xem cho kỹ. Bạch tôn giả cười nói. Sứt lời, bạch tôn giả nhấc chân bước theo một tiết tấu kỳ lạ. Sau năm bước, đột nhiên bên cạnh hắn xuất hiện vô số ảo ảnh, quỷ dị khó lường, ngầu không tả được. Đã thế, tư thế của bạch tôn giả còn đẹp tuyệt, nhìn như khiêu vũ, ngắm sướng cực kỳ đây là thân pháp huyễn hình, thuộc về loại huyền ảo khó lường. Bạch tôn giả giảng giải. Tiếp đó, thân hình hắn lại biến đổi, chân hơi dẫm xuống, một bước vọt lên. Vèo một cái bạch tôn giả đã xuất hiện ngay sau lưng tống thư hàng làm cho hắn giật nảy cả mình. Đây là thuấn hình, ta làm cho ngươi xem nên mới cố ý chậm lại, chứ nếu thực sự thi triển thì ngươi chỉ có thể nhìn thấy ta tự nhiên biến mất rồi lại đột một hiện ra thôi. Thân pháp này thiên về tốc độ, bạch tôn giả tiếp tục, sau đó, Bạch Tôn giả lại thi triển thêm một loại bộ pháp cương mãnh mạnh mẽ, từng bước ép người, đoạn nói. Đây là một công pháp của Phật môn có kỳ danh là phục hổ bộ pháp. Nhìn thì mạnh mẽ cứng rắn nhưng trên thực tế lại chưa đựng thiên biến vạn hóa. Cương ở bên ngoài, nhu ở bên trong. Bộ pháp này thuộc loại xê dịch trong phạm vi nhỏ, công được thủ được, là công pháp khá tốt với người mới như người đấy. Khi Tống Thư Hàng nhìn thấy bộ pháp này thì đã cảm thấy nó rất khí phách, rất hoành tráng. Thế nhưng vừa nghe thấy Bạch Tôn giả nói đây là công pháp nhà Phật thì hắn đột nhiên nghĩ tới chân ngã trong thức hải. Gần đây chân ngã càng ngày càng vai u thịt bắp, tóc cùng càng ngày càng ngắn đi rồi. Nếu hắn học thêm cái phục hổ bộ pháp này thì chân ngã trong thức hải có biến thành đầu chọc luôn không? Tiếp theo đây là một thân pháp che giấu thuộc tính ta học được từ rất lâu về trước, tên là âm ảnh tiềm hành. Bạch tôn giả vừa nói vừa đứng vào trong bóng dâm của một thân cây, sau đó không thấy hắn có thêm động tác gì, thế mà cả người biến mất không thấy đâu nữa. Tiếp đó hắn bước ra khỏi bóng cây. Có điều cần có bóng dâm mới thi triển được, hạn chế khá lớn. Trừ mấy cái đó, ta còn một môn thân pháp nữa người học được đấy, ừm, trước đây ta trao đổi được nó với một vị nho môn hành giả. Tên nó là Quân Tử Vạn Lý Hành, ý nói đọc vạn quyển sách không bằng đi một dặm đường ấy mà. Ừm, công pháp của nho môn xưa nay lằng nhằng thế đấy, cứ phải giải thích đủ kiểu lâu la. Thế nhưng thân pháp này đúng là không tồi, học nó thích hợp cho chạy đường dài, đi ngàn dặm đường cũng chẳng phải thở gấp một hơi. Hơn nữa công pháp cũng như tên, chờ sau khi ngươi đi vạn dặm đường học thuần thục nó rồi, thì quân tử vạn dặm hành dùng trong xê dịch phạm vi nhỏ cũng mang lại hiệu quả rất tốt. Đến khi ngươi đi mấy vạn dặm đường thì thân nhẹ như yến, chuồn chuồn lướt nước cũng có thể làm được. Tóm lại, công pháp này chính là đi vạn dặm đường, thời gian ngươi đi càng lâu, Đường đi được càng xa thì lại càng lợi hại. Vừa nói chuyện, Bạch Tôn giả vừa biểu diễn công pháp cho Tống thư hàng xem. Bạch Tôn giả từ từ đi về phía trước như người thường đi bộ, bước chân không hề nhanh. Thế nhưng Tống thư hàng nhìn kỹ lại phát hiện tốc độ di chuyển của hắn cực kỳ nhanh, còn nhanh hơn gấp mấy lần so với mình dốc hết sức mà chạy. Hơn nữa khi Bạch Tôn giả bước đi, trên thân mình hàm ẩn vô số biến hóa. Sau khi làm xong, Bạch Tôn giả quay vòng về đoạn hỏi Tống Thư Hàng. Thế nào, người quyết định học công pháp nào chưa? Tiền bối, ta có thể học mấy môn cùng một lúc không? Tống Thư Hàng thấy mỗi thân pháp có một ưu điểm riêng, khó mà chọn lấy cái nào bỏ cái nào cho được. Tham lắm thì hỏng nhiều. Bạch Tôn giả cười nói, với tu vi hiện tại của ngươi, học nhiều thân pháp sẽ tốn rất nhiều thời gian, làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tốc độ thăng cấp của ngươi. Tốt nhất là ngươi chọn học lấy một cái thôi để gia tăng tu luyện chờ bao giờ người tấn chức nhị phẩm, khí huyết hóa thành chân khí rồi thì suy nghĩ học thêm mấy thân pháp phụ trợ để gia tăng sự linh hoạt của mình cũng được. Tống Thư Hàng gật đầu rồi chìm vào suy tư. Phục hồ bộ pháp của Phật môn tạm thời không xét tới, trừ khi không còn lựa chọn nào khác. Âm ảnh tiềm hành có hạn chế quá lớn, không thích hợp làm thân pháp chính, có thể suy xét đưa vào làm thân pháp phụ trợ sau này. Huyễn hình thân pháp nhìn thì huyền ảo thật, nhưng so với hai loại thân pháp còn lại thì cứ thấy kém sang làm sao ấy. Cuối cùng hắn phân vân giữa thuấn hình và quân tử vạn lý hành. Thuấn hình là một loại thân pháp rất mạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Trên trời dưới đất chỉ có tốc độ là không thể phá nổi, chỉ trong nháy mắt luồn ra sau lưng địch, đâm thẳng một đao, thân pháp này mới thực dụng làm sao. Thế nhưng ở thời kỳ đầu nó tiêu hao rất lớn, lại có yêu cầu rất cao đối với thân thể, không thể sử dụng thời gian dài được. Quân tử vạn lý hành không có ưu điểm lớn như thuấn hình, nhưng lại có điểm mạnh là bao quát nhiều phương diện, hơn nữa còn có không gian phát triển rất lớn. Nghĩ ngợi một hồi, Tống Thư Hàng hỏi ý của Bạch Tiền bối trước. Bạch Tôn giả, ngài đề cử ta học thân pháp nào? Ừm, nếu để ta đề cử thì chắc là phục hổ bộ pháp hợp đấy. Người đã học kim cương căn bản quyền pháp và chân ngã minh tưởng kinh rồi, phối hợp với phục hổ bộ pháp cũng khá hay. Bạch Tôn giả suy nghĩ rồi bảo ta hiểu rồi, tiền bối, ta chọn quân tử vạn lý hành, Tống Thư Hàng quyết đoán nói. Gì, ta đề cử phục hổ bộ pháp cơ mà, Bạch Tôn giả nói. Không sao đâu tiền bối, quân tử vạn lý hành rất tốt, ta tin tưởng ánh mắt của ngài, Tống Thư Hàng nắm chặt tay quyết tâm. Ha, được rồi, vậy ta sẽ truyền thụ quân tử vạn lý hành cho ngươi. Khẩu quyết trước nhé, Bạch Tôn giả phì cười thành tiếng. Bạch Tôn Giả chỉ dạy Tống Thư Hàng tất cả phương pháp tu hành và khẩu quyết của quân tử vạn lý hành, sau đó còn đích thân cầm tay dạy hắn thử một lần. Sau khi luyện hết một vòng, Bạch Tôn Giả cười hỏi. Nhớ chưa? Nhớ rồi ạ, à, Tống Thư Hàng gật đầu, chỉ cần phối hợp với khẩu quyết của thân pháp, sau khi thử mấy lần thì hắn đã có thể nắm giữ được thân pháp này rồi. Vậy người tu luyện mấy vòng trước đi, quân tử vạn lý hành là một thân pháp thích hợp để dung nhập vào cuộc sống thường ngày. Mỗi khi ngươi đi lại đều có thể tu luyện nó, độ thuần thuộc sẽ liên tục tăng lên. Bạch Tôn giả mỉm cười, sau đó ngồi sang một bên nhìn Tống Thư Hàng tu luyện thân pháp, thi thoảng chỉ bảo cho hắn những chỗ thiếu sót, giúp cho hắn làm hoàn hảo hơn. Khi Tống Thư Hàng học sơ sơ được quân tử vạn lý hành thì đã là khoảng 5 giờ. Hắn thở ra một hơi, đồng thời cảm thấy khí huyết trong khiếu huyệt tăng lên một ít thì vô cùng vui vẻ. Bạch Tôn giả vỗ nhẹ tay, nói Tốt lắm! Tiếp theo phải dựa vào chính ngươi luyện tập thân pháp cho thuần thục. Cuối cùng, ta còn có một môn đạo thuật muốn dạy ngươi. Đạo thuật, Tống thư hàng nghe thấy hai chữ này thì mắt sáng rực lên. Đạo thuật đó nha, vốn dĩ hắn tưởng là ít nhất phải đợi đến khi lên nhị phẩm, khí huyết chi lực hóa thành chân khí rồi mới có thể tiếp xúc với đạo thuật. Không ngờ ở cảnh giới nhất phẩm mà đã có thể sử dụng đạo thuật rồi. Chỉ là một đạo thuật nhỏ sơ cấp không có lực sát thương gì, dùng để đối phó quỷ vật linh tinh thì có hiệu quả khá tốt. Người chỉ cần dựa vào khí huyết chi lực và phù văn là thi triển được. Bạch Tôn giả nói. Đạo thuật gì vậy ạ? À? Tống Thư Hàng chờ mong hỏi. Từ sau khi tiếp xúc với thế giới tu sĩ, hắn học được rất nhiều, cũng nhìn thấy rất nhiều, thế nhưng bản thân hắn lại chỉ tu luyện mấy thứ cùng loại với, võ kỹ, mà thôi. Trường Tâm Lôi, Pháp thuật ngự lôi sơ cấp. Đến khi nào thực lực của ngươi cường đại rồi thì có thể tiến tu bản tiến cấp của nó là Thủ Trung Thiên Lôi. Bản tiến cấp ấy có uy lực mạnh lắm đấy, Bạch Tôn giả giải thích. Sở dĩ hắn lựa chọn dạy cho Tống thư Hàng trưởng Tâm Lôi, là bởi vì hắn định ngày mai sẽ đưa cô bé không không đạo môn kia đi một chuyến, để lấy phi kiếm lưu tinh của mình trở về. Mà Tống thư Hàng thì lại định đi sang thành phố bên cạnh để tìm kiếm cấp dưới của đàn chủ quỷ tu chương 190, tu sĩ nhảy ban di và bạch tôn giả selfie. Chỉ cần vận chuyển khí huyết chi lực tới ngón trỏ, vẽ lôi phù vào lòng bàn tay, lấy tinh thần lực kích hoạt khí huyết chi lực trong lôi phù rồi hét lớn một tiếng, trưởng tâm lôi là có thể hóa thành trưởng tâm lôi. Vẽ lôi phù cũng rất dễ, chỉ có mỗi bảy đường cơ bản. Có phải nghe thì dễ ăn lắm không? Cơ mà, nếu ngươi muốn thi triển trưởng tâm lôi thì trước hết trong cơ thể ngươi phải có khí huyết chi lực, sau đó người phải biết vẽ lôi phù, còn phải biết khống chế tinh thần lực của mình nữa mới được. Bằng không thì miễn bàn đi. Xong nếu đã thỏa mãn những điều kiện khác, thì tu sĩ sau khi mở nhãn khiếu đã có đủ khí huyết chi lực để vẩy hai phát trường tâm lôi rồi. Tu sĩ có công pháp luyện thể trụ cột tốt như Tống Thư Hàng, chỉ dùng khí huyết tự thân là có thể kích phát 4 đến 5 phát trường tâm lôi. Hắn còn có thêm linh lực dự trữ ở chỗ linh quỷ, muốn đánh ra 10 phát là không thành vấn đề được bạch tiền bối chỉ điểm, sau khi học được cách vẽ lôi phù, Tống Thư Hàng dùng khí huyết chi lực vẽ một lôi phù lên lòng bàn tay trái, sau đó dùng chân ngã minh tưởng kinh kích hoạt lực lượng khí huyết trong lôi phù. Trường tâm lôi, hắn quát khẽ một tiếng. Lôi phù trong lòng bàn tay nóng lên, ngay sau đó, trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một chùm lôi quang vàng kim nổ rèn rẹt. Lôi quang không lớn, chỉ bằng một chén trà mà thôi, nhưng mà nhìn thì rất là ngầu. Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi, bạch tiền bối, cái này không giật chính ta đó chứ yên tâm đi chỉ cần ngươi không lấy tay còn lại chạm vào chùm trường tâm lôi này thì sẽ không sao đâu bạch tôn giả cười bảo uy lực của nó thế nào tống thư hàng lại hỏi bạch tôn giả chỉ tảng đá gần đó tự ngươi thử một cái thì biết ngay tống thư hàng đi về phía tảng đá rồi vung tay phải ấn lên một trường âm uhm, tảng đá bị nổ vỡ một hố sâu to bằng quả bóng rổ mà Tống Thư Hàng vừa đánh ra một trường thì không hề cảm giác được một chút lực phản chấn nào. Đây chính là đạo pháp mà Bạch Tiền Bối nói là uy lực rất nhỏ sao. Uy lực thế này đã đáng sợ lắm rồi. Dù là mãnh thú mà bị ấn cho một phát thế này cũng đủ tiêu cái mạng còn rồi ấy chứ. Lôi pháp rất khác quỷ vật, cho dù là quỷ tướng hơn người hai cấp mà chịu một phát trường tâm lôi này thì cũng phải hóa thành cho bụi. Bạch Tôn Giả giải thích thêm, rất khác quỷ vật, Tống thư Hàng chợt nghĩ đến việc mình định ngày mai sau khi thi xong sẽ đến khu phố La Tín một chuyến. Chuyến này không thể tránh khỏi phải xung đột với thế lực tàn dư của đàn chủ, mà đàn chủ là quỷ tu, khi mình đụng độ thế lực sót lại của hắn kiểu gì cũng gặp phải quỷ vật. Có Trường Tâm lôi hộ thân, lại thêm phá tạp phù còn lại từ đợt trước, trận này hắn nắm chắc hơn nhiều. Cảm ơn Bạch Tiền Bối, Tống thư Hàng hiểu đây là ý tốt của Bạch Tôn giả. Bạch Tôn giả khẽ gật đầu thử một lần nữa, nắm giữ thuần thục trưởng tâm lôi đi. Tống Thư Hàng gật đầu rồi vẽ lại lôi phù vào lòng bàn tay, dùng tinh thần lực kích hoạt, sau đó hét lớn một tiếng. Trưởng tâm lôi, chùm lôi quang lại hiện lên trong tay hắn, phát ra những tiếng rèn rẹt khe khẽ. Lần này Tống Thư Hàng không lập tức đánh ra mà nhìn nó cho thật kỹ. Trong tay hắn thật sự mọc ra một chùm lôi điện đấy, đúng là huyền ảo quá đi mà. Khi lôi điện vang lên những tiếng rèn rẹt, trái tim hắn cũng kích động đến mức đập nhanh hơn nhiều. bất giác hắn nhớ lại rất nhiều hình ảnh từ rất lâu về trước. đó vốn là những ký ức bị hắn cố ý phủ bụi, không muốn nhớ đến. thế mà trưởng tâm lôi hôm nay lại dẫn chúng nó ở về. xem thiên điều của ta đây. ta không sợ, ta có lôi thiết. hừ hừ, các ngươi là một lũ ngốc, lôi thần trưởng của ta lợi hại hơn nhiều. lôi thần trưởng, bùm bùm chiếu. a, à, đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi a à, đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc. Xấu hổ quá đi, xấu hổ quá. Muốn chết, muốn chết quá. Muốn quên đi, muốn quên hết. Mau cút khỏi trí nhớ của ta đi. Tại sao mình không thể quên hết những ký ức chỉ cần nhớ lại là đã thấy xấu hổ này cơ chứ? Tống Thư Hàng lắc đầu thật mạnh, muốn ném hết những tạp niệm trong đầu óc mình đi. Sau đó hắn lại nhìn vào cụm xét trong lòng bàn tay. Thật sự là ngầu quá. Rèn rẹt, rèn rẹt, cứ như là mơ vậy không ngờ thực sự có một ngày mình có thể phóng lôi điện ra từ lòng bàn tay, đây là chuyện mà trước đây phải nằm mơ mới thấy. Không được, lại nghĩ đến những điều không tốt rồi. Tống Thư Hàng giơ tay lên đánh một trường thật mạnh vào tảng đá. Như thể muốn xóa sổ hết những ký ức xấu hổ của bản thân theo một trường này. Âm, uhm, trên tảng đá lại xuất hiện một cái hố to như trái bóng rổ. Phù hắn thở ra một hơi thật dài. Bạch tôn giả đứng một bên tò mò hỏi. Vừa nãy ngươi gặp tâm ma hả? Không phải, ta chỉ nghĩ đến một vài chuyện mà cứ tưởng là đã quên rồi. Tống thư hàng xoa mặt, mấy cái chuyện cô ấy vừa nghĩ đã thấy kinh. À à, ký ức đó thì ai chẳng có. Đôi lúc có những việc ngươi cứ tưởng là nghĩ đã thấy kinh, thế nhưng thời gian dần trôi, chúng nó sẽ biến thành những hồi ức tốt đẹp đấy. Bạch Tôn giả dùng tư thái của người từng trải mà an ủi hắn. Tống thư hàng gật đầu. Sau đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, hắn bị rút náo, bèn bật thốt ra. Ví dụ như, tiểu bạch, chờ người tóc dài đến eo, ta lấy người được không? Ha ha, bạch tôn giả quay đầu lại, một cơn gió nhẹ thoáng qua, mái tóc dài đen mướt theo gió tung bay. Tống thư hàng đột nhiên cảm thấy có chỗ nào không ổn, chờ đã, mình vừa mới nói cái gì. Đúng thời khắc ấy, bạch tôn giả nở một nụ cười rạng rỡ như một tinh linh trong làn gió nhẹ. Chỉ trong nháy mắt, vạn vật trong thiên địa dường như đều ảm đạm thất thần. Trong tầm mắt của Tống Thư Hàng, toàn bộ thế giới thoáng chốc đều biến thành hai màu đen trắng. Bạch tôn giả tóc dài bay múa, tươi cười sán lạn, trở thành sắc màu rực rỡ duy nhất nổi bật giữa không gian. Hắn dường như trở thành trung tâm của thế gian, mà vạn vật đều chỉ là vật làm nền tôn lên mị lực vô hạn ấy. Cảm giác này kéo dài ước chừng hai hơi thở. Bạch tiền bối thu lại nụ cười, khe khẽ chớp mắt. Chúng ta về thôi. Bạch Tiền Bối nói, sau đó phất tay áo một cái, phi kiếm trượt ra hóa thành độn quang dưới chân hắn. Vâng, Tống Thư Hàng ngây ngẩn theo hắn bước lên độn quang. Sọc đường đi, Bạch Tiền Bối chẳng nói chẳng rằng, mang theo Tống Thư Hàng đi thẳng về nhà của dược sư. Phi phi phi, Tống Thư Hàng cứ cảm thấy hình như mình đã gây ra đại họa rồi thì phải. Mà nói chứ, chỉ đi về thôi, sao Bạch Tiền Bối càng bay càng cao mãi lên vậy? Bây giờ vẫn tiếp tục bay lên cao nữa nhà cửa ở dưới đã chỉ nhỏ bằng cái móng tay rồi. Thư hàng hà, mấy hôm trước ta xem chương trình chuyện là cuộc sống trên CCTV 9 thấy gần đây mọi người thích nhảy ban di lắm, trò đó thú vị ghê nha. Bạch tôn giả nói. Tống thư hàng lập tức nói lời gan ruột. Không đâu bạch tiền bối, chẳng hay ho gì đâu. Ban di là trò của đám nhàn rỗi chán sống muốn đi tìm cảm giác, cận kề cái chết thôi. Trò đó chỉ có đám ăn no rừng mỡ mới làm. Tam quan của tiền bối vặn vẹo rồi, để ta tới xoay cho nó thẳng đường ngay lối lại đi. Ta muốn thử, bạch tôn giả nói nghiêm túc, chúng ta thử đi, được không? Không được, thật sự không được đâu, tống thư hàng hét toáng lên. Ừ, bạch tôn giả gật đầu. Thế rồi hắn đột ngột thu hồi độn quang dưới chân. Sau đó, hắn túm lấy tống thư hàng, cả hai lao xuống. À, à, à tống thư hàng kêu gào thảm thiết, đúng vậy bạn nhỏ tống tiểu hữu mắc bệnh sợ cao tiềm ẩn cực kỳ sợ độ cao hắn là cái đứa định lắp lan can lên kiếm lúc ngựa kiếm phi hành đấy hi 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 bạch tôn giả cười sung sướng vừa cười vừa chơi thiên cân trụy tống thư hàng cảm thấy tốc độ rơi của mình càng lúc càng nhanh thân thể đang rơi ma sát với không khí tạo thành tiếng gió còn cảm giác không trọng lượng đáng sợ đang bùa vây hắn nữa á à, á à, à, à. tống thư hàng kêu gào càng thảm nhanh thêm tí nữa không Bạch Tôn Giả vui vẻ hỏi. "Ứ ừ, ứ, ừ, Tống thư Hàng điên cuồng lắc đầu, vì chịu ảnh hưởng của áp suất khi lao xuống mà méo miệng, không thể nào phát ra được một âm tiết bình thường. Ừ, thế thì nhanh hơn nữa." Bạch Tôn Giả thôi động linh lực trong người, kéo theo Tống thư Hàng phóng xuống với tốc độ nhanh hơn. Đồng thời, vì ngại không đủ kích thích, hắn còn túm Tống thư Hàng đổi thành tư thế chân trồng lên trời, đầu cắm xuống đất. À a à. a!" Tống Thư Hàng cảm thấy mình gào sắp câm rồi. À đúng rồi, chụp ảnh đi. Trong quá trình rơi xuống, Bạch Tôn giả đột nhiên nói. Sau đó không biết hắn móc ra di động ở đâu, dùng linh lực bảo vệ nó khỏi áp suất khi rơi. Đoạn, Bạch Tôn giả rơi điện thoại nhắm thẳng vào mình và Tống Thư Hàng, mở hình thức selfie. Nào Thư Hàng, cười lên. Tống Thư Hàng nhìn thấy chính mình trong màn hình điện thoại, mặt mũi méo mó sẹo sọt khóe mắt dương dương đỏ hoe, chẳng khác gì cái xác bị chơi tàn. Đừng mà hu hu tống thư hàng sống chết lắc đầu. Tách, bạch tôn giả chụp liên tục mấy tấm liền. Sau đó, hắn nói. Không được rồi thư hàng, người chẳng phối hợp gì cả. a à, a à, à, tống thư hàng vẫn đang gào rách cổ. Chụp lại lần nữa nào, lần này phải phối hợp vào đấy. Nếu không chụp được thì chúng ta nhảy lại lần nữa, bao giờ chụp ra ảnh đẹp mới thôi. Bạch tôn giả nghiêm túc hẳn. Dì cơ, nhảy lại á? Không bằng người giết ta luôn đi. Phối hợp chút, nào cười nào, 1 2 3, tách. Bạch Tôn giả lại chỉnh chế độ selfie. Trong màn hình điện thoại, hắn và Tống Thư Hàng vẫn duy trì tư thế trồng cây chuối đầu dưới chân trên, sau lưng họ là trời sao minh mông vô hạn, khung cảnh thể hiện một cách hoàn mỹ cảm giác đang nhảy ban di của họ. Tống Thư Hàng cố gắng nặn mặt mình ra biểu cảm đang cười, thế nhưng vì bị khí áp ảnh hưởng nên nụ cười này xấu đến ma chê quỷ hơn tách tách tách, Bạch Tôn giả chụp liền mấy tấm, đoạn nói: "Ừm, được rồi, tuy không đẹp lắm nhưng mà cứ tạm thế trước đã." Tống Thư Hàng rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắn há mỏ tiếp tục gào lên: "A a a, đừng hết nữa, hai mình sắp về đến nhà rồi." Bạch Tôn giả nói, lúc này họ đã có thể nhìn thấy nhà của dược sư, cả hai chỉ cách mặt đất khoảng hơn 100 mét nữa thôi. "A à, a, à, à. Tống Thư Hàng rớt nước mắt, Bạch tiền Bối" sắp xuống đất rồi nên ta mới gào to hơn đấy. Sắp đâm rồi, sắp đâm xuống rồi kìa. Còn một tí cuối cùng, chúng mình tăng tốc đi. Hình như hôm nay bạch tôn giả nổi hứng muốn chơi tới bến. Nói xong, hắn thúc giục linh lực sôi sục kéo Tống Thư Hàng lao xuống mặt đất như một chiếc máy bay phản lực. Tống Thư Hàng cảm thấy hai mắt mình đều tối sầm lại. 50 mét, 30 mét, 10 mét, 8 mét, 3 mét, Bạch tôn giả vẫn còn chưa muốn dừng. Bạch tiền bối, ngài không định cắm đầu lao thẳng xuống đất đấy chứ. Thực lực ngài cao cường, rời từ chút độ cao ấy xuống chắc chắn là không sao cả đâu, cơ mà tôi thì khác nha, tôi chỉ là một tu sĩ nhất phẩm nhị khiếu bé tí mà thôi. Cứ thế này đâm sầm xuống đất là tôi nát bét đó. À à à Tống Thư Hàng càng kêu gào thê thảm kinh thiên động địa. Đậu đậu và đường thiếu chủ không không đạo môn đã sớm đứng bên cửa sổ trong phòng dòm ra. Khi Tống Thư Hàng còn cách nóc nhà hơn 500 mét họ đã bắt đầu xem kích vui rồi. 2 mét, 1 mét, 0,5 mét, 0,4 mét, 0,3 mét, không được, Tống Thư Hàng ta sắp chết nhầm ngày 4 tháng 7 năm 2019 rồi. Kít 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 tê tê tê, đúng lúc ấy, tiếng động như phanh xe rồn dập vang lên. Sau đó, Tống Thư Hàng cảm thấy mình được nhẹ nhàng thả xuống mặt đất, chẳng hề có chút sóc nảy nào. Ha 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 Bạch Tôn giả cười phá lên kích thích không? A à, a, à, 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 Tống thư hàng kêu la đứt quãng chẳng khác gì vừa bị chơi nát. Xem ra ngươi cũng thấy vui ha? Hi hi, để ta gửi mấy tấm ảnh lúc nãy lên nhóm cái đã. Bạch Tôn giả cười ha ha, sau đó bắt đầu vọc di động. Tống thư hàng yếu ớt vươn tay, trong lòng gào thảm. Đừng mà. Thế nhưng ban nãy hắn đã kêu gào suốt đường nên cổ họng tắt tiếng rồi, chẳng thể phát ra nổi tiếng động nào ta ra tương đương bạch tôn giả ấn xác nhận gửi ảnh. Trong nhóm cửu châu số 1, một, một series ảnh được tải lên album của nhóm. Tất cả đều là ảnh chụp tống thư hàng và bạch tôn giả nhảy ban di, trong ảnh là tống thư hàng biểu cảm phong phú, từ hoảng sợ vặn vẹo ban đầu tới miễn cưỡng cười vui lúc sau. Mà bạch tôn giả bên cạnh hắn vẫn tuấn mỹ vô song, khí chất xuất thần, người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Tiêu đề ảnh chụp, vừa trải nghiệm một lần nhảy ban di với thư hàng tiểu hữu rất vui thư hàng tiểu hữu tỏ vẻ chơi thích lắm mấy ngày nữa ta sẽ chơi cùng hắn thêm một lần nữa một lát sau trong nhóm rầm rộ thả lai like. lệ chi tiên tử bạch tiền bối vẫn xinh đẹp như ngày nào thật là làm cho người ta ghen tị quá đi mà xược sư bạch tiền bối chịu chơi thiệt ps tôi là giang tử yên tuyết lang động chủ bạch tiền bối chịu chơi thiệt tạo hóa pháp vương, bạch tiền bối chịu chơi thiệt, giữ vững đội hình. Hoàng Sơn chân quân, thư hàng tiểu hữu cố lên, đằng sau còn cài vào một ai cần dưng dưng muốn khóc. Hoàng Sơn chân quân càng ngày càng thấy thư hàng tiểu hữu chuyên nghiệp thật, ngày nào cũng sống trong nước sôi lửa bỏng luôn. Lì xì, si, nhất định phải thưởng lì xì si thật bự. Phủ chủ thất sinh phù, bạch tiền bối chịu chơi thiệt, thư hàng tiểu hữu cưng quá đi. Đúng vậy, tống thư hàng tiểu hữu liều mình bồi quân tử thực sự rất là cưng, nếu lần sau bạch tiền bối xuất quan mà tống thư hàng tiểu hữu còn sống thì nhiệm vụ này vẫn cứ để tống thư hàng tiểu hữu độc quyền đi linh điệp đảo vũ nhu tử ủa ủa nhảy ban gì à tống tiền bối thích chơi hả à? vậy lần sau vũ nhu tử sẽ đến chơi với ngươi nha hẹn rồi đó a à, còng thư sơn áp lực đại tống thư hàng run rẩy móc điện thoại của mình ra cố gắng leo lên nhóm cửu châu số một xem bạch tiền bối gửi lên cái gì sau đó hắn nhanh chóng nhìn thấy tin nhắn của vũ nhu tử hai mắt tống thư hàng tối ngấm lại. chương 191, chúc phúc của bạch tiền bối. Sáng hôm sau, tống thư hàng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Đêm qua, hắn mơ rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Mơ thang máy đột nhiên trục chặt, đang ở tầng mấy chục đột nhiên rơi xuống. Mơ mình bỗng nhiên là nhân viên vệ sinh, đang treo leo lau kính ngoài tòa nhà cao chừng trăm tầng thì dây thừng đứt. Mơ mình đang đứng nắm cảnh trên vách núi thì có người đẩy nhẹ mình một cái từ phía sau. Còn mơ mình đang đi trên đường thì bất ngờ rơi xuống một cái giếng, hơn nữa cái giếng đó còn không đáy, rơi hoài rơi mãi mà vẫn chưa tới nơi. Tóm lại là đủ các tình huống rơi từ trên cao rơi xuống. Mơ tới độ chân của Tống thư hàng cũng nhũn ra rồi. Chuyện này khiến hắn dù đã dậy nhưng vẫn vô cùng hoang mang, sợ hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, mấy giấc mơ này chắc chắn là hậu quả của việc chơi mấy trò siêu tốc với Bạch Tiền Bối hôm qua nhắc tới hôm qua, chẳng nhẽ mình bị tam lãng tiền bối nhập vào à. Nhớ tới những gì xảy ra vào ngày hôm qua, Tống Thư Hàng hối hận vô cùng, sao lại không giữ mồm giữ miệng thế chứ? Mong rằng hôm nay bạch tiền bối đã hết giận, không kéo mình đi chơi siêu tốc nữa. Nếu không, lỡ phải chơi thêm mấy bận nữa thì hắn sợ chứng sợ độ cao của mình sẽ trở nên đặc biệt nghiêm trọng, nghiêm trọng tới độ sau này không dám ngự kiếm phi hành thì tiêu. Như thường lệ, sau khi tập luyện buổi sáng xong, Tống Thư Hàng chuẩn bị đồ đạc nay là buổi cuối cùng của kỳ thi cuối kỳ rồi, sau hôm nay các sinh viên sẽ trải qua hai tháng nghỉ hè. Tống Thư Hàng xuống lầu, định bụng lặng lẽ dò xét xem tâm trạng bạch tiền bối hôm nay thế nào. Nhưng điều kỳ quái là, mới sáng sớm mà chẳng thấy bóng dáng của bạch tiền bối đâu. Ngay cả đường đường của không không đạo môn cũng không thấy, chỉ có mình đậu đậu trong nhà. Đậu đậu, bạch tiền bối đâu? Tống Thư Hàng hỏi. Bạch tôn giả đi tìm phi kiếm rồi. Đêm qua, sau khi ngươi ngủ, Bạch Tiền Bối liền dẫn theo đệ tử của không không đạo môn đi cùng. Đậu đậu hình như đang đọc tin tức trên máy tính, nó thuận mồm đáp lại như thế. Tống Thư Hàng thầm gật đầu, chuyện này Bạch Tiền Bối từng nói với hắn rồi. Đậu đậu, người đang xem gì thế? Tống Thư Hàng tò mò tiến lại gần, rồi nhìn vào màn hình máy tính. À, là tin tức sáng nay về khu giang Nam à. Đậu đậu đang đọc tin cơ đấy. Tống Thư Hàng tò mò nhìn vào nội dung. Theo như được tin, dạo gần đây, ở khu Giang Nam thường xuyên xảy ra chuyện chó cưng bị mất tích, cảnh sát khi ngờ có nhóm trộm chó nào đang gây án, thủ đoạn của chúng vô cùng xảo quyệt, lần gây án nào cũng né camera, hơn nữa, còn không để lại nhiều manh mối. Cảnh sát cảnh báo các cư dân, hy vọng mọi người chú ý đến sự an toàn của chó nhà mình, đừng để nhóm trộm chó có dịp gây án. Nhóm trộm chó sao? Khu Giang Nam có kha khá người nuôi chó vậy nên năm nào cũng có những nhóm trộm ghé thăm. Có những con chó cưng đáng giá vài chục nghìn tệ, nhưng sau khi bị trộm chó bắt đi, thì bán sang tay cho quán giả cầy chỉ được tầm trăm tệ. Cảnh sát khu Giang Nam năm nào cũng bắt được vài nhóm trộm, nhưng chẳng thể cấm bặt. Tống Thư Hàng đọc tin này, rồi quay sang nhìn đậu đậu đang chăm chú đọc cái tin này, lòng hắn chợt dậy lên niềm bi ai khôn xiết cho đội trộm chó, đi đâu gây án thì đi, sao lại chạy qua khu Giang Nam làm gì. Hơn nữa, trộm mèo, trộm gà cũng không sao, sao cứ phải trộm chó. Không tự tìm đường chết thì đã không phải chết, cái đạo lý bình thường ấy, sao lúc nào cũng có người không hiểu. Bao gồm cả mình của ngày hôm qua. Đúng rồi, trước lúc đi, Bạch Tôn giả có để lại cho ngươi mấy thứ, mấy hôm nữa ngươi đi qua chỗ cấp dưới của đàn chủ ở thành phố bên cạnh, có thể giữ mấy thứ đó mà phòng thân. Đậu đậu vừa dùng vuốt vừa di chuột, vừa lui về sau, khều chân tạo dáng như dáng chó đi tiểu, rồi lôi ra một bao đồ ném về phía tống thư hàng cái gì thế tống thư hàng nhan ra lấy bao đồ người mở ra trước đi rồi ta sẽ giải thích đậu đậu chừng thèm quay đầu lại cứ thế mà nói tống thư hàng mở bao ra đầu tiên là một cây mộc kiếm trên thân kiếm có khắc hoa văn trận pháp vô cùng phức tạp đây hiển nhiên là thứ được bạch tôn giả luyện chế chuôi kiếm còn có một cái hộp nhỏ trên hộp có nút hình như cùng bộ với mộc kiếm Nhìn cái nút đó, Tống Thư Hàng thực sự là rất muốn. Bấm xuống, ấy là bản năng của con người, khi thấy cái nút kỳ quái, tay thường ngứa ngáy và muốn bấm xuống. Nhưng, những người có tính cảnh giác cao sẽ dần cái khao khát đó xuống, còn kẻ giỏi đâm đầu vào chỗ chết thì sẽ bấm ngay lập tức, chẳng hề do dự. Bên cạnh một kiếm là một lá hình xăm rán, nhìn giống cáo loại hình xăm rán trị giá chừng năm hào mà Tống Thư Hàng hay chơi hồi nhỏ. Ngoài ra, còn có một bản danh sách viết tay. Một kiếm có tên phi kiếm dùng một lần bản 004, vật này đúng y như tên, là loại phi kiếm có thể dùng một lần. Dù chỉ dùng được một lần, nhưng dù sao cũng là bảo vật cho bạch tôn giả chế tạo ra, chém tu sĩ tứ phẩm là chuyện dễ dàng. Còn cái hộp đi kèm kia tên là công tắc phóng phi kiếm bản 013. Ngươi chỉ cần truyền khí huyết vào trong công tắc là có thể cộng minh với phi kiếm, phi kiếm sẽ dựa vào ý nghĩ của ngươi để ghim chặt một kẻ địch. Sau đó, Ngươi chỉ cần bấm nhẹ cái nút là, vèo, một cái, phi kiếm dùng một lần bản 004 sẽ bắn ra, chém vào kẻ địch ngươi đã ghim. Tiện dùng lại thực dụng, là đồ phòng thân đầu tiên là bạch tôn giả đưa cho ngươi. Đậu đậu giải thích, công tác phóng phi kiếm, tống thư hàng cứ tưởng ngự kiếm thuật bản thử nghiệm của thông huyền đại sư đã là bá lắm rồi, nhưng không ngờ bạch tiền bối còn tài giỏi hơn, đến công tác phóng phi kiếm cũng làm được. Bấm nhẹ một cái là phi kiếm bay ra chém, nghĩ thôi đã thấy kích thích còn lá bùa kia là vạn lý phi độn thuật, có khắc tọa độ của bạch tôn giả. Nếu ngươi gặp phải kẻ địch không thể đánh nổi, thì dùng tinh thần lực kích hoạt lá bùa ấy là có thể bay nhanh tới bên bạch tôn giả. Đậu đậu nói, lá bùa, là cái này sao? Tống thư hàng dơ lên cái hình xăm rán năm hào kia, hỏi. Chính là nó, bạch tôn giả bảo, để tiện mang nó theo, hắn đã biến đổi hình dáng của lá bùa. Ngươi chỉ cần dán nó lên cánh tay, là nó sẽ khắc lên da thịt ngươi như một hình xăm, vừa tiện lại vừa không sợ mất. Đậu đậu đáp, ra phù chú còn có cách dùng như vậy à? Tống Thư Hàng cầm miếng dán rồi dán vào cổ tay mình, hoa văn phù chú liền khắc lên đó. Cách này rất tốt, đỡ được cái bước rút bùa kích hoạt khi đang chạy chối chết. Mà này, đậu đậu, người có thấy cái hình này rất quen không? Tống Thư Hàng chỉ vào hoa văn của lá bùa, hỏi. Đương nhiên là quen rồi, tối qua, lúc bạch tiền bối làm lá bùa này, hắn bảo muốn phủ thêm một lớp hoa văn có khả năng ẩn giấu, để kẻ địch không vừa nhìn đã biết đây là phù chú vạn giảm phi độn thuật, từ đó mà đề phòng. Vì vậy, ta lên mạng tìm hình anh em hồ lô, đương nhiên là phiên bản trừu tượng. Người dựng thẳng tay lên rồi nhìn trách xem, có thấy hình anh em hồ lô lập thể hiện ra không? Tuyệt không! Anh em hồ lô lập thể! Tống Thư Hàng chỉ muốn đập chết đậu đậu đi thôi. Hắn chỉ thấy hối hận, sao mình nhanh tay thế làm gì? biết vậy đã dán cái hình xăm này vào chỗ nào kín kín chút để khỏi bị người ta nhìn thấy. Đúng rồi, nếu người rơi vào tình cảnh quá nguy hiểm, đến cả tinh thần lực cũng không dùng nổi thì có thể dùng giọng nói để kích hoạt vạn giảm phi độn thuật. Ta nói khẩu quyết cho người nghe, nghe cho kỹ đấu, khẩu quyết là năng lượng mặt trăng, biến hình, nhớ kỹ chưa? Đậu đậu lại hỏi, đợi chút, cái khẩu quyết đó là sao? Đừng bảo là ngươi cũng tìm bừa trên mạng đấy nhé. Tống Thư Hàng nghiến răng nghiến lợi. Ừm đúng thế ta vừa xuất thì ra luôn câu đó đậu đậu đáp đậu đậu người ra đây ta cam đoan sẽ không đánh người đâu cuối cùng là cái tờ danh sách này nó là danh sách nhưng dược liệu để luyện chế khí huyết đan bạch tôn giả thấy lượng khí huyết đan ngươi có không nhiều nên liệt kê ra danh sách này để ngươi lưu ý xem có tìm được những dược liệu đó không nếu ngươi kiếm đủ số dược liệu hắn sẽ dạy ngươi cách luyện chế khí huyết đan tuy bạch tôn giả không phải luyện đan sư nhưng hắn vẫn có thể luyện chế được những đan dược cấp thấp đậu đậu giải thích tiếp tống thư hàng mở bản danh sách ra thì thấy đủ thứ tên dược liệu trong đó có vài dược liệu đông y quen thuộc còn có những tên mà chỉ có tu sĩ mới dùng may mà bạch tôn giả rất ân cần còn vẽ thêm hình dáng của những dược liệu ấy và giới thiệu đặc điểm của chúng rể tống thư hàng không quá luống cuống dược liệu của khí huyết đan chẳng dễ để thu thập hết nhỉ tống thư hàng thở dài đúng vậy ta cũng nghĩ thế, nhưng trong mắt bạch tôn giả, dược liệu của khí huyết đan chắc chỉ cần ra đường dạo quanh một vòng là có. Đậu đậu bồi vào, dựa vào cái giá trị may mắn của bạch tôn giả, nếu hôm nay hắn muốn có dược liệu của khí huyết đan, thì khéo chỉ cần ra đường là sẽ có một thùng từ trên trời rơi xuống, trong thùng có đủ dược liệu của khí huyết đan. Hoặc là đột nhiên có một kẻ địch nhảy sổ ra, sau khi bị đánh bại thì hắn sẽ để lại cả chồng dược liệu khí huyết đan. Thậm chí, nếu vào rừng để dạo, thì chắc sẽ tìm được rất nhiều dược liệu của khí huyết đan ấy chứ. Tống thư Hàng hiểu rõ cái vận số của Bạch Tôn giả rồi, hắn thầm gật đầu. Nhưng hắn thì còn lâu mới có chuyện đó, hắn không có cái vận số đáng sợ như Bạch Tôn giả, nên đám dược liệu của khí huyết đan này thì khoan vội mơ đến. Nhưng, hắn vẫn đọc chăm chú bản danh sách mà Bạch Tôn giả để lại, để nhớ hết những nội dung trong đó vào lòng. Cuối cùng, hắn thấy lời nhắn của Bạch Tôn giả ở cuối bản danh sách. Thư Hàng tiểu hữu chúc chuyến hành trình tới thành phố Di của ngươi thuận lợi. Cũng chúc ngươi có thể tìm được dược liệu của khí huyết đan trong bản danh sách này. Đây là lời chúc phúc của Bạch Tiền Bối sao? Lời chúc của Bạch Tiền Bối đó, Tống Thư Hàng cảm thấy tim mình đập thình thịch, đây là cái cảm giác sung sướng quá đỗi. Hay là theo bản năng đang lo lắng điều gì? Suốt cuộc thì môn thi cuối cùng cũng đã xong xuôi. Các sinh viên của Đại học Giang Nam đều dài những học sinh tự thấy mình thi không tệ thì mặt mày nhẹ nhàng thoải mái, chào đón họ là một kỳ nghỉ hè vui vẻ. Còn những học sinh cảm thấy thi cử bết bát thì, có lẽ sau khi nghỉ hè không lâu, họ sẽ nhận phiếu điểm. Sau đó là, chờ trường xếp lịch thi lại. Thời gian thi lại của Đại học Giang Nam khá là tùy tiện, toàn dựa vào cảm xúc của bên trường. Có khi, đang nghỉ được một nửa thì đột nhiên gọi mấy đứa sinh viên rất môn tới thi lại, có khi thì đợi đến khi học kỳ mới bắt đầu, trường sẽ quẳng các em thi lại vào khóa bổ túc địa ngục, sau đó mới đi thi, có khi, vừa kết thúc thi chính được 2, 3 ngày đã tổ chức luôn kỳ thi lại, tốc độ chấm bài nhanh như thế khiến các sinh viên của Đại học Giang Nam vừa yêu vừa hận. Bởi đây là buổi thi cuối cùng, nên sau khi thi xong, Tống Thư Hàng không đi ngay mà nán lại đợi mấy đứa bạn cùng phòng. Học kỳ này chấm dứt rồi, mọi người phải hẹn nhau ăn một bữa cơm, sau đó mới bắt đầu kỳ nghỉ chứ. Thi thế nào? Cao mỗ mỗ bày ra cái vẻ mặt thoải mái, hỏi mấy đứa bạn cùng phòng, nhìn cái mặt này là đủ biết cuộc thi này khá thuận lợi với hắn. Không thành vấn đề, kính mắt của Lý Dương Đức sáng loáng lên, một kẻ học giỏi như hắn thì mục tiêu không bao giờ là qua môn, mà phải lọt được vào 10 người có tổng điểm cao nhất mới đúng. Dễ cực luôn, không có vấn đề gì, Tống Thư Hàng cười đáp. Ha ha ha, lần này tao cũng thế, cảm thấy nhất định có thể qua môn. Thổ ba giờ ngón cái lên, lần này may nhờ cái lá trà thần kỳ của Tống Thư Hàng, lúc ôn tập, tinh thần hắn vô cùng sảng khoái, chẳng chút mỏi mệt. Trước lúc lâm trận đã mài xong giáo, buổi thi vô cùng thuận lợi. Đêm đó, mấy đứa trong ký túc xá rủ thêm năm thằng bạn thân thân nữa đi uống một bữa. Cuối cùng, Tống Thư Hàng gọi ba xe taxi, nhét đống ma men này lên rồi đưa chúng nó về ký túc xá. Thư Hàng, sáng mai dậy thì gọi tao, tao với mày. Về chỗ ông ngoại, hai mắt thổ ba đã mơ màng, nhưng hắn vẫn không quên việc này. Được, mai tao qua đón mày. Tống Thư Hàng cười bảo. Sau khi về nhà của dược sư, Tống Thư Hàng gặp đậu đậu để tìm bản đồ của khu Giang Nam. Đậu đậu, mai ta sang thành phố gì ở bên cạnh một chuyến, người muốn đi cùng không? Tống Thư Hàng hỏi dò, đậu đậu có sức chiến đấu khá mạnh, dẫn nó đi thành phố gì thì Tống Thư Hàng chẳng cần lo gì nữa. Gâu gâu, ta không đi lung tung với người đâu, mấy hôm nay ta bận chút việc. Đậu đậu nói xong liền quấy mình, quấy dụng một cái lông chó. Sau nó, nó lấy vuốt hút sợi lông đó lên, đưa cho Tống Thư Hàng. Nếu gặp phải nguy hiểm thì giơ cái sợi lông này của ta lên, hô lên, đậu đậu cứu ta. Sau đó, lông của ta sẽ giúp ngươi một tay. Go, yên tâm đi, ta luôn ở bên cạnh ngươi. Đậu đậu nói với giọng nghiêm túc. Tống Thư Hàng nhận lấy sợi lông chó, nhìn ngang nhìn dọc rồi hỏi. Có hiểu nghiệm không? gâu ngươi không cần hả không cần thì trả lại cho ta ta cũng chẳng muốn cho ngươi đâu đậu đậu kêu lên tống thư hàng vội vàng cất sợi lông ấy đi đùa nhau à đồ đã cho rồi làm gì có chuyện đòi lại được dù sợi lông này không có ích gì thì hắn cũng phải cất cẩn thận lông của đại yêu khuyển đó biết đâu lại là nguyên liệu luyện khí thì sao hôm sau Tống Thư Hàng khoác ba lô, chuẩn bị xuông xuôi rồi tới hầm đỗ xe, mở một chiếc xe nhị xương hàng quốc nội giá vừa tiền để đi đón thổ ba tới thành phố Di. Hôm qua mới thi học kỳ xong, nên chắc chắn hôm nay số sinh viên từ Giang Nam về quê sẽ rất đông, tàu hỏa, tàu siêu tốc chắc chắn đã đông đặc. chương 192, tao xuống ra rèn luyện chút. Thư Hàng, mày tới rồi. Thổ ba ngồi trên giường, dài dày đôi mắt đỏ quạch, quá không cam lòng luôn, trước đây, người uống rượu tốt nhất trong cái ký túc xá này là hắn, mình hắn cũng đủ khiến cả ba thằng Tống Thư Hàng, Cao Mỗ Mỗ và Dương Đức đều phải quắc cần câu. Nhưng không biết từ lúc nào, tử lượng của Tống Thư Hàng đột nhiên tăng đột biến. Từ đó về sau, hắn chưa từng thấy Tống Thư Hàng gục bao giờ. Lần nào hắn cũng là người say đến nhũn ra, còn Tống Thư Hàng thì vẫn chăng cái bộ mặt kiểu bọn mày đều say mình tao tỉnh. Tống Thư Hàng cầm theo ba phần ăn sáng, hắn cười bảo. Ờ, dậy sớm chút, tranh thủ lúc đa phần mọi người còn đang ngủ nướng thì mình tránh cảnh đông người. Dương Đức đón lấy bữa sáng và nói, tao chưa về nhà ngay, còn chút việc phải làm ở đây. Hắn từng kể về chuyện đó rồi, cái phần mềm cùng lập trình với người khác sắp thành công, trong kỳ nghỉ hè sẽ có buổi công bố, hắn cần ở lại Đại học Giang Nam một chút. Hè này tao với nhà y đi mấy chỗ chơi, lát ra sân bay luôn, không chen tàu điện ngầm với bọn mày. Cao mỗ mỗ ngáp một cái. Dạo gần đây, Gia Cát Trung Dương hay bám đuôi hắn, khiến hắn và Nha Y chẳng có chút không gian riêng gì cả. Giờ, nhân lúc kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu, hắn và Nha Y liền ngầm đặt vé, chuẩn bị bay về đi một cái, né cái thằng bám đuôi Gia Cát Trung Dương chết tiệt kia. Dương Đức, mày ở lại đại học Giang Nam, chi bằng đi qua nhà ông ngoại với tao và thư hàng đi, dù sao cũng chỉ cần một hai ngày gì đó thôi, đi hái quả Dương Mai. Thổ Ba bảo Dương Đức qua nhà ông chơi, dẫn càng nhiều bạn càng tốt, lỡ như khiến ông giận, thì nể mặt mấy thằng bạn này, ông sẽ cho qua. Nếu chỉ dẫn thư hàng qua, khéo ông nội còn đánh mình tuốt xác trước mặt nó ấy chứ. Dương Đức nghĩ nghĩ một chút rồi gật đầu. Cũng được. Vậy thư hàng, Dương Đức với tao qua nhà ông ngoại tao chơi, cao mỗ mỗ, mày cứ đi với em nhà mày đi. Thổ ba cười ha hả, rồi nhảy từ giường xuống. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên hét thảm một tiếng, nước mắt chảy ra hắn nhanh chóng nâng cái chân trần của mình lên thổi thổi tống thư hàng hỏi sao thế bàn chân tao bị thương lúc nào ấy nhỉ tống thư hàng nhìn chân mình nơi đó có một vết phỏng rất mới a à, cái vết này tao nhớ cao mỗ mỗ đẩy kính mắt đêm qua thổ ba đột nhiên đứng lên khỏi giường đi chân trần tới cửa sổ sau đó thì hút thuốc tao cứ tưởng nó tỉnh nhưng nhìn nó lại giống như đang say hút thuốc xong nó ném tàn thuốc xuống sàn rồi tao thấy nó đặt chân lên rụi thuốc theo thói quen, thành thử sau đó, nó hét thảm một tiếng, đến tao cũng sợ. Thét xong, nó lại bò lên giường ngủ tiếp, tao cứ tưởng vết thương đấy không nặng lắm. Cao mỗ mỗ, mày đúng là thằng vô lương tâm, sao mày không xem hộ tao vết thương này hết nào? Thổ ba muốn khóc quá trời. Ha ha, cao mỗ mỗ đẩy kính mắt, mày nghĩ rằng nửa đêm nửa hôm, tao sẽ chạy đến xem bàn chân của một thằng được dựa à? Tao không có cái sở thích đó dương đức gật đầu nói với giọng thấm thía thổ ba hút thuốc lá ảnh hưởng sức khỏe giờ mày đã hiểu cái câu đó chưa hiểu cái đầu mày ấy thổ ba khóc đầm đìa cuộc đời hắn đúng là bất hạnh mà gặp phải mấy thằng bạn mất dậy cứ thế đi bọn mình qua bên nhà ông ngoại mày không cần đi tàu điện ngầm có ba đứa thế này thuê cái xe rồi lái qua là được dương đức đề xuất đành thế thôi thổ ba cười khổ nhưng thuê xe đắt lắp một chuyến này phải đi chừng 5 tiếng cơ mà. Không cần thua, tao mượn bạn tao cái xe, chúng ta tự lái đi. Tống thư hàng mỉm cười, phất tay áo. Bạn, a, à, là cái đứa qua khu Giang Nam xong gọi mày đi chơi á? Mắt thổ ba sáng rỡ. 10 phút sau, ba người chuẩn bị xong xuôi. Thư hàng và Dương Đức đỡ thổ ba cho hắn nhảy lò cò xuống rồi đi qua bãi đỗ xe. Đi đường cẩn thận, Cao Mỗ Mỗ đứng ở cửa ký túc xá cười vẫy tay với ba người họ. Ba người đi tới chiếc xe kia, Tống Thư Hàng mở khóa, dìu thổ ba lên xe trước rồi cất hành lý vào cốp. Lên xe rồi, thổ ba nhìn Tống Thư Hàng với vẻ cổ quái. Sau đó, Dương Đức và thổ ba cùng ngồi ở ghế sau. Tống Thư Hàng mở bản đồ, đặt điểm đến là quảng trường La Tín ở thành phố Di, rồi dậm ga, xuất phát. Trên đường đi, thổ ba ghé lại bên tai Dương Đức, hỏi. Dương Đức, cái đứa bạn của thư hàng chẳng nhẽ là con gái. Mặt dương nước lộ rõ vẻ nghi hoặc. Cái xe nó mượn tên đầy đủ là chiếc xi si khiến các bạn gái yêu mến, là loại ô tô được một nhà sản xuất ở quốc nội thiết kế riêng cho phụ nữ. Loại xe này chẳng thằng đàn ông nào mua cả. Nghĩa là, mấy hôm nay, Tống Thư Hàng thường xuyên ngủ hoang là bởi đang ở bên cô nàng nào rồi. Thổ ba cười trộm. Dương Đức hiểu ra, gật gật đầu. Tống Thư Hàng ngồi trước mà mồ hôi ròng ròng. Dù thổ ba nói rất nhỏ, nhưng với độ thính tai hiện tại của hắn thì có thể nghe rành mạch từng câu từng chữ của nó. Oan quá trời! Những gì hắn biết về xe chỉ giới hạn trong mấy cái hãng mà mọi người thường biết, ai mà ngờ nổi cái xe mình lấy bừa lại là loại riêng cho con gái chứ. Đại học Giang Nam cách nhà ông ngoại thổ ba chừng 5 giờ xe. May mà hôm nay thời tiết không tệ, trời nhiều mây, u ám, không có mặt trời nên không nóng quá. Nếu không thì đi suốt 5 tiếng thế này, sợ rằng ông mặt rời sẽ cho chúng nó thành người khô. Vốn Tống Thư Hàng còn định lái luân phiên với thổ ba, nhưng thấy chân nó bị thương như vậy, hắn đành tự lại cả chặng. Ở phía sau, thổ ba và Dương Đức chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt, cả hai vừa nói vừa cười. Thời gian cứ thế trôi qua, trên đường đi có dừng lại nghỉ một lần. Chừng hơn 4 tiếng rưỡi, xe rốt cục cũng tới gần quảng trường La Tín. Thổ ba và Dương Đức đã bắt đầu gà gật. Bất giờ, Tống Thư Hàng đột nhiên dừng xe rồi đỗ lại bên đường. Thổ Ba xoa xoa mắt, hỏi: "Tới chưa?" Nhưng khi quay đầu lại nhìn thì hắn thấy họ còn ở đường quốc lộ dưới chân núi. Đây là con đường đi thông tới quảng trường La Tín, cách nơi đó chừng hơn 10 phút. "Chưa tới hả?" Hắn quay sang nhìn Tống Thư Hàng với vẻ nghi hoặc. "Ừ, sắp đến rồi, bọn mày cứ ngủ đi, tao lái mệt nên xuống xe rèn luyện, hoạt động gân cốt một chút." Tống Thư Hàng quay đầu lại cười gian trá với thổ ba. Cũng phải, mày tự lái suốt 4, 5 tiếng rồi. Xin lỗi nha, nếu chân tao không bị thương thì đã có thể lái luân phiên với mày rồi, thế thì đỡ mệt hơn. Thổ ba cười he he. Không có gì, Tống Thư Hàng lắc lắc tay, vặn vặn cổ. Ánh mắt hắn, dừng ở nơi cách quốc lộ chừng 20 mét. Nơi ấy, có một bóng dáng mờ ảo đứng ở giữa đường, bóng dáng ấy lộ ra quỷ khí nồng nặc đó là một người đàn ông khôi ngô trong bộ giáp của binh lính thời cổ đại. Mặt hắn đeo một chiếc mặt nạ khủng bố, mái tóc dài màu bạc. Tay hắn cầm sợi xích to, ở đầu xích là hai thanh đao dính máu. Trung quanh người đàn ông này, có thể mơ hồ thấy được kính xe vỡ, cùng với một vài bộ phận trên xe. Đó là dấu vết để lại từ những vụ tai nạn xe cộ, chưa được gột sạch. Quỷ vật à, tống thư hàng lẩm bẩm. Do hôm nay trời nhiều mây không nắng, nên dù đang giữa ban này ban mặt mà quỷ vật vẫn dám xuất hiện trên đường quốc lộ sao. Trong lúc hắn đang trầm tư, ánh mắt của con quỷ khôi ngô kia liếc về phía tống thư hàng. Nhưng nó không để ý tới hắn, mà chỉ chăm chú vào chiếc xe ven đường. Dường như, nhiệm vụ của nó chính là gây ra những vụ tai nạn xe cộ ở đoạn đường này. Đây chẳng qua chỉ là một con quỷ binh cấp thấp, dựa vào việc cảm ứng khí tức, Tống Thư Hàng xác định được điều đó. Nhưng, không thể loại trừ khả năng nó cố tình lấp liếm khí thức của mình. Tống Thư Hàng tiến về lên, đi tới trước mặt con quỷ binh này. Quỷ binh cao chừng 2 mét, Tống Thư Hàng thấp hơn nó một cái đầu. Nó cúi xuống nhìn Tống Thư Hàng, chẳng hề nhúc nhích. Quỷ binh cấp thấp không có nhiều thần trí, sau khi bị huấn luyện, chúng chỉ biết chấp hành nhiệm vụ của chủ nhân một cách máy móc, ít khi có hành vi tự chủ. Kim cương trụ cột quyền pháp nhất. Tống Thư hơn nắc phung quyền, khí huyết trong tâm khiếu, nhãn khiếu ngưng tụ đến tay phải, một cú đấm như pháo nổ đâm thẳng vào cằm của lệ quỷ. a à, quỷ binh bị đánh cho bay vút lên trời, sau đó lại rơi sầm xuống đất. Nó kêu lên thê thiết. Loại quỷ binh này chỉ có thực lực gần tương đương với tu sĩ nhất phẩm vừa mới khai khiếu. Tống thư hàng bước lên từng bước, nhìn như thong thả, nhưng thực chất tốc độ lại như chạy gấp, đây chính là thân pháp quân tử vạn lý hành. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bước đến trước mặt con quỷ binh khôi ngô, Quỷ binh thậm chí còn chưa kịp đứng dậy, Tống Thư Hàng tiếp tục xiết quyền đấm xuống đầu của quỷ binh. Quyền nào quyền nấy găm vào da thịt, đầu gối gắn đè xiết ngực của quỷ binh khiến nó không thể đứng dậy. Sau ba nhịp hít thở, đầu của quỷ binh bị Tống Thư Hàng đánh vỡ, thân thể nó hóa thành luồng khói đen. Bấy giờ, quỷ linh trong tâm khiến của Tống Thư Hàng chui ra, nó lộ nửa người, giơ tay túm lấy luồng khói nọ, rồi há mồm nuốt vào bụng. Nuốt xong rồi còn chép chép với vẻ vừa lòng. Hở. Tống Thư Hàng nhìn linh quỷ của mình với vẻ nghi hoặc, nó có thể dựa vào việc nuốt những quỷ vật khác để hồi phục năng lượng sao? Hiện tại, hắn chưa hoàn thành giai đoạn đồng điệu với quỷ linh, nên cái ý thức tương thông của cả hai vẫn đứt quáng. Do đó, hắn không biết được suy nghĩ lúc này của linh quỷ. Nhưng, nếu đã biết linh quỷ có thể dựa vào việc nuốt quỷ vật để hồi phục, thì hành trình tới quảng trường La Tín lần này nhất định sẽ giúp nó được ăn no nê, Tống thư hàng thu quyền về rồi thở nhẹ ra một hơi. Quảng trường La Tín đúng là có vấn đề. Có quỷ vật dám đứng ở quốc lộ để gây tai nạn, chẳng nhẽ là cấp dưới của đàn chủ đang dở trò? Hay là quỷ vật đi lạc tới, hoặc là quỷ môn tán tu đi cùng với nó? Dù là thế lực nào đi chăng nữa, chỉ cần mình xử lý con quỷ binh này, chắc chắn chúng sẽ sớm nhận ra. Khi ấy, chắc chắn sẽ có cấp dưới của đàn chủ âm thầm dò xét. Bây giờ mình có thể thuận thế để lần ra rồi bắt được chúng. Trong xe, thổ ba thằng bạn mình với vẻ nghi hoặc, Tống Thư Hàng vung quyền vào không khí, sau đó tiến lên vài bước rồi điên cuồng đấm xuống đất, cứ như đang đánh ai, nom như chúng ta. Lái xe chừng 4, 5 tiếng thôi mà, áp lực lớn thế cơ à. Thổ ba xoa xoa chán, chẳng nhẽ Thư Hàng muốn đánh mình. Bấy giờ, Tống Thư Hàng miệng ngâm ca khúc ca, quay về xe. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thổ ba nở nụ cười lấy lòng. Thư Hàng, mày vất vả rồi, để tao gọi điện cho ông bảo mình sắp đến rồi. Ô tô lại lên đường tới quảng trường La Tín. Thổ ba gọi điện cho ông. Alo, ông à, cháu, Thư Hàng với một đứa bạn nữa là Dương Đức cùng qua, chừng hơn 10 phút nữa là tới nhà rồi. Mấy đứa thuê xe à, giọng của ông ngoại thổ ba vang đến, nó không còn rắn rỗi như hai ngày trước, mà có chút yếu ớt. Bọn cháu tự lái tới, thổ ba đáp, vậy mấy đứa cẩn thận chút, đặc biệt là cái chỗ quốc lộ dưới chân núi, mấy hôm nay, ở đó đã có ba vụ tai nạn giao thông rồi. Ông ngoại của thổ ba nói, yên tâm đi, chúng ta đã đi qua đó rồi. Thổ ba cười ha hả, đồng thời, hắn đưa mắt nhìn Tống Thư Hàng. Trùng hợp thế nhỉ, hình như ban nãy Tống Thư Hàng dừng lại rồi luấn quấn quanh đó một hồi. Mười phút sau, Tống Thư Hàng dừng xe ở khoảng sân trong nhà của ông ngoại thổ ba. Ông ngoại thổ ba đã đứng đợi khách ở cửa nhà từ sớm sau khi mở cửa xe thổ ba xuống trước tiên hắn lao đến ôm ông ngoại sau đó dương đức vừa rụi mắt vừa đi xuống tống thư hàng đỗ xe rồi cùng xuống theo ông cháu giới thiệu cho ông chút đây là bạn cùng phòng của cháu lý dương đức và cả tống thư hàng nữa ông từng gặp nó rồi thổ ba nói mừng mấy đứa tới chơi ông ngoại của thổ ba đón tiếp tống thư hàng vừa lý dương đức rất nhiệt tình khi tống thư hàng dừng xe rồi khóa kỹ cửa xong ông của thổ ba nhìn vào trong mới thấy có chút thất vọng cô gái thần bí nọ không qua đây sao sau khi trong thôn xảy ra những chuyện quỷ quái hắn nhớ tới cậu bạn của thổ ba là vì hắn bỗng nhiên nhớ tới cô gái thần bí đi cùng tống thư hàng lần trước nhưng vất vả lắm mới được đến khi tống thư hàng đến lại không thấy cô bé kia đâu lòng hắn có chút thất vọng đương nhiên ông ngoại thổ ba cũng nhanh chóng loại bỏ những cảm xúc ấy tự hắn mời bạn của thổ ba đến chơi không nên mất lịch sự Tống Thư Hàng cũng ôm ông ngoại của thổ ba một cách rất nhiệt tình. A à công, bọn cháu qua làm khách đây. Ông ngoại của thổ ba cười ha ha, hắn rất thích cậu bé Tống Thư Hàng ngoan ngoãn. Lễ phép này. Trong lúc ôm, Tống Thư Hàng thoáng nhíu mày. Trên người ông ngoại của thổ ba có một sợi quỷ khí. Thứ này vương lại khi vừa mới tiếp xúc với quỷ vật. Nhìn thêm cái vẻ mệt mỏi của ông ngoại thổ ba lúc này, chẳng nhẽ ông ấy từng bị quỷ vật hút mất một phần khí huyết? sau khi buông ông ngoại của thổ ba ra, Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn chung quanh. Dù mắt thường không thấy, nhưng dựa vào tinh thần lực thì vẫn có thể cảm ứng được, chung quanh có luồng quỷ khí âm u. chương 193, đe dọa ta sao? Nếu diễn biến theo chiều hướng bình thường, thì sắp đến lượt cho mình ra tay, tìm cách đánh tan quỷ khí trên quảng trường La Tín, hạ gục cấp dưới của đàn chủ, trả lại sự bình yên cho nơi này nhỉ. Tống Thư Hàng nhìn đống quỷ khí trên đỉnh đầu, thoáng thở dài nhưng tự chung, hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ mới đại cảnh giới nhất phẩm nhị khiếu, hắn cũng chưa từng tu luyện kinh văn nào của Phật môn hay đạo môn để đuổi tà khí. Dù hắn có tám lá phá tà phù rất manh, nhưng phạm vi lá bùa này chỉ có thể bao phủ ở phạm vi hữu hạn, dù có dùng hết thì cũng chẳng thể xua hết quỷ khí. Vậy nên, đành phải giải quyết bằng chuyện đao kiếm thôi. Để thôn xóm quanh quảng trường La Tín được an bình, tốt nhất là phá hủy cái ngọn nguồn của quỷ khí, tìm được cấp dưới của đàn chủ để tiêu diệt tám lá phá tạp phù này phải dùng để đối phó với những kẻ đó. Chỉ cần kẻ đứng sau thao túng quỷ vật bị đánh bại, thì chỉ cần thái dương ló dạng là đám quỷ khí này sẽ tự tan biến. Được rồi, nghĩ nhiều vậy cũng chẳng ích gì, một người mà đến cả kẻ địch ở đâu cũng không biết như Tống Thư Hàng, đành phải đợi đến khi chúng xuất hiện, rồi tùy vào thực lực của chúng để tính tiếp. Nếu chúng yếu thì xử lý ngay, còn nếu mạnh thì vẫn xử lý ngay. Trong người hắn đang giữ trưởng tâm lôi, kiếm phù, giáp phù, cổ đồng nhẫn, phi kiếm dùng một lần, rồi cả sợi lông chó của đậu đậu, nếu dùng hết thì đến cả những kẻ mạnh hơn hắn cũng chẳng phải vấn đề cần lo lắng. Nếu thế mà vẫn không được thì, chí ít hắn có vạn dặm phi độn thuật, có thể dùng nó để trốn tới bên bạch tiền bối. Khi ấy, dù có xảy ra chuyện gì thì đã có bạch tiền bối làm chỗ dựa. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư, ông ngoại của thổ ba đã đón cả ba đứa vào nhà. Mấy cháu vào nhà đi, mấy bữa nay ở lại mà hái dương mai ngọt lắm. Bà ngoại của thổ ba đã làm sẵn một bữa cơm phong phú, coi như là chào mừng ba đứa. Trên đường lái xe qua, ba thanh niên chưa được hạt cơm nào bỏ bụng mà. Ông, hôm trước ông ngoại điện bảo là trong thôn có mấy chuyện kỳ quái, là chuyện gì thế ạ? À? Trong lúc ăn cơm, thổ ba cất tiếng hói, hắn có chút lo lắng. Ông ngoại thổ ba thầm thở dài, dù cô bé thần bí kia không có mặt nhưng nếu thổ ba đã nhắc tới chuyện này thì hắn cũng chẳng muốn giấu trong lòng. Dạo gần đây, trong thôn hay có chuyện lạ, đầu tiên là cái đoạn đường dưới núi để vào thôn ấy, chắc các cháu còn nhớ nhỉ. Thổ ba gật đầu, hắn từng nghe ông ngoại nhắc tới qua cuộc điện thoại. Trong vòng 5 ngày, ở đoạn đường đó đã xuất hiện 3 vụ tai nạn. Ông ngoại thổ ba trầm giọng xuống, không phải do hai xe đụng nhau, cũng không phải do người điều khiển uống rượu say hay lái lúc đang mệt, họ cứ đi rất bình thường, rồi không hiểu sao, kính chắn gió đằng trước như bị thứ sắc bén nào đập vỡ, rồi lật xe. Ba vụ tai nạn, vụ nào cũng giống y hệt thế. Nếu một vụ thì còn bảo là chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu có tận ba vụ giống nhau như đúc thì át có chuyện bất thường. Ngoài ra, chừng 10 ngày trước, trong thôn bỗng xuất hiện một căn bệnh lạ. Ông ngoại của thổ ba nhíu mày, người già trong thôn cảm thấy mệt mỏi, không có tinh thần, lúc nào cũng muốn ngủ. Ban đầu chỉ có một, hai người thôi, nhưng càng về sau người mắc càng nhiều giờ một phần ba các cụ ông cụ bà đều đã có cái cảm giác mệt mỏi ấy đi viện khám chứa ạ à? chẳng nhẽ là bệnh truyền nhiễm thổ ba lo lắng đấy mới là điểm kỳ lạ nhất tất cả những người dính bệnh đều đã tới viện để kiểm tra tổng thế nhưng chỉ rút ra được một nguyên nhân duy nhất là do dạo gần đây làm việc mệt quá bác sĩ cam đoan rằng chỉ cần nghỉ ngơi bồi bổ là được hơn nữa chỉ có người già mới bị thế còn người trẻ lại không sao Ông ngoại thổ ba đáp, đến ngay cả ông mà cũng có chút mỏi mệt. Tống Thư Hàng nhét quả dương mai vào miệng, thầm gật đầu. Người trẻ không sao, bởi thân thể của họ khỏe manh. Khi cấp dưới của đàn chủ sai quỷ vật tới hút khí huyết của người phàm, chúng chỉ hút một lượng rất ít. Vậy nên, người trẻ có thể cầm cự, nhưng người già sẽ thấy mệt mỏi, uể oải và buồn ngủ. Sau đó, mọi người ra ngôi mồ sau núi. Ông ngoại thổ ba cười hổ, cái tên răng cửa vàng canh mộ bảo, hắn từng tận mấy thấy được mấy kẻ như U Linh đêm hôm quẩn quanh ở đó. Hơn nữa, thường bay vào một cái chừng 10 mét, rồi biến mất. Sau đỉnh núi ở quảng trường La Tín có một khu mộ tầm trung, tên răng cửa vàng là người trông coi ở đấy. Cái tên giang cửa vàng đó chắc là mờ mắt ấy chứ. Thổ ba hừng lạnh, rõ ràng là hắn chẳng có tí thiện cảm nào về nhân vật này. Ban đầu mọi người cũng nghĩ thế, nhưng sau đó có mấy người thay phiên gác đêm với răng cửa vàng thì đúng là thấy được mấy bóng dáng bay vèo vèo vài cái rồi mất dạng. Ông ngoại thổ ba thở dài, nếu không phải đã cao tuổi thì hắn cũng muốn qua chỗ lão giang cửa vàng kia canh mộ hai đêm thử xem. Khu mộ sau núi, Tống Thư Hàng chợt lóe ra một ý, chẳng nhẽ đó là nơi cấp dưới của đàn chủ hoạt động. Ngoài mấy chuyện trên, ông ngoại của thổ ba còn kể mấy vụ quái lạ khác. Chính vì cả đống chuyện cổ quái bùng nổ cùng một lúc, nên mới khiến một người có niềm tin mãnh liệt rằng khoa học là sức mạnh, phải tin tưởng khoa học, bài trừ mê tín, phải dùng mình, cảm thấy có điều bất thường. Lý Dương Đức lặng lặng nghe, cuối cùng, hắn thoáng thở dài. Nếu những chuyện này mà xảy ra chung quanh hắn, thì chắc hắn cũng ngờ rằng quanh mình có quỷ. Ông, chúng ta có cần tìm máu chó đen không? Thổ ba trêu ghẹo. Ông ngoại thổ ba lấy đúa gõ nhẹ vào hắn. Đừng có nói lung tung, ông thấy bồn chồn nên muốn có người tới chơi thôi thổ ba cười rán trá ăn uống no nê rồi mọi người bắt đầu uống trà nói chuyện ông ngoại thổ ba là người giỏi nói chuyện có ông ở thì chẳng lo việc bầu không khí sẽ trở nên nhàm chán sau khi nói chuyện một hồi tống thư hàng rũi lưng rồi cười nói a à công cháu ra ngoài đi dạo hoạt động gân cốt tí nãy lái xe suốt năm tiếng người cứng đã cả rồi muốn tao đi cùng không thổ ba thốt lên tống thư hàng chỉ vào chân hắn rồi chỉ cười mà chẳng nói gì. Dương Đức thì ha hả thành tiếng luôn. Sau khi rời khỏi nhà của ông ngoại thổ ba, Tống Thư Hàng về xe, rồi lấy ra một cái túi thuôn dài, đeo lên lưng. Trong đây đựng cây bảo binh bá toái đao. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại ở một quỷ hồn trên nóc nhà của thổ ba. Quỷ hồn đó mới sinh ra không lâu, còn đang trong suốt, đến cả cấp bậc thấp nhất là quỷ binh cấp một còn chưa đạt tới được, cùng lắm cũng chỉ coi là du hồn được thôi nó không ngừng di chuyển quanh cửa nhà của ông ngoại thổ ba, không phá cửa, mà như đang hấp dẫn Tống Thư Hàng đi ra. Đợi đến khi Tống Thư Hàng ra rồi, du hồn nó bắt đầu chạy, chạy được chừng trăm mét thì lại đứng đợi Tống Thư Hàng. Định dụ mình qua sao? Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Hai tay hắn cắm vào túi áo, tay trái cầm một lá phá tạp phù, tay trái cầm một lá giáp phù, cứ thế mà đi theo sau du hồn. Cứ đi rồi lại đi, cuối cùng nó cũng dừng lại trên nóc một căn nhà ba tầng, cửa khép hờ hiển nhiên là đang đợi tống thư hàng đi vào tống thư hàng tiến lên nhẹ nhàng đẩy vừa rồi vào trong trong nhà không có ai chỉ có một chiếc điện thoại bàn đang ở trạng thái trò chuyện ha ha người đến rồi sao người chính là kẻ đụng tới con quỷ binh ở cửa thôn đúng không phía đầu dây bên kia của chiếc điện thoại vang lên tiếng một người đàn ông bị biến thanh tống thư hàng nhíu mày kẻ này đúng là cẩn thận người chính là kẻ điều khiển quỷ binh kia sao Tống Thư Hàng đè giọng xuống, định bụng moi chút tin từ kẻ này. Ha ha, quỷ binh ấy đúng là chịu sự điều khiển của chúng ta. Không ngờ, chẳng mấy chốc đã có một chính đạo tu sĩ như ngươi tới. Nhưng cũng may, thực lực của ngươi không mạnh như bọn ta nghĩ. Giọng điệu của người đàn ông trong điện thoại vô cùng quỷ dị. Tống Thư Hàng cười lạnh, ta mới chỉ là tu sĩ nhất phẩm nhị khiếu đúng là có lỗi nha. Quay về chuyện chính đi, tên quỷ binh ngu xuẩn bị ngươi xử lý kia cứ coi như cho qua. Nhưng, chúng ta khuyên ngươi một câu, mấy ngày sau yên tĩnh một chút, đôi bên nước giếng không phạm nước sông. Nếu chọc giận chúng ta, thì bọn ta sẽ điều động mọi quỷ hồn, khiến người trong thôn chết vì cạn kiệt khí huyết. Đến lúc đó, chung quanh chỉ có mình ngươi thì ngăn nổi mấy con quỷ vật chứ. Giọng người đàn ông phía đầu dây bên kia đè nặng xuống. Người đang uy hiếp ta sao? Tống Thư Hàng đáp lại rất bình tĩnh. Ha ha, Sao ngươi lại nghĩ thế chứ vốn chúng ta không có ý định giết ngươi mà, dù sao thì thời đại này khác xưa rồi, bọn ta cũng chẳng muốn giết cả thôn làm gì. Chúng ta chỉ muốn lặng lẽ hấp thu khí huyết thêm đôi ba ngày rồi sẽ rời khỏi đây. Ngươi và chúng ta cùng nhau trải qua hai ngày yên bình, thế chẳng tốt à? Giọng điệu của người đàn ông trong điện thoại trở nên lạnh lùng, đừng ép chúng ta giết ngươi, bọn ta không muốn giết ngươi, nhưng không đồng nghĩa với việc chúng ta không giết ngươi. Ha ha, Tống thư hàng bật cười đột nhiên, hắn tiến về trước rồi đấm mạnh vào chiếc điện thoại bàn. Dầm, chiếc điện thoại nát bấy, từ trong đó chuồn ra một luồng khói đen. Thứ đó cũng là quỷ vật. Ngay từ đầu, vốn đã chẳng có người đàn ông nào gọi điện chỉ có con quỷ vật này núp trong điện thoại, nói chuyện với Tống Thư Hàng. Không phải cấp dưới của đàn chủ. Lần sau đóng vai điện thoại, thì nhớ cắm dây vào. Người ngốc, thì đừng cho rằng ai cũng ngốc thế chứ. Tống Thư Hàng xoay người, lại đấm thêm cú nữa vào làn khói đen. Chết tiệt, không ngờ lại bị người phát hiện, luồng khói đen kia biến ảo, hóa thành một người đàn ông mặc khôi giáp. Giống bộ khôi giáp mà con quỷ binh ở cửa thôn mặc, nhưng thứ làn khói này biến thành lại là quỷ tướng. Quỷ tướng, có thực lực tương đương với tu sĩ nhị phẩm. Hơn nữa, khác với quỷ binh, quỷ tướng đã nhớ lại đa số những ký ức khi còn sống, cũng có thần trí nhất định. Quỷ tướng giơ tay lên, cánh tay nó hiện lên một tấm khiên lớn, đỡ lấy cú đấm của Tống Thư Hàng. Dầm, Tống Thư Hàng rụt lui, quỷ tướng cũng bị đánh bật. chương 194, chẳng nhẽ lần này mình gây họa rồi. Chết tiệt, nếu không phải ta bị cái tên kia giam trong âm địa quá lâu, thì đã không yếu thế này, quỷ tướng nghĩ thầm, bị một tên nhóc nhất phẩm dùng một quyền đánh văng đi, đúng là sỉ nhục. Tống Thư Hàng lặng lẽ lắc lắc tay, cứng thật, dù quỷ tướng này đã suy yếu, nhưng quỷ thể của nó vẫn tương đương với thân thể của tu sĩ nhị phẩm. Đặc biệt là cái tấm khiến mà nó huyễn hóa ra, cứng ngang với cánh cửa thép mà hắn đập lúc đi lấy lại pho tượng cho bạch chân quân biến thành. Quỷ tướng đứng vững lại, rồi nói với Tống Thư Hàng bằng giọng giận dữ. Tiểu tử, người muốn thành kẻ địch của bọn ta sao? Ha ha, Tống Thư Hàng nở nụ cười, tay tạo hình long chảo, hắn tung quyền pháp căn bản tam quặc về phía quỷ tướng. Tên tiểu quỷ chết tiệt, người không lo rằng bọn ta sẽ diệt sạch cả thôn sao. Kinh nghiệm chiến đấu của quỷ tướng vô cùng phong phú, nó né sang một bên, rồi không biết vặn vẹo thế nào mà đã né được cú vổ của Tống Thư Hàng. Cùng lúc ấy, cơ thể nó bay lên, lùi lại một khoảng so với Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng cười lạnh, vào lúc này, chỉ có đứa ngu mới nhận rằng mình đang lo lắng cho sự an nguy của mọi người. Làm thế có khác nào tự dâng điểm yếu vào tay đối phương, khiến đối phương giải xéo. Cái gì? Vậy nên, Tống Thư Hàng đành trợn mắt khinh bỉ, rồi bày ra cái vẻ chẳng thèm để tâm, bọn ngươi muốn giết thì cứ giết, mục tiêu của ta là các ngươi à. Cái vẻ mặt tỉnh bơ của hắn chẳng lộ chút sơ hở. Quỷ tướng ngơ ra một thoáng. Chính trong cái thoáng này, Tống Thư Hàng đã tranh thủ lao lên, chân rậm thân pháp quân tử vạn dặm hành, nhìn tưởng chậm, nhưng lại nhanh đến cực điểm, hắn tiếp tục tung quyền về phía quỷ tướng. Đối đầu với cú đấm bất ngờ ấy của Tống Thư Hàng, quỷ tướng bỗng nhiên nhe răng ra cười. Tưởng nó ngơ ra thật hả? Chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ nhất phẩm, quả nhiên kinh nghiệm chiến đấu còn non lắm, cứ thế mà đã dễ dàng bị hắn lèo lái. Một tu sĩ nhất phẩm mà thôi, tưởng mình mạnh lắm sao? Người đang đâm đầu vào chỗ chết, khôi giáp trên người quỷ tướng bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một tấm áo choàng lớn, chụp về phía tống thư hàng. Tấm áo choàng này là một pháp thuật thiên phú của hắn, kẻ nào bị nó quấn lấy sẽ rơi vào trạng thái suy yếu, rồi không ngừng bị hắn hút sạch khí huyết. Chỉ cần rút cạn khí huyết của ngươi, thực lực của ta sẽ hồi phục chừng bốn phần, khắc khắc. Vốn định không dây vào chuyện rắc rối, không kết thù kết oán với đám tu sĩ các ngươi. Không ngờ ngươi lại nhất quyết đeo bám, thế thì đừng trách ta. Quỷ tướng cười ha hả. Tâm áo choàng đen quấn chặt lấy tống thư hàng, quỷ tướng hít sâu một hơi rồi dùng pháp môn, định hút hết khí huyết trong cơ thể tống thư hàng. Bỗng nhiên, sắc mặt của quỷ tướng biến đổi. Trong tấm áo choàng đen kia, bỗng có lôi quang dâng lên. Dầm dầm rầm rầm Trường tâm lôi, tiếng hô của tống thư hàng vang lên từ phía trong áo choàng Lôi pháp sơ cấp, trường tâm lôi từ lúc đập nát điện thoại, nhân lúc nói chuyện với quỷ tướng. Tống Thư Hàng âm thầm khắc lôi phù vào lòng bàn tay của mình, nhưng hắn chỉ ngưng tụ mà không sử dụng. Nhân lúc quỷ tướng tưởng rằng đã thành công, Tống Thư Hàng mới kích hoạt cường tâm lôi trường tâm lôi tàn nhẫn giáng xuống thân thể của quỷ tướng. Bao thủ đoạn phòng ngự của quỷ tướng đã hóa thành tấm áo choàng đen đó, đưa áo choàng đi, tức là giá trị phòng ngự của nó đã giảm. Dầm, một nửa cơ thể của hắn bị lôi pháp đánh nát, cái áo choàng đen mà hắn thường kiêu ngạo cũng rách từng mảnh. Trường tâm lôi, không ngờ ngươi lại biết dùng lôi pháp. Nửa phần cơ thể còn lại của quỷ tướng ngã dựa vào vách tường, nó trừng mắt, nhìn chằm chằm vào tống thư hàng. Đúng thế, kỳ lạ lắm hả? Tống Thư Hàng hỏi ngược lại với vẻ nghi hoặc, chẳng phải trường tâm lôi là pháp thuật mà mọi tu sĩ nhất phẩm đều biết sao? Ta cũng cảm thấy quái lắm, một quỷ vật như ngươi, sao lại không đề phòng trường tâm lôi? Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, sao quỷ tướng lại dùng áo choàng để bọc hắn lại, khiến hắn có thời gian để sử dụng trường tâm lôi? Pháp thuật mọi tu sĩ đều biết ấy hả? Biết cái con khỉ khô? Quỷ tướng muốn, gầm gừ trong lòng, nếu trưởng tâm lôi là thứ dễ học như vậy thì làm gì còn đường sống cho đám quỷ tu ở trên cái thế gian này chứ tu sĩ nhất phẩm nào cũng biết trưởng tâm lôi cứ dáng một trưởng xuống là có thể khiến quỷ tướng thư có thực lực tương đương với tu sĩ nhị phẩm trọng thương thậm chí là tiêu đời thế quỷ tu biết sống sao tống thư hàng chợt lóe lên một ý nghĩ hắn nhìn trưởng tâm lôi trong tay mình hay là đây là độc môn trưởng tâm lôi mà bạch tiền bối đã cải tiến được rồi dù là thế nào đi chăng nữa, thì chỉ cần hắn có thể dùng trường tâm lôi là được. Sau này cảm ơn bạch tiền bối là ổn thỏa. Trước mắt, việc cần làm là xử lý con quỷ tướng này. Tống Thư Hàng đưa tay rút một cái, liền rút ra một lá phá tà phù. Nói đi, kẻ điều khiển ngươi đang ở đâu? Hoặc có thể nói, cấp dưới của đàn chủ đang trốn ở đâu? Ta biết, đây chính là nơi chúng náu mình. Tống Thư Hàng cầm phá từ phù, chỉ vào quỷ tướng rồi cười hỏi quỷ tướng nhìn lá bảo phù trong tay tống thư hàng với vẻ hoảng sợ. Nó cảm nhận được khí tức khủng khiếp từ đó. Nếu bảo phù này được sử dụng, thì nó chắc chắn không có cơ may sống sót. Ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của ta, ta còn thả cho ngươi một đường sống. Lần này, Tống Thư Hàng nói thật chứ không lừa người ta nữa, cũng chẳng lừa quỷ nữa. Một con quỷ tướng là thứ khá đáng giá, hắn muốn gói ghém con quỷ này lại để mang đi. Mục tiêu của ngươi là cấp dưới của đàn chủ sao? Phần cơ thể còn lại của quỷ tướng rụt rụt ra sau, né xa lá bảo phù nọ. Sau đó, nó nói tiếp, nếu mục tiêu của ngươi là chúng, thì đôi ta càng không cần phải đánh nhau. Bởi, tất cả những cấp dưới của đàn chủ đều đã chết rồi. "Chết?" Tống thư hàng thoáng khựng lại. Sau đó, hắn nghĩ đến một trường hợp có thể xảy ra, từ khi thành lập tổ chức, tâm trảo ngân thú đầu bài, ngoài việc tìm linh quỷ, đàn chủ còn cóp nhặt được kha khá những quỷ vật mạnh như ó ẩn quỷ, rồi ta quỷ gì gì đó. Những ký ức ấy từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Khi đàn chủ còn sống, hắn có cách để phong ấn những quỷ vật ấy, hoặc là mỗi nhiệm vụ khác nhau lại dẫn theo một quỷ vật khác nhau đi mà dùng. Sau khi đàn chủ chết, nếu cấp dưới của hắn mở phong ấn thả. Mọi cấp dưới đều bị các ngươi giết rồi sao? Tống thư Hàng cười ôn hòa. Đúng thế, quỷ tướng nuốt một ngụm nước miếng, đáp. Tống thư Hàng thở dài, Hắn muốn tìm cấp dưới của đàn chủ là muốn hỏi xem quỷ hoa tu sĩ thuộc phân bộ nào của vô cực ma tông. Một đại môn phái như vô cực ma tông, Tống Thư Hàng đương nhiên không thể đối đầu, nhưng vụ này có thể chuyển cho Tô Thị A thất tiền bối. Nhưng không ngờ, cấp dưới của đàn chủ đều đã chết sạch. Cái này người ta gọi là, người tính không bằng trời tính đây mà. Bên cạnh đó, hắn cũng đoán được lý do khiến quỷ vật hút khí huyết của những người trong thôn. Sau khi bị phong ấn. Đa số quỷ vật đều rơi vào trạng thái suy yếu, nên chúng chỉ còn cách là lặng lẽ hút khí huyết của người khác. Hơn nữa, chúng còn định hút thêm một ít khí huyết, rồi chuẩn bị rắt xíu nhau rời khỏi đây thì phải. Câu hỏi cuối cùng, cấp dưới của đàn chủ có từng hợp tác với quỷ hoa tu sĩ không? Các người có biết bối cảnh của tên tu sĩ đó không? Tống Thư Hàng Trầm giọng nói, quỷ tướng lắc đầu, từ khi phá được phong ấn để thoát ra, chúng nó liền giết sạch những cấp dưới của đàn chủ đến cả những kẻ ra ngoài làm nhiệm vụ cũng bị chúng lừa về rồi giết nốt. Quỷ tướng thực sự không biết dạo gần đây cấp dưới của đàn chủ hợp tác với ai. Tống thư hàng nhíu mày, hắn trầm tư một lát rồi lấy di động, gõ một hàng chữ. Trong nhóm cửu châu số 1, thư sơn áp lực đại. Có tiền bối nào đang online không? Ta bắt được một con quỷ tướng, định hỏi tiền bối xem làm thế nào để phong ấn hay trói nó lại không? Dùng pháp khí bắt quỷ là được, bách quỷ phiên, quỷ hồn giới, thu quỷ bình gì gì đó đều được. Phủ chủ của thất sinh phù đáp, gần đây hắn đang đau đầu về việc làm thế nào để dạy đám dã nhân biết cách tổ hợp từ ngữ sau khi đã dạy được phần từ mới rồi. Ví dụ như việc đám dã nhân này thường xuyên dùng sai ba chữ, đờ, đích, đắc địa, thực sự mà nói thì, không chỉ dã nhân, mà tống thư hàng cũng hay dùng sai ba từ đó. Vậy nên, dạo gần đây phủ chủ rất hay online để nhờ mọi người gợi ý cho vài chiêu phong hồn băng châu dùng được không? Tống Thư Hàng hỏi. Cái đó dùng để phong ấn linh quỷ, linh quỷ khác với những quỷ tướng bình thường. Phủ chủ của thất sinh phù cười bảo. Tống Thư Hàng lại hỏi. Trừ cách đó ra, còn cách nào khác không? Có pháp thuật phong ấn, nhưng giờ ngươi chưa dùng được. Phủ chủ của thất sinh phù đáp lại. Vậy chẳng nhẽ ta không dùng được cách nào à? Tống Thư Hàng bực dọc, tuy cũng nghĩ đến khả năng này rồi, nhưng hắn vẫn muốn thử xem các tiền bối trong nhóm có chỉ cho chiêu nào được không. Nếu không thể thu phục con quỷ tướng này, thì hay là giết chết, nhưng trước khi giết phải làm công tác đề phòng mới được. Ít nhất phải tìm được cách nào khiến những quỷ vật khác không điên lên rồi tấn công người trong thôn. Phải làm thế nào đây? Tống Thư Hàng trao mày suy nghĩ. Nhưng, ngay lúc Tống Thư Hàng đang tìm cách giết quỷ tướng thì linh quỷ trong tâm khiếu của hắn như nhận được mệnh lệnh gì, liền lao ra đúng là linh quỷ nhận được minh lệnh quá trình kết hợp của nó và tống thư hàng chưa hoàn toàn xong xuôi nên sợi liên kết với tống thư hàng lúc có lúc không vậy nên khi tống thư hàng nghĩ giết chết quỷ tướng linh quỷ đã nhận được mệnh lệnh nhưng đoạn nghĩ sau của hắn thì nó không biết gào sau khi linh quỷ xuất hiện tay nó hiện ra một đoạn kiếm kim sắc đây là thiên phú mới có được sau khi nó hồi phục cấp bậc linh quỷ trung giai một khiên một kiếm một thủ một công cây đoản kiếm kim sắc phung lên, kiếm này chém xuống, khiến quỷ tướng đang trọng thương nát thì từng mảnh. Không, nếu ngươi giết ta, thì hãy chờ sự trả thù từ đồng bạn của ta đi. Không chỉ ngươi, mà cả cái thôn này đều hóa thành địa ngục. Quỷ tướng giống lên giận dữ. Vốn tưởng rằng mình là quỷ tướng, dù có đang suy yếu thì khi đối đầu với một tu sĩ nhất phẩm, không đánh thắng thì cũng trốn được. Nào ngờ tên tiểu tu sĩ này lắm thủ đoạn, không chỉ có bảo phù mạnh mẽ mà còn có cả linh quỷ đáng sợ. Chẳng nhẽ, tiểu tu sĩ này là con riêng của vị trưởng môn nào thuộc danh môn đại phái. Xoạp, linh quỷ há miệng hút một cái, liền đưa chọn quỷ tướng đang nát tương vào bụng. Sau đó, nó ở một tiếng no nê rồi chui vào tâm khiến của Tống Thư Hàng. Bàn tay cầm phá tà phù của Tống Thư Hàng đưa ra. Đạo diễn, kịch bản này sai rồi. Làm sao giờ, nếu thật là có hơn trăm hơn ngàn con quỷ tới tấn công thôn thì làm sao giờ hắn có thể bảo vệ một khoảng, nhưng không thể bảo vệ cả thôn nha. chương 195, hôm nay mình cũng may hết nhỉ. Làm sao bây giờ? Tống Thư Hàng vô cùng buồn giàu. Xem ra, phải nhờ các tiền bối trong nhóm cửu châu số 1 tư vấn vậy. Hắn lấy điện thoại ra rồi mở tới nhóm cửu châu số 1, sau đó bắt đầu sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, nghĩ xem làm thế nào để miêu tả chuyện vừa xảy ra, rồi xin các tiền bối chỉ cách giải quyết. Đương lúc Tống thư hàng gõ chữ vào khung trò chuyện, thì trong danh sách bạn tốt cho người liên lạc với hắn. ID là Tam Nhật Tiểu Hòa thượng, đây là đệ tử tục gia của Thông Huyền đại sư. Lần trước, người này gửi cho Tống thư hàng cách dùng ba loại pháp thuật, Tinh thần lạc ấn thuật, Lạc ấn cảm ứng pháp, Lâm thời ngự kiếm thuật. Dù rất có thể Tam Nhật sư huynh gửi nhầm, nhưng cũng nhờ vào Lâm thời ngự kiếm thuật mà Tống thư hàng có thể xử lý tên thích khách tấn công Tô thị a thập lục vào mấy ngày sau. Thư hàng có đang âu nồ không? Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng hỏi. Có đây, Tam Nhật Sư Huynh có việc gì? Tống Thư Hàng nhanh chóng hỏi lại. Ta nghe nói vừa nãy ngươi vào nhóm cửu châu số 1 hỏi cách phong ấn quỷ tướng à? Tam Nhật Tiểu Hòa Thượng hỏi, hắn không gia nhập nhóm cửu châu số 1, nhưng qua thông huyền đại sư, trong nhóm có chuyện gì hắn cũng biết. Tam Nhật Sư Huynh có cách phong ấn quỷ tướng sao? Tống Thư Hàng cười khổ, rồi nói tiếp, tiếc là muộn rồi, con quỷ kia đã bị ta giết chết tiếc thật đấy, tam nhật tiểu hòa thượng đau lòng, rồi lại hỏi, thư hàng, ta muốn hỏi xem ngươi gặp con quỷ tướng này ở đâu. Nơi có quỷ tướng, ắt sẽ có rất nhiều oán quỷ hay quỷ binh gì đó nhỉ. Chắc chắn là không chỉ có mình con quỷ tướng đó đúng không? Dạo gần đây, tam nhật tiểu hòa thượng đang tu luyện một thần thông của Phật môn, thần thông này cần thu thập rất nhiều quỷ hồn, rồi phong ấn vào Phật tháp. Sau đó, dựa vào việc tụng kinh để độ hóa quỷ hồn, khiến chúng trở thành linh hồn tinh thuần, cuối cùng, dựa vào linh hồn tinh thuần để dựng Phật Tháp. Phật Tháp hoàn thành, đi kèm với thần thông Phật Độ Bảo Tháp, vừa vung tay lên liền có thể trấn áp kẻ địch. Uy thế của nó có thể sáng với pháp thuật tụ lý càn khôn của đạo gia. Nhưng thời nay, một con quỷ thì dễ kiếm, chứ muốn tìm nơi nào có nhiều oán quỷ thì lại khó. Hoa hạ hòa bình từ rất lâu rồi, không còn chiến tranh nữa. Mà những nơi từng xảy ra các trận chiến lớn, thì cũng bị tiền bối lặng lẽ độ hóa từ lâu, đa phần các oán quỷ trong đó đều đã bị bắt sạch. Vậy nên, khi nghe Tống thư hàng bắt được một quỷ tướng, hắn liền mừng rỡ chạy qua hỏi. Dù ta không dám khẳng định, nhưng nơi ta đang ở hẳn sẽ xuất hiện rất nhiều quỷ hồn. Có quỷ tưởng hay không thì ta không rõ, nhưng quỷ binh chắc sẽ có rất nhiều, oan hồn lại càng nhiều. Tống thư hàng trả lời rất nhanh. "Thật sao? Giờ ngươi đang ở đâu?" Tam Nhật sư huynh hưng phấn hỏi. Tống thư hàng đáp: quảng trường La Tín ở thành phố Di. Ha ha, cách chỗ ta ở không xa, đợi chút, nếu ta ngự kiếm phi hành thì cùng lắm là một tiếng sau sẽ tới. Tam Nhật Sư Huynh nói xong liền offline. Tống Thư Hàng siết chặt di động, hình như cái mối họa mình gây ra, có phương án giải quyết rồi. Sao cứ thấy may thế nhỉ? Sau đó, Tống Thư Hàng liền vội vàng gọi điện cho thổ ba, bảo mình muốn đi chơi quanh quanh thôn chút, chắc sẽ về muộn, để bên ấy khỏi lo rồi đi tìm không cẩn thận lại cuốn vào chuyện không hay. Giờ chỉ mong Tam Nhật Sư Huynh có thể đến trước khi đại quân oán quỷ ập tới. Mong rằng hôm nay mình sẽ may mắn, Tống Thư Hàng thầm cầu nguyện. Quả thực thì, vận may của Tống Thư Hàng hôm nay khá tốt. Chừng 45 phút sau, trên bầu trời xuất hiện một luồng kiếm quang, vèo một cái liền rơi xuống trước mặt hắn. Phía trên kiếm quang, đứng một người đàn ông ra ngăm ngăm, hắn nhẹ nhàng nhảy xuống người đàn ông này rất tuấn tú tuấn tú theo kiểu khỏe khoắn vậy nên cái đầu láng o kia chẳng thể làm mờ đi vẻ tuấn tú của hắn thư hàng người đàn ông cười với tống thư hàng không cần giới thiệu thêm đây ắt hẳn chính là đệ tử tục gia của thông huyền đại sư tam nhật sư huynh chào tam nhật sư huynh tảng đá nặng trịch đè trong lòng tống thư hàng nãy giờ rốt cục cũng buông lỏng hắn thở phào nhẹ nhõm có tam nhật sư huynh dù đại quân của đám quỷ vật có tấn công thì cũng không sợ Tâm Nhất Huynh là Phật môn cao đồ, sở trường là đấu với quỷ vật. Nhưng chẳng phải Tam Nhật Sư Huynh là đệ tử tục gia à? Sao cũng cạo chọc đầu nhỉ? Quỷ khí ở nơi này nồng nặc quá, Tam Nhật Sư Huynh nhìn quanh rồi nheo mắt, gật đầu đầy thỏa mãn. Hắn cứ tưởng rằng lúc Tống Thư Hàng bảo, sẽ xuất hiện rất nhiều quỷ hồn, thì cùng lắm là trăm con thôi. Nhưng giờ, khi nhìn lượng âm khí phủ trên thôn này, thì oán quỷ đê dai chắc cũng phải có hơn ngàn con với lượng oán quỷ khổng lồ như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều quỷ binh, thậm chí còn có cả quỷ tướng. Được, 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 Tam Nhật Sư Huynh nói liên tục ba chữ được, thư hàng, Sư Huynh cũng không biết nên cảm ơn người thế nào, người giúp ta một việc lớn rồi. Tống Thư Hàng cười nói, ha ha, Sư Huynh cũng giúp ta một việc lớn ấy chứ. Không cần nói thêm nữa, lượng oán quỷ ở đây còn vượt mức mong đợi của ta. Đợi ta bắt được hết đống quỷ vật này, chắc chắn sẽ tặng ngươi thứ gì tốt tốt chút. Tam nhận sư huynh vỗ vỗ vai Tống thư hàng đầy hào sảng. Nếu có thể bắt trộm số quỷ vậy này, hắn có thể tu luyện thần thông Phật độ bảo tháp ngay lập tức. Quả thực chuyến đi này đã giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Đây là ân tình lớn, nếu không tặng gì cho Tống thư hàng thì lỡ sau này bị những đồng đạo cười cho thối mũi thì sao? Khi đối xử với hậu bối, đặc biệt là với một hậu bối hữu duyên, thì những tu sĩ trong nhóm cửu châu số một không keo kiệt bao giờ. Nghĩ tới đây, Tam Nhật Sư Huynh liền lấy điện thoại ra gọi. Sư phụ, con muốn truyền, bất động kim cương thân, cho thư hàng tiểu hiếu, để trả một món nợ ân tình, có được không? Tam Nhật Sư Huynh hỏi. Phía đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi vang lên ba tiếng gõ mõ đều đều. Được, cảm ơn sư phụ, Tam Nhật Sư Huynh cười nói. Sau đó, hắn vỗ vỗ tống thư hàng. Thư hàng tiểu hữu, Bạch Tiền Bối vẫn đang ở cùng ngươi phải không? Tống thư hàng gật đầu, dù hiện tại Bạch Tiền Bối đang đi tìm phi kiếm, nhưng sau này hắn vẫn sẽ quay về. Mấy hôm sau, đợi đến khi ngươi về nhà rồi, bảo Bạch Tiền Bối gửi tọa độ cho ta, ta dùng phi kiếm gửi cho ngươi công pháp Bất Động Kim Cương Thân. Đừng từ chối, đây là thứ ngươi nên có, Tam Nhật Sư huynh bảo. Bất Động Kim Cương Thân, đó là công pháp gì thế? Nghĩ tới công pháp của Phật môn, Tống thư hàng liền bất giác sờ sờ tóc mình. Mình khó khăn lắm mới dùng quân tử vạn dặm hành để thay đổi ngoại hình của chân ngã, đừng có bảo là học xong cái này lại biến về như lúc trước. Chẳng phải ngươi đang luyện Kim Cương trụ cột quyền pháp sao? Bất động kim cương thân là công pháp phụ trợ cho Kim Cương trụ cột quyền pháp, nó không phải quyền pháp, mà là công pháp luyện thể nhất phẩm, gia tăng tính phòng ngự cho cơ thể. Cùng một bộ với quyền pháp cơ bản, nó sẽ giúp ngươi dễ vượt qua nhất phẩm dược long môn. Tam Nhật Sư Huynh cười ha hả. Cảm ơn Sư Huynh, vừa nghe thấy đây là công pháp phụ trợ của Kim Cương trụ cột quyền Pháp, Tống Thư Hàng liền biết mình muốn học bất động Kim Cương thân. Dù chân ngã trong cơ thể lại chọc lóc cũng không sao. Thực lực quan trọng hơn ngoại hình, cùng lắm thì sau khi thăng lên cảnh giới nhị phẩm, lại sửa thành tu theo công pháp nho môn, thay đổi ngoại hình của chân ngã. Nhưng hôm nay đúng là suôn sẻ, không chỉ dễ dàng giải quyết vụ oán quỷ báo thù, mà còn có được công pháp luyện thể nhất phẩm từ tay Tam Nhật sư huynh. Đúng là may mắn. Nửa tiếng sau, trên bầu trời của quảng trường La Tín, mây đen cuồn cuộn kéo tới, đè thấp xuống thôn xóm dưới chân. Mắt thường không thể nhìn thấy luồng mây mù này, nhưng những ai có linh nhãn bẩm sinh, hoặc tu sĩ sau khi đã mở nhãn khiếu đều có thể thấy được, hơn nữa còn thấy gió, giữa mây mù cuồn cuộn là hơn trăm, hơn ngàn oán quỷ đang gầm gừ. Tiếng quỷ la hét rền rĩ không ngừng lan ra người thường đứng dưới đám mây quỷ này thì sẽ thấy bỗng nhiên lạnh run. Mà phía trên đám oán quỷ đó, đứng gần 20 con quỷ binh. Chúng mặc chiến giáp cổ đại, tay cầm binh khí cổ đại, mặt đeo cùng một chiếc mặt nạ có ngoại hình đáng sợ, nhìn vừa tàn khốc vừa tả ác. Đứng trên 20 con quỷ binh ấy, là một con quỷ tướng mặc bộ áo giáo tím đẹp đẽ, tay cầm một thanh đao quan vũ. Mặc hắn cũng đeo mặt nạ quỷ, hơn nữa, khác với con quỷ tướng bị tống thư hàng giết chết, con quỷ này có quỷ khí dồi dào, không hề rơi vào trạng thái suy yếu. Thực lực của nó có thể sánh với tu sĩ nhị phẩm đứng đầu. Chật chật, dầu to rồi, nhưng oán quỷ này quá đủ cho mình tu luyện. Hơn nữa, nhìn cái thế này là vẫn còn rất nhiều quỷ hồn nữa. Tiếc cho chúng quá, càng nhiều oán quỷ, thần thông của ta càng chóng luyện thành. Tam Nhật Sư Huynh xoa xoa tay, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Tống Thư Hàng vỗ vỗ ngực, lòng thầm thấy may mắn, may mà Tam Nhật Sư Huynh liên lạc với mình đúng lúc. May mà Tam Nhật Sư Huynh ở gần thành phố Di, may mà Tam Nhật Sư Huynh đến ngay. Nếu Tam Nhật Sư Huynh chỉ muộn nửa tiếng thôi, thì đối diện với cả ngàn oán quỷ thế này, Tống Thư Hàng thực sự không thể kiểm soát được. Quá là may, Tống Thư Hàng nghĩ thầm. Giết giết giết, giết sạch mọi sinh linh ở chốn này. Trên bầu trời, con quỷ tướng vùng đại đao lên, hô với giọng giận dữ chúng đã biết đồng bạn của mình bị giết, chúng đến để báo thù. Dù phải diệt sạch những sinh linh trong thôn thì cũng phải báo thù cho tứ đệ. Con quỷ tướng cầm đao quan vũ lạnh lùng nói. Đám quỷ binh hô lên một tiếng, rồi tách nhau ra, mỗi con dẫn một đội oán quỷ, rồi vây quanh, bao phủ lấy thôn xóm. Sau đó, lũ oán quỷ do đám quỷ binh lãnh đạo trồm về phía những sinh linh trong thôn. Dù là người hay xúc vật, chỉ cần có khí huyết đều là đối tượng cho chúng tấn công. Ha ha, tới đúng lúc lắm." Tam Nhật sư huynh cười ha hả, hắn đưa tay ra sau lưng rồi rút ra một cây gậy bị quấn trong vải. Khi cây gậy này được mở ra, mới thấy rõ nó là một lá cờ đen. Không biết lá cờ này được làm từ gì mà vừa mềm như vải, lại bóng loáng như kim loại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 195.